Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 31. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống, Kim Dương chiến hạm gia tốc đi tới, rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách với những thanh lang chiến xa kia, một đạo công kích cường đại trong nháy mắt xông ra ngoài, đem 9 chiếc chiến xa kia toàn bộ bao phủ dưới công kích, không thể tránh khỏi. 9 chiếc thanh lang chiến xa trực tiếp ngừng lại, trong đó một chiếc thay đổi đầu xe, phía trên có một tên nam tử lạnh lùng nhìn công kích chạy như bay tới. Thanh lang chiến xa cấu tạo vô cùng đơn giản, ưu điểm chính là chỉ cần một người liền có thể dễ dàng điều khiển. Sóng gợn đi nhanh, không gian chuyển đổi. Trên xe chính là yêu tộc đại tế tự Vũ Tiên Sinh, không gian trước người hắn đột nhiên phát sinh xoay chuyển, sóng trùng kích thẳng tắp mà đến kia dĩ nhiên ở trên bầu trời xoay tròn lên, bán kính càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hướng điểm cuối ngưng đi, biến mất ở giữa không trung. Không gian vặn vẹo cũng thuận theo văng ra, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chi, tinh thần lực lượng xoay chuyển không gian. Tuyên Bình ở trên Kim Dương chiến hạm nhất thời giật mình, còn người suýt chút nữa rớt xuống, hắn thân là tam tinh vũ tôn, kiến thức không cạn, loại lực lượng tinh thần có thể trực tiếp không gian xoay chuyển, chỉ có những thuật luyện sư cường đại kia mới có thể làm được. Trái tim hắn không ngừng chìm xuống, trực giác để hắn cảm thấy việc lớn không tốt, tựa hồ lại đá vào tấm sắt rồi. 9 chiếc thanh lang chiến xa kia không đi, toàn bộ quay đầu, hướng Kim Dương chiến hạm bay đến. Nếu như đúng là đại thuật luyện sư, làm sao còn có thể dùng thanh lang chiến xa loại đồ bỏ đi này? Lẽ nào là một đám biến thái yêu thích giả heo ăn thịt hổ? Một đôi ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, kéo hắn từ trong suy đoán lung tung định thần lại. Các ngươi là người nào? Tuyên Bình lòng tràn đầy cảnh giác, cũng không dám khinh thường vị tồn tại trước mắt chỉ có tu vi vũ hoàng kia chút nào. Những thứ khác không nói, chỉ là ánh mắt trực thấu lòng người kia, liền để đáy lòng hắn sợ hãi. Trên một chiếc thanh lang chiến xa khác, ngồi một vị thiếu niên, da trên người trắng xám gần như trong suốt, mạch máu màu xanh cũng có thể thấy rõ ràng, trên mặt càng là hiện ra vẻ hết sức yêu dị, cười nói. Ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết, liền trực tiếp hạ sát thủ. Vũ, hiện tại nhân loại đều là tẻ nhạt như thế sao? Vũ Tiên Sinh tựa hồ đối với thiếu niên này hết sức kính trọng, xoay người thi lễ, cung kính nói. Thương đại nhân, đây chỉ là bất ngờ. Đám ngu ngốc này không biết là từ nơi nào nhô ra, phỏng chừng là người điên. Tuyên Bình vừa nghe, nhất thời giận tím mặt, mình đường đường vũ tôn, lại bị người nói là người điên. Càng tức giận là, những người trước mắt này, không có một cái có tu vi vũ tôn, nhưng vẻ lười nhác cùng ánh mắt khinh thường, là trần trụi không đem mình để ở trong mắt. Chư vị nói chuyện rất khó nghe a. Bản tọa Phi Xương Tông Tuyên Bình, các ngươi rốt cuộc là ai? Vũ hơi nhướng mày nói. Phi Xương Tông, các ngươi đến yêu nguyên làm cái gì? Tuyên Bình cười lạnh nói. Làm sao, sợ? Nội tâm hắn hơi ung dung, xem ra đối phương chỉ ít biết tông môn mình cường đại, không dám tùy ý làm càn. Thiếu niên được kêu là Thương kia nhẹ giọng cười nói. Vũ, lãng phí thời gian làm gì? Lưu Tam Tinh vũ tôn kia lại vừa đi vừa thẩm vấn, người còn lại giết chết. Vâng. Vũ cung kính cúi người đáp, lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong tròng mắt một mảnh sát cơ. Đại tế tự, nhân số có chút nhiều a, ta cũng tới hoạt động một thoáng, giúp ngươi một chút đi. Trên một chiếc thanh lang chiến khác xa, một tên nam tử yêu dị nhẹ nhàng nhảy lên, cười rơi vào trên Kim Dương chiến hạm, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo đến cực điểm, để tất cả vũ hoàng cường giả trên chiến hạm phát lạnh. Tuyên Bình cũng nhận ra được nguy cơ lớn lao, tuy rằng những người yêu dị này tu vi không mạnh, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên phẫn nộ quát. Mọi người cẩn thận, đồng loạt xuất thủ diệt những rác rưởi này. Vũ Tiên Sinh một mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong tay giơ lên vĩ quang kiếm thật cao, hướng về trên chiến hạm một kiếm chém xuống. Kiếm khí lạnh giá bổ nước trời cao, chém ở trên Kim Dương chiến hạm. Ánh kiếm không gì địch nổi ngang qua mà qua, dĩ nhiên như cắt chém đậu hũ. Tuyên Bình trong nháy mắt liền há hốc mồm, đây chính là Kim Dương chiến hạm cấp 7A. Coi như là một đòn toàn lực của hắn, cũng không thể hủy diệt. Tới yêu nguyên đều là những người nào a? Làm sao một cái so với một cái biến thái? Kim Dương chiến hạm ở trong nháy mắt hắn há hốc mồm, liền triệt để nổ vỡ thành hai mảnh, ở trên không trung vỡ ra, rơi xuống. Cũng không có thiếu thuật luyện sư ở trong đó, từng cái sợ hãi không ngớt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, tên nam tử đạp ở trên Kim Dương chiến hạm kia cũng đột nhiên chuyển động,
nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi, thật giống như là điêu khắc ra, khiến người ta nhìn mà trong lòng sợ hãi. Hai tay hắn giang ra, hai cánh như con rơi xuất hiện ở trên người, hướng những vũ hoàng cường giả kia bay đi. Tâm trạng của Tuyên Bình hoảng hốt, một loại cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có xông lên đầu, ngoại trừ hai người xuất thủ ra, người còn lại đều là một mặt lạnh lẽo, không chút phật lòng. Loại hờ hững giống như trào phúng kia, tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là cao cao tại thượng, mắt lạnh xem cuộc vui. Dám khinh thường chúng ta. Nội tâm Tuyên Bình sinh ra một loại cảm giác nhục nhã, tức giận quát. Tứ phương bảo, toàn bộ chết đi cho ta. Lĩnh vực lực lượng của tam tinh vũ tôn phóng xạ ra, dưới vũ tôn đều run rế. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, nếu không có bất ngờ, lấy sức của một người hắn là có thể trấn áp tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc chính là, ngày hôm nay bất ngờ đặc biệt nhiều. Không gian quanh thân vũ tiên sinh xuất hiện xoay chuyển nhỏ bé, dĩ nhiên đem lĩnh vực của hắn cô lập ra, không bị ảnh hưởng chút nào, kiếm quang của vĩ quang kiếm trong tay tăng mạnh, tỏa ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tên yêu tộc khác dường như rơi ngang trời bay tới kia, người ở trong lĩnh vực, thân thể ngưng lại, không cách nào nhúc nhích. Tên yêu tộc kia thẹn quá thành giận mắng. Cái thứ độ gì, chỉ là lực lượng lĩnh vực cũng có thể nhốt lại ta. Trên người hắn dần dần tỏa ra tử hắc khí, ở bốn phía không ngừng qua lại vần quanh, càng tụ càng nhiều, tựa hồ cũng muốn phá tan uy thế này. Vũ cao mày nói, Dực đại nhân, thân thể của ngươi còn vô cùng yếu, không nên lộn xộn, để cho ta tới đi. Kiếm thế của hắn ngưng lại, lực lượng không gian bốn phía chậm rãi hội tụ đến trên thân kiếm, tỏa ra ánh sáng dị thường càng ngày càng óng ánh, đột nhiên chém xuống một kiếm, một vùng không gian thật giống như khí năng trong nháy mắt mở ra, đập vỡ toàn bộ tứ phương lĩnh vực. Đồng thời lực lượng không gian bành trướng không giảm, hướng về chỗ Tuyên Bình không ngừng phóng to ép đi, chỗ đi qua toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Có nửa bên kim dương chiến hạm bị lực lượng không gian này xuyên qua, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn màu vàng, bay đầy trời. Con người của Tuyên Bình đột nhiên áp xúc, sợ đến hít một hơi lãnh khí, thân thể không ngừng lùi lại. Chiêu kiếm này của đối phương đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, vũ tôn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, ngưng tụ lực lượng lĩnh vực của mình, chính là một loại cảm ngộ dưới thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó dưới bát hoang cảnh, không gì địch nổi. Nhưng một chiêu kiếm của vũ tiên sinh chém nát lĩnh vực của hắn, chuyện này. Làm sao có khả năng? Không có bất kỳ thời gian để hắn suy tư, bóng người của vũ giống như quỷ mị bay tới, tốc độ nhanh chóng, hầu như liền muốn va vào hắn. Trái tim của Tuyên Bình đột nhiên co rút lại một thoáng, hết thảy tiềm năng của tam tinh vũ tôn trong nháy mắt bộc phát ra, trên quyền phong ánh sáng lấp lóe, hét lớn một tiếng hướng về vũ tiên sinh oanh tới. Trong mắt vũ lóe ra một tia lẫm nhiên, tương tự tay trái ra quyền, cánh tay bỗng nhiên thô to lên, bành trướng gấp 3-4 lần, cùng thân thể hoàn toàn cách xa, ầm ầm đấm tới. Ầm, không có một chút đầu cơ trục lợi nào, hoàn toàn là đấu sức mạnh. Ánh sáng cường đại ở trên không trung phóng ra, như đại nhật lâm không, trong cường quang chói mắt chỉ thấy điểm điểm vết máu bắn xạ, thân thể Tuyên Bình chậm rãi ngã xuống, từ trên không trung rơi xuống. Mà vũ vẫn như cũ sừng sững ở đó, sắc mặt bình thường như nước. Thật giống như là một sự tình bé nhỏ không đáng kể. Một quyền chấn thương vũ tôn. Vũ hoàng còn lại của Phi Xương Tông, từng cái há hốc miệng, tâm ý sợ hãi giáng lâm. Tuyên Bình không thể nghi ngờ là cây trụ tinh thần của bọn hắn, hiện tại một chiêu liền bại, chiến ý đã hoàn toàn không có. Sau khi lực lượng lĩnh vực tiêu tan, Dực hừ lạnh một tiếng, tựa hồ vạn phần tức giận. Hắn đem khí tức tử hắc thu hồi đến trong thân thể, mở ra bức Dực, vọt thẳng vào đám vũ hoàng kia, giống như lang nhập bầy dê, bắt đầu trắng trợn tàn sát, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều vũ hoàng liên thủ, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này một cánh tay của Tuyên Bình hầu như hoàn toàn vỡ ra, rủ xuống, cả người đều là vết máu, hai mắt sợ hãi nhìn bóng người trên không trung kia, mạnh mẽ ngã xuống đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tàn sát rất nhanh liền kết thúc, trên mặt đất vô cùng thê thảm, khắp nơi là thi thể tàn tạ, các loại nội tạng tứ chi gắn một chỗ. Dực tựa hồ rất không đã nghiền, uốn éo cái cổ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thật giống như ức chế khó chịu. Trên mặt thương vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nuốt vào huyết của phá hồn mô, thân thể của vũ quả nhiên lại cường đại không ít. Loại bí thuật này thật là tuyệt vời, không hổ là đại tế tự của yêu tộc ta.
một nữ tử yêu tộc tên Lê ở bên cạnh nói. Dực thật giống như có điểm không ổn định. Thương không để ý lắm nói. Theo hắn đi thôi, mang theo vũ tôn nhân loại kia, chúng ta tiếp tục chạy đi. Hắn nói xong, liền thay đổi phương hướng chiến xa, hướng về phía trước bay đi. Vâng. Lê lĩnh mệnh, hai ngón tay hướng về trong hư không khẽ vẫy, thân thể Tuyên Bình liền trong nháy mắt vọt tới, bị nàng hạn chế, vài đạo ánh sáng đánh vào trong bách hải, khí tức vũ tôn trên người Tuyên Bình dần dần biến mất, biến thành dáng vẻ một người bình thường, không có bất kỳ nguyên khí gợn sóng. Nam tử trên ba chiếc thanh lang chiến xa khác đều là con người áp súc, một mặt nghiêm nghị nhìn Lê xuất thủ, tựa hồ muốn xem chút gì đó, ánh mắt không chớp một cái, nhưng chung quy lộ ra vẻ thất vọng, vẫn là không thu hoạch được gì. Ba người này chính là Đường Kiếp, Mộc Không, Vũ Văn Cao, chỉ bất quá khí tức trên người giống như Tuyên Bình, hoàn toàn bị phong ấn, không có nửa điểm nguyên khí gợn sóng, từng cái cúi đầu ủ rũ, lộ ra hôi bại thất sắc. Lê phong ấn Tuyên Bình xong, nhìn ba người một chút nói. Chiến xa không đủ, người này cùng các ngươi ngồi một chiếc. Thanh lang chiến xa vô cùng nhỏ hẹp, hai người liền có vẻ rất chen chúc. Đường Kiếp biến sắc hừ nói. Ta là quý khách của Khô Lâu Dòng binh đoàn các ngươi, dương thực còn ở trong tay ta, ngươi tốt nhất khách khí với ta một chút. Mộc Không cũng cả giận nói. Ngươi ném qua, ta liền trực tiếp giết hắn. Chỉ có Vũ Văn Cao bóp mũi lại, cau mày thầm nói. Cả người đều là huyết, bẩn chết rồi. Ai nha, ta liền chịu khổ một chút đi, ai bảo ta trở thành tù binh của các ngươi đây. Hắn nơi nào có nửa điểm ủy khuất, trong mắt chỉ có tà hỏa, trên mặt cũng lộ ra cười gằn. Lê mặt không hề cảm xúc, trực tiếp đem Tuyên Bình ném tới trên chiến xa của Vũ Văn Cao, lạnh lùng nói. Đừng giết chết hắn, bằng không giết ngươi. Ai nha, yên tâm đi, người ta sẽ rất ôn nhu. Vũ Văn Cao che miệng khẽ cười nói. Đem Tuyên Bình hôn mê bất tỉnh ôm vào trong lòng, bắt đầu quan tâm. Ẩu! Mộc Không không nhịn được hướng bên ngoài chiến xa nôn mửa, vội vàng khởi động trận pháp trên chiến xa, đuổi theo Thương mà đi. Hắn chỉ cảm thấy ở trong vòng trăm thước gần tên biến thái này cũng vô cùng nguy hiểm, dọc theo đường đi này ánh mắt tên biến thái kia nhìn hắn, đã để hắn gần như sụp đổ. Nếu không phải đan điền hoàn toàn bị phong ấn, bằng không liều mạng cũng phải giết tên biến thái này. Đường Kiếp cũng không chịu nổi, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, đuổi theo mọi người mà đi. Dực ở trên không trung phát điên một trận, hai tay ôm đầu lâu, tựa hồ đau đầu sắp nứt, ở trên không trung không ngừng kêu rên giãy giụa, yêu khí trên người chập trùng bất định, một hồi như phàm nhân, một hồi lại tiêu thăng đến trình độ vũ hoàng. Đột nhiên, cả người hắn cứng ngắc trên không trung, đình chỉ hết thảy giãy giụa, hai con mắt dần dần khôi phục yên tĩnh, lúc này sát khí mới biến mất. Trở lại trên thanh lang chiến xa đuổi theo. Rất nhanh, chín đạo ánh sáng biến mất ở phía chân trời, chỉ còn dư lại thi thể cùng mảnh vỡ chiến hạm đầy đất. Thời gian uống cạn chén trà sau, không gian dường như gợn nước tản ra, ở trung tâm gợn nước có một chiếc chiến hạm chậm rãi chạy ra. Cấp 8 U Minh chiến hạm. Chiến hạm hiện lên ở trên bầu trời, không gian khôi phục bình tĩnh. Chiếc U Minh chiến hạm này so với chiếc của Phi Xương Tông còn có khí thế, càng thêm hùng vĩ. Mặt trên ấn một cái phù hiệu to lớn, tựa hồ là tiêu chí của tông phái nào đó. Trên chiến hạm hiện lên mấy bóng người, tất cả đều nhìn mảnh vỡ cùng thi thể phía dưới, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Càng có mấy đạo nhân ảnh phi thân xuống, ở bên trong những mảnh vỡ cùng thi thể kia điều tra, rất nhanh lại trở về trên chiến hạm. Một tên nam tử tra xét tiến lên báo cáo. Dịch Khánh đại nhân, những người kia là người của Phi Xương Tông, chết đều là thuật luyện sư cùng Vũ Hoàng cường giả. Những vũ hoàng kia từ trên vết thương đến xem, đại đa số đều là nhất chiêu mất mạng, sau đó bị tàn nhẫn phân liệt ra. Dịch Khánh tóc mai như vân, trong tròng mắt đen kịt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Mặc dù là tin tức ngầm, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít thế lực đi vào. Lúc trước những người kia biểu hiện thực lực đều không mạnh, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, hơn nữa dễ dàng diệt sát cao thủ Phi Xương Tông. Đinh Mật, người đối với những người kia có ấn tượng gì? Phía sau có một tên hoàng sam lão giả, hai hàng lông mày hắn vặn chặt, suy tư nửa ngày mới trả lời. Bẩm Dịch Khánh đại nhân, trong ký ức của ta, toàn bộ Tây Vực không hề có nhân vật như vậy. Có thể dễ dàng một quyền đánh giết phụ tôn, tuyệt đối ở trong danh sách ta quan tâm, nhưng hoàn toàn không có tư liệu của những người này. Dịch Khánh ngờ vực, lẩm bẩm nói.
lẽ nào là vượt qua mà đến, cũng không đến nỗi đi, vì ngần ấy tin tức ngầm. Một trung niên cẩm bào khác đột nhiên mở miệng nói. Dịch đại nhân, vừa nãy trong 9 người kia, tựa hồ có một người rất giống Đường Kiếp. Con người của Dịch Khánh đột nhiên áp xúc, cả kinh nói. Người có thể chắc chắn chứ? Người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ khó khăn nói. Ta chỉ là cảm giác rất giống, ta cùng Đường Kiếp cũng gặp gỡ qua mấy lần, tướng mạo cùng thần thái đều rất gần gũi. Chỉ là Đường Kiếp này là Vũ Hoàng cường giả, vừa nãy trên người người kia hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm sức mạnh. Dịch Khánh trở nên trầm tư, ngắm nhìn phương hướng 9 người rời đi, ngưng tiếng nói. Nếu thật sự là Đường Kiếp vậy thì phiền phức, những người kia cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thật sự không muốn cùng bọn họ là địch. Đinh Mật do dự nói. Dịch đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Yêu nguyên quảng đại vô biên, cho dù tam đại đoàn lính đánh thuê cả ngày trà trộn ở bên trong cũng chưa chắc quen đường. Chúng ta muốn tìm Đường Kiếp, không khác nào mò kim đáy biển. Dịch Khánh đứng ở trên đầu chiến hạm trầm tư không nói, trong con ngươi lướt qua vẻ phức tạp, rốt cục mở miệng, phun ra một chữ nói. Truy, U Minh chiến hạm hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời, so với 9 chiếc thanh lang chiến xa nhanh hơn quá nhiều. Thương đang ở phía trước phi hành, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lê cùng hắn sánh vai trong lòng hơi động nói. Thương đại nhân, có muốn dừng lại giải quyết truy binh không? Thương mỉm cười lắc đầu nói. Tạm thời nhìn, lần này đến tựa hồ có chút thực lực. Hiện tại chúng ta vượt xa quá khứ, không phải là người nào cũng có thể theo, vẫn là hơi hạ thấp một ít đi. Vâng, thương đại nhân. Trên mặt Lê khôi phục vô cùng bình tĩnh, không hỏi nữa. Bên cạnh hắn ngoại trừ Dực cùng Vũ gia, còn có 2 người yêu tộc khác, vóc người thoáng khôi ngô, trên mặt đều là vẻ cứng ngắc, không có bất kỳ biểu lộ gì. 2 người này chính là 2 vị đại yêu khác cùng Thương đồng thời ở trong tế tự đại trận phù cùng mâu. Dực rất nhanh đuổi theo, lúc này Tuyên Bình còn ở trong hôn mê đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, trên mặt hiện ra màu đỏ tía thống khổ, còn người ngoại trừ sợ hãi ra, lại không có bất luận ánh sáng gì. Kèm theo còn có thanh âm cười gằn của Vũ Văn Cao. Mộc Không cùng Đường Kiếp đều biến sắc, không có chút hồng hào, trong dạ dày lăn lộn. 6 người yêu tộc vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ gì, đối với phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng cười gần đều chẳng quan tâm. Ô ô ô, giết ta đi, các ngươi giết ta đi. A, 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 ô ô ô. Kiệt kiệt, ha, 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 ha ha ha. Thương đột nhiên mở miệng nói. Đợi lát nữa hỏi xong liền giết đi. Lê mí mắt giật lên nói. Giết tên biến thái kia. Thương mỉm cười nói. Không, là tên kêu thảm thiết, tên biến thái kia thể chất có chút ý nghĩa, tuy rằng không phải thần thể thân, nhưng dĩ nhiên là nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch dung hợp, trong tiền bối của hắn nhất định có cơ thể mẹ của yêu tộc ta. Con người của Lê thu nhỏ lại, giật mình nói. Nhân yêu. Rất nhanh, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Tuyên Bình vang lên, liền hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Mộc Không đã ói không ra bộ dạng gì nữa. Trong mắt hắn bắn mạnh ra sát khí, thầm nghĩ chờ khôi phục thực lực, nhất định phải giết nhân yêu kia. Khoảng thời gian này tới nay, đối với hắn tạo thành tâm linh thương tích quả thực chính là mãi mãi. Lê giảm bớt tốc độ, trở lại phía sau, rất nhanh liền nghe thấy một âm thanh xé rách, đầu lâu của Tuyên Bình trực tiếp lăn xuống dưới chiến xa. Vũ Văn Cao tựa hồ hơi có bất mãn, cáu giận nói. Tại sao các ngươi có thể tùy tiện giết người? Ta chơi rất vui vẻ à? Ánh mắt Lê bắn ra quang mang, ở trên người Vũ Văn Cao đánh giá một phen, nhớ tới Thương nói tới cơ thể mẹ, có chút khó có thể tin. Không để ý tới Vũ Văn Cao, đuổi theo phía trước, bẩm báo nói. Thương đại nhân, đã biết rõ, là bởi vì Cửu Thiên Đỉnh, lượng lớn thế lực đã bắt đầu lẻn vào yêu nguyên. Trong lòng Đường Kiếp chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ừ, Thương mỉm cười nhìn Đường Kiếp một chút nói. Tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Sắc mặt Đường Kiếp khó coi đến cực điểm nói. Không thể, chuyện này cực kỳ bảo mật, cũng là vì tin tức an toàn, ta mới có thể độc thân đi tới Khinh Ca xâm lâm, mới bị các ngươi tù binh. Hắn ngẫm lại liền cả giận nói. Tứ cực môn ta cùng Khô Lâu Dòng binh đoàn luôn luôn giao hảo, các ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy. Vũ Tiên Sinh đột nhiên nói. Khô Lâu Dòng binh đoàn,
đã là quá khứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con người Đường Kiếp thu nhỏ lại, lặng lẽ không nói. Hắn cũng phát hiện Khô Lâu Dòng binh đoàn biến hóa, trước đây đều là Thẩm Phong nắm giữ tất cả, hiện tại Thẩm Phong không gặp, dĩ nhiên hóa thành những yêu tộc này. Nhưng hắn dù sao sinh ra ở Thương Minh, đầu óc vẫn tính dễ sử dụng, cười nói. Mặc kệ Khô Lâu Dòng binh đoàn cũng tốt, hay là cái khác cũng được. Thiên hạ này không có xung đột vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta lấy thân phận Tứ Cực Môn thiếu chủ, hướng về chư vị giao hảo, không biết làm sao. Tuy rằng yêu tộc cường đại, nhưng Tứ Cực Môn ta cũng sẽ không kém quá nhiều. Thương liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Vũ đã nói với ta tông môn này, nói thật sự, muốn theo ta hợp tác, còn lâu mới đủ tư cách, kém rất nhiều a. Đường Kiếp giận dữ, tên gọi của Tứ Cực Môn, đặt ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng vang dội, là người là quỷ cũng sẽ bán mấy phần mặt mũi. Coi như là Thánh Vực Thần Đô, cũng sẽ không mạo muội châm chọc. Trong lòng hắn đem tổ tông những yêu tộc này toàn bộ mắng một lần, mới nói. Mặc dù tinh nguyệt ảo cảnh là cấm chỉ, nhưng thực lực của yêu tộc vẫn không có cường đại đến ngay cả Thương Minh cũng không để vào mắt chứ. Thương Minh, Thương cười vô cùng mê người, nhẹ nhàng nói. Muốn hợp tác với ta, cái gọi là Thánh Vực Thần Đô của nhân loại các ngươi, cũng không biết có tư cách đó hay không. Ha ha, ngông cuồng, vô tri. Mộc Không không nhịn được cười lớn châm chọc, khinh bỉ nói. Chỉ là mấy tạp ngư như các ngươi, cũng không biết dựa vào yêu thuật gì, có thể đánh thắng một ít phú tôn cấp thấp liền cho rằng trên duy ngã độc tôn. Phi, đừng nói Thánh Vực Thần Đô, bảy đại siêu cấp thế lực, bất luận cái nào bóp chết các ngươi cũng dễ như ăn cháo. Cho dù san bằng tinh nguyệt ảo cảnh cũng không phải việc khó gì. Nụ cười trên mặt Thương biến mất, nhưng không có phẫn nộ, chỉ là từ tốn nói. Ta có cuồng vọng vô tri hay không, nhân loại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Đi thôi, đi tìm vạn cổ trường thanh thụ, sau đó lại đi thu siêu phẩm huyền khí cửu thiên đỉnh gì kia. Ta cũng rất có hứng thú nhìn nhân loại các ngươi luyện chế siêu phẩm huyền khí. Mộc Không một trận ách ngữ, chưa từng thấy người tự yêu mình như thế. Thật giống như cửu thiên đỉnh liền trở thành vật trong túi của họ. Ngay thời điểm bọn họ hết tốc lực phi hành, mặt sau U Minh chiến hạm của đám người Dịch Khánh cũng đang toàn lực truy đuổi. Sau đó không lâu Lý Vân Tiêu cùng mọi người Thánh Hỏa Điện cũng đến địa phương Phi Xương Tông xảy ra chuyện, nhìn thi thể đầy đất, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Đào Quán tỉ mỉ kiểm tra một phen, sắc mặt trắng xám nói. Thủ pháp thật là tàn nhẫn, thật là chết không toàn thây a. Diệp Phàm gian nan nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chỉ lo đụng tới thi thể hài cốt. Phùng Chư tầng tầng hừ nói. Tuy rằng những người này đáng ghét, nhưng người giết bọn họ càng biến thái. Nơi này không có thi thể tên Tam Tinh Vũ Tôn kia, hẳn là đào tẩu. Sắc mặt Đào Quán trắng bệch, nôn khan một trận nói. Những biến thái điên cuồng giết người kia, này sẽ không là đối thủ mà chúng ta phải đối mặt chứ. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm kim dương chiến hạm rơi tan, liền đi tới nói. Vân Thiếu, có phát hiện gì không? Lý Vân Tiêu chỉ vào vết nứt của chiến hạm, lãnh đạm nói. Kim dương chiến hạm này là bị một chiêu kiếm bổ ra. Cái gì? Phùng Chư kinh sợ đến mức nhảy lên, vội vàng lại đây đưa tay sờ vết cắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, kinh hãi nói. Cấp 7 kim dương chiến hạm, một chiêu kiếm bổ ra. Người nào có thực lực như vậy? Lý Vân Tiêu hơi nhắm hai mắt, ngửa mặt cảm thụ. Không trung lưu lại một ít khí tức yếu ớt, chính là yêu khí mà hắn rất tinh tường. Quả nhiên là hắn. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, trong ánh mắt bắn mạnh ra vẻ tàn khốc, lãnh đạm nói. Khô Lâu Dòng binh đoàn, người của yêu tộc, Vũ. Hắn ở tại chỗ không ngừng cảm ứng, trầm giọng nói. Hơn nữa yêu khí không chỉ một luồng, cực kỳ mãnh liệt. Xem ra chúng ta cũng sắp đuổi tới rồi. Nội tâm tất cả mọi người bắt đầu sốt sắng lên, nhìn hài cốt đầy đất, muốn đối mặt dĩ nhiên là biến thái cuồng như thế, từng cái hô hấp trầm trọng. Diệp Phàm trở nên do dự, đột nhiên hỏi. Vân Thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói. Làm sao, lúc trước không phải từng cái muốn nổ lô cốt, đổ nòng súng sao? Hiện tại sợ. Tổ tiên vinh quang cũng không cần. Diệp Phàm bị hắn nói tới mặt đỏ chót, dứt khoát nói. Không sai, đại sự không thành chỉ là chết, không.
không có gì đáng sợ. Mọi người Thánh Hỏa Điện lấy dũng khí, thời điểm lại muốn truy đuổi, xa xa một chiếc chiến hạm lấy tốc độ cực nhanh bay tới, phương hướng đúng là chỗ bọn họ đứng. Trong lòng mọi người rùng mình, toàn bộ cảnh giác, trong rất nhiều thế lực ở trên yêu nguyên, cho dù thực lực của bọn họ không phải lót đáy, phỏng chừng cũng không kém nhiều. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn tới, chính là U Minh chiến hạm cấp 8, mặt trên có một tiêu chí màu xanh lam to lớn vô cùng dễ thấy, hắn ngưng tiếng nói. Người Thương Minh quả nhiên đều đi vào, đây là chiến hạm của Thiên Nhất Các. U Minh chiến hạm dừng lại ở trước mặt bọn họ, một cung trang mỹ phụ đứng thẳng ở đầu hạm, lãnh đạm nói. Các ngươi là người nào? Ánh mắt nàng đánh giá qua từng cái, thấy thi thể đầy đất không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ ác liệt. Lý Vân Tiêu chỉ lo người Thánh Hỏa Điện nói nhầm, dành trước nói. Chúng ta là người của Dòng Binh Đoàn, các ngươi là cao thủ của Thiên Nhất Các. Dòng Binh Đoàn, cung trang mỹ nữ cau mày, đối với người ở bên trong chiến hạm nói. Thẩm Ly, ngươi tới xem một chút có nhận thức những người này hay không? Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu chiến hạm, kinh hô. Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thẩm Ly cũng tới, lấy thực lực của nàng căn bản không thể đến, hẳn là quen thuộc địa hình, vì lẽ đó Thiên Nhất Các mới để cho nàng theo tới. Lý Vân Tiêu phất tay một cái xem như là hỏi thăm một chút, cười nói. Thẩm tỷ tỷ cũng ở đây à, xem ra đều là người mình. Khuôn mặt Thẩm Ly lộ ra một trận cười khổ, nếu chỉ nhìn bề ngoài của Lý Vân Tiêu, nhất định sẽ cho rằng là người hiền lành. Nhưng nội tâm nàng rõ ràng dưới bề ngoài này ẩn giấu khủng bố, bất kể là tâm kế, thủ đoạn, hay là thực lực, đều viễn xa mình. Nàng ở bên tai cung trang mỹ phụ nói nhỏ, lông mày mỹ phụ kia không ngừng nhăn lại, khuôn mặt lộ ra thần thái suy tư. Nguyên lai ngươi chính là Lý Vân Tiêu đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi nguyên là Viêm Vũ thành chủ, làm sao trở thành người của Dòng Binh Đoàn? Hiện tại tới yêu nguyên là vì chuyện gì? Cung trang mỹ phụ quát hỏi, một bộ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ bày ra nụ cười mê người nói. Nam vực là địa phương chim không thèm ị, sống rất khó khăn a. Cho nên mới đi ra, tìm kỳ ngộ, xem có môn phái lớn nào chịu thu nhận giúp đỡ ta hay không, không cẩn thận liền gia nhập Dòng Binh Đoàn. Còn vì sao tới yêu nguyên, ha ha, này không phải biết rõ còn hỏi sao. Cung trang mỹ phụ sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát. Tin tức Cửu Thiên Đỉnh không phải là ngươi tiết lộ ra ngoài chứ. Ngoại trừ tứ cực môn cùng hậu nhân của Diệp Nam Thiên Vũ Đế ra, cũng chỉ có Thiên Nhất Các chúng ta biết, sau khi Thẩm Ly tìm ngươi, hiện tại là mọi người đều biết rồi. Nàng cau lại chân mày, nhìn thấy người bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt dừng lại ở trên người Phùng Chư cùng Thích Quang, hừ lạnh nói. Dòng Binh Đoàn quả nhiên có chút môn đạo, tu vi đều không tầm thường a. Thẩm Ly nhíu mày, mọi người Thánh Hỏa Điện nàng đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng ở Khinh Ca Xâm Lâm hồi lâu, cao thủ Vũ Hoàng trở lên cơ bản đều biết, chớ đừng nói Vũ Tôn, những người này rõ ràng không phải người của Dòng Binh Đoàn. Nàng đang muốn cùng cung trang mỹ phụ giải thích, lại bị Lý Vân Tiêu giành trước hừ nói. Mỹ nữ Thiên Nhất Các, cơm có thể ăn bậy chỉ chết mình ngươi. Nhưng không thể nói lung tung được, nói sai là chết toàn ra. Cung trang mỹ phụ kia sững sờ, ánh mắt ngưng lại, trầm tư một lúc mới nói. Các ngươi một đường lại đây, có nhìn thấy người của những thế lực khác không, người của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn đi về nơi nào? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạo nghễ, một bộ cà lơ phất phơ hừ nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nội tâm hắn kỳ thực đắc ý, đang lo đánh không lại những người Khô Lâu Dòng Binh Đoàn kia, trời cao liền lập tức phái tới một đám cao thủ, làm sao cũng phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được. Trên mặt cung trang mỹ phụ hiện ra vẻ giận dữ, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hòa hoãn lên, lộ ra ý cười hiếm thấy nói. Người tiểu quỷ đầu này, đơn giản chính là muốn vớt chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng Cửu Thiên Đỉnh không phải là các ngươi có thể nhòm ngó. Những chỗ tốt khác Thiên Nhất Các ta đúng là có thể cho một ít. Lý Vân Tiêu cười hì hì nói. Chúng ta chính là muốn chỗ tốt, không bằng đồng thời hảo hảo nói chuyện. Các ngươi có U Minh chiến hạm, chúng ta là dựa cả vào một đôi chân ở trên yêu nguyên chạy a. Cung trang mỹ phụ 34 tuổi, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng mà phong vận vẫn còn, nở nụ cười cũng có vài phần mê người nói. Thiên Nhất Các từ trước đến giờ đều hiếu khách, mấy vị không chê, xin mời tới một chuyến đi.
Thẩm Ly lông mày hơi nhíu, tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng mỹ phụ này chính là người phụ trách Thiên Nhất Các ở Tây Vực, là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, không đắc tội được. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, lẫm lẫm liệt liệt lên chiến hạm, nhưng nội tâm lại cười gằn không ngớt. Mỹ phụ này coi hắn là tiểu hài, hắn cũng vui vẻ đến giả heo ăn thịt hổ. Mọi người Thánh Hỏa Điện đều có chút do dự, đi tới không khác nào tiến vào hang hổ, nhưng nếu như không phối hợp Lý Vân Tiêu, sợ là sẽ lập tức bại lộ thân phận, gợi ra một hồi ác chiến. Thực lực Mỹ phụ kia không dưới hai người Phùng, Thích, còn có U Minh chiến hạm, trời mới biết còn có cao thủ khác hay không. Sau một thoáng do dự, cũng từng cái theo lên U Minh chiến hạm. Trên mặt cung trang Mỹ phụ cười đến càng vui vẻ hơn, híp mắt, nhưng có đạo đạo tinh mang lướt qua. Hiện tại trên yêu nguyên thế của càng ngày càng phức tạp, không nghĩ tới gặp phải những lính đánh thuê trẻ con miệng còn hôi sữa này, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, chỉ cần cho điểm ngon ngọt, hơi chút lợi dụng vừa vặn có thể làm con cờ thí điều động. Cung trang Mỹ phụ nhanh chóng tính toán, tựa hồ Thẩm Ly cũng nhìn ra gì đó, nàng là vô cùng rõ ràng thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, tuyệt không phải là lăng đầu thiếu niên. Muốn nhắc nhở, thế nhưng khiếp sợ tôn uy của Mỹ phụ, sợ rơi xuống mặt mũi đối phương, nên câm miệng không nói, nhưng cũng âm thầm cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì không đúng, nhất định sẽ đúng lúc nhắc nhở. Chiến hạm vô cùng lớn, mặt trên còn ẩn giấu không ít khí tức cường đại, thần thức của Lý Vân Tiêu hơi cảm ứng, liền đem tình huống sờ soạng 7-8 phần 10. Rất nhanh cung trang Mỹ phụ đem mọi người mang tới một phòng nghị sự hoa lệ, chính là dùng chiêu đãi quý khách. Mặt đất tất cả đều là hoàng kim xây thành, trên vách tường khắp nơi khảm nạm châu báu, một mảnh xanh vàng rực rỡ. Nhưng đối với vũ giả mà nói, những đồ vật thế tục này là không lọt mắt xanh, vẻn vẹn là biểu lộ ra hào hoa phú quý mà thôi. Nhưng bên trong có một cái bàn dài hình bầu dục, mặt trên dĩ nhiên nở đầy hoa bốn mùa, tất cả đều là giống hiếm có của thiên vũ giới, không ít là thiên tài địa bảo. Còn có một chút đạo quả có vũ ý cấp thấp. Từ nhất nguyên cảnh đến tứ tượng cảnh đầy đủ mọi thứ, không chỉ có linh khí bức người, hơn nữa tỏa ra vũ đạo ý vận. Chi? Vũ ý trên đạo quả tản mát ra gợn sóng, để tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện giật nảy cả mình. Tuy rằng loại đạo quả cấp thấp này đối với bọn họ mà nói không có một chút tác dụng, nhưng ở trên giá trị tuyệt đối so với một ít huyền khí cấp cao còn muốn cao. Dù sao con cháu đích tôn của rất nhiều thế lực lớn có thể dùng, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Rất nhiều thế lực đều là lượng lớn cầu mua, từ trước đến giờ có tiền cũng không thể mua được. Cung trang Mỹ phụ nhìn mọi người giật mình, nội tâm vô cùng đắc ý cùng hài lòng, cười nói. Thẩm Ly, người cùng thành chủ cũng là bạn cũ, nhanh đi lấy chút linh quả đến chiêu đãi mọi người. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là nông dân vào thành, đợi lát nữa còn không bị nàng lắc lư không biết đông nam tây bắc. Qua, lại là vũ ý đạo quả. Lý Vân Tiêu một mặt khuếch đại, có vẻ dị thường khiếp sợ, trên mặt đều đỏ chót, vội vàng nói. Không cần không cần, quý phái quá khách khí, ta liền ăn những vũ ý đạo quả này là được. Hắn nói xong cũng lấy xuống một viên tứ tượng đạo quả để vào trong miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, sát theo đó lại là một cái. Ăn những vũ ý đạo quả này liền có thể. Không chỉ là cung trang Mỹ phụ cùng Thẩm Ly, mọi người Thánh Hỏa Điện cũng toàn bộ dại ra. Dĩ nhiên nắm vũ ý đạo quả làm trái cây ăn. Trời ạ, kia là vũ ý đạo quả, hội tụ thiên địa quy tắc mà sinh, mỗi một viên đều là xảo đoạt thiên công, vạn kim khó cầu a. Bất kỳ một viên lộ ra ngoài, cũng có thể gặp phải gió tanh mưa máu, lại nói ăn vũ ý đạo quả là có thể. Còn giống như bị ủy khuất, rất khiêm nhượng. Ở trong nháy mắt cung trang Mỹ phụ dại ra, Lý Vân Tiêu đã đem tứ tượng cảnh đạo quả chỉ có 3 trái toàn bộ nuốt xuống. Lần thứ hai một tay một cái lấy xuống 2 trái tam tài cảnh đạo quả bỏ vào trong miệng. Trong lòng hắn cười lạnh không ngớt, ở trước mặt lão tử tinh tướng, xem ta ăn sạch ngươi. A, à, không muốn a. Cung trang Mỹ phụ rốt cục kêu thảm một tiếng, sắc mặt một mảnh xám trắng, trong đôi mắt phun ra lửa giận như là thật, thân thể run rẩy liên tục. Vừa nãy Lý Vân Tiêu ăn 3 viên tứ tượng cảnh đạo quả, không nói vô ý ngưng tụ bên trong, chỉ là bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Liền đủ để bù đắp được mấy triệu nguyên thạch rồi. Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, dưới chân có chút không đứng thẳng được. Nông dân A, thực sự là một đám nông dân A. Dĩ nhiên lấy vũ ý đạo quả làm trái cây ăn. Nội tâm của nàng nhỏ máu. Ùm ục, Lý Vân Tiêu thuận miệng nuốt vào một viên tam tài cảnh đạo quả,
lại hái thêm một quả tiếp theo, mới lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Làm sao, trái cây kia có cái gì không đúng sao? Ta cảm thấy ăn rất ngon à. Hắn hỗn độn nuốt vào một trái, lại nhét vào trong miệng một trái, còn lộ ra vẻ mặt hương vị không tệ. Cung Trang Mỹ Phụ không đứng thẳng được, vội vàng vịn vách tường bên người, ngoại trừ choáng váng đầu ra, còn thở dốc lợi hại, lập tức tổn thất nhiều đạo quả như vậy, cho dù lấy thân phân địa vị của nàng, cũng miễn không được trách phạt. Lại nghĩ ngăn cản, phát hiện tam tài cảnh đạo quả cũng đã hết, đối phương đã bắt đầu ăn nhị phân cảnh. Tất cả mọi người đều triệt để hóa đá, trong đầu trống rỗng, Lý Vân Tiêu ăn như máy, đã ăn hơn 10 quả. Cung Trang Mỹ Phụ chỉ cảm thấy mình không nói nổi một lời nào, vô lực ngồi phịch ở dưới đất, ngay cả khí lực nhấc chân cũng không còn. Cách mấy lần công phu, hơn 20 viên các loại vũ ý đạo quả toàn bộ bị hắn ăn sạch, còn cố ý đánh cái no ợ, cười to nói. Ăn ngon, ăn ngon, không hổ là thiên nhất các, ngay cả chiêu đãi khách nhân cũng dùng vũ ý đạo quả. Có tiền a, có mặt mũi a, phần khí phách này, trên đời phỏng chừng là độc nhất vô nhị rồi. Hắn nhìn mọi người Thánh Hỏa Điện hô. Ta nói không sai chứ mọi người. Mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái mồ hôi lạnh tràn trề, tuy rằng Cung Trang Mỹ Phụ sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng khô quát, nhưng sát khí trong ánh mắt kia lại để đáy lòng bọn họ phát lạnh, từng cái lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đúng con mẹ ngươi a. Người Thánh Hỏa Điện cảm nhận được luồng sát khí này của Cung Trang Mỹ Phụ, hầu như đều muốn khóc. Nơi này là địa bàn của người ta. Ngươi ăn nhiều vũ ý đạo quả của người khác như vậy, không giết ngươi ngay cả chúng ta cũng sẽ không vui. Thảm nhất chính là liên lụy chúng ta là không hề làm gì cả a. Bọn họ từng cái vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể theo Lý Vân Tiêu, từng cái gật đầu. Lý Vân Tiêu hài lòng nói. Đã nghiền, ăn thật đã nghiền, ta nhất định sẽ thường xuyên đến thiên nhất các ngươi làm khách. Cung Trang Mỹ Phụ rên một tiếng. Một ngụm máu tươi dâng lên yết hầu, chảy ra khóe miệng, nàng lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi. Nội tâm giao chiến, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Bất kể là tìm người của Khô Lâu Dòng binh đoàn, hay là sự kiện kia, cũng phải dựa vào mấy nông dân này, nhất định phải nhịn xuống. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ồ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao đổi tới đổi lui? Nội tâm của Cung Trang Mỹ Phụ ở trong giao chiến. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thật giống như luyện công pháp gì, bị Lý Vân Tiêu hỏi, càng là tức giận đến toàn bộ đầu đỏ chót, hầu như muốn bốc cháy lên. Đột nhiên một đạo ánh sáng nhẹ nhàng nổi lên ở trên người Lý Vân Tiêu, ý cảnh lục hợp cảnh giới Vũ Tông lan ra. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, nguyên khí trong cơ thể dường như sông lớn dâng trào, càng ngày càng mạnh, xông ra cửa ải ngăn cản ở mặt trước, sau khi vận chuyển toàn thân một chu thiên, liền trở lại trong đan điền. Một luồng sức mạnh mới lan tràn toàn thân, ngũ giác rực rỡ hẳn lên. Hắn dĩ nhiên ở sau khi nuốt hơn 20 viên cấp thấp vũ ý đạo quả, trực tiếp thăng cấp, dễ dàng đột phá đến nhị tinh vũ tông, hơn nữa sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, mãi đến tận nhị tinh vũ tông đỉnh cao mới dừng lại. Hô, lại đột phá, thật sảng khoái a. Lý Vân Tiêu một mặt vui mừng, đầy cõi lòng cảm kích nói. Đa tạ đại nhân khoản đãi đạo quả. Dĩ nhiên để ta tiết kiệm nhiều công phu bế quan tu luyện như vậy, trực tiếp thăng cấp. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ thiên nhất các. Phốc, Cung Trang Mỹ Phụ không chịu nổi nữa, sau khi khuôn mặt ức đến đỏ chót, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, trong đôi mắt sát cơ như thật, hai tay nắm xương cũng muốn bể mất. Nhẫn, 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 nội tâm của nàng điên cuồng gào thét ba chữ nhẫn, rốt cục đem cỗ lửa giận này mạnh mẽ ép xuống. Lúc này mới lộ ra nụ cười so với khóc còn khó xem hơn nói. Chúc mừng Vân Tiêu thành chủ. Nàng miễn cưỡng vui cười, khuôn mặt đẹp vặn vẹo lợi hại, nhìn qua vô cùng buồn cười. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười lạnh không ngớt, cho ngươi ở trước mặt ta tinh tướng. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Cùng vui a, cùng vui. Cung Trang Mỹ Phụ cảm thấy nội tâm có một luồng tâm tình hết sức buồn bực lan tràn, bắt đầu phá hư kinh mạch của nàng. Nàng biết đây là sau khi cố nén lửa giận, tâm tình phản phệ, đối với tu vi cực kỳ tai hại, nhưng may là nàng thực lực cao thâm, nhẹ nhàng lấy khăn lụa che miệng, lén lút nuốt vào một viên đan dược, mới hóa giải lực lượng phản phệ. Thẩm Ly đã triệt để không nhìn nổi, nàng cảm thấy nếu như tiếp tục nữa,
Thiên Nhất Các suy tính còn phải ăn thiệt thòi lớn, vội vã tiến lên nhắc nhở. Thanh La đại nhân, tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý. Người chớ bị bề ngoài trẻ con miệng còn hôi sữa của hắn lừa gạt, người này thực tế dối trá vô cùng, hơn nữa thủ đoạn độc ác, tâm tư thâm trầm. Nàng chỉ vào mọi người Thánh Hỏa Điện nói. Còn có, những người này cũng không phải. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, phẫn nộ quát. Thẩm A Di, ngươi nói gì vậy, bất quá là ăn mấy trái vô ý đạo quả của các ngươi, liền muốn cố ý tìm cớ. Đây là ý tứ cá nhân ngươi hay là ý của Thanh La đại nhân? Hắn một mặt tức giận nói. Hừ, không nỡ bỏ liền không nên lấy ra cho người ăn. Hóa ra là giả vờ giả vịt, cái gì thành viên thất đại thương minh, cùng bức. Hắn lấy ra một túi nguyên thạch ném lên trên bàn, hừ lạnh nói. Ta cũng không phải đại gia, toàn thân chỉ có ngần ấy nguyên thạch, đưa hết cho các ngươi. Trên mặt Thanh La lúc đỏ lúc trắng, nàng vốn là người để ý mặt mũi, bằng không cũng sẽ không thu thập một ít vô ý đạo quả làm trang sức đến thể hiện ra thân phận, đặc biệt nghe được Lý Vân Tiêu gọi hai chữ cùng bức, thật giống như hứng chịu sỉ nhục rất lớn, hai mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm Thẩm Ly. Ngươi! Thẩm Ly tức giận, biết Lý Vân Tiêu là nói sang chuyện khác, nhưng sắc mặt Thanh La nhìn nàng đã vô cùng không vui, vội vàng nói. Thanh La đại nhân, tiểu tử này thật sự. Thẩm A Di, ta hiểu được. Lý Vân Tiêu giành nói, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ta rõ ràng ngươi muốn làm cái gì, thời điểm ở Khinh Ca Xâm Lâm, ngươi tựa hồ theo dòng binh đoàn chúng ta ký kết một phần lợi ích thỏa thuận, ta tìm xem có ở trên người không, vừa vặn cho Thanh La đại nhân xem qua một chút. Thẩm Ly vừa nghe, cả người giống như xúc động, mãnh liệt run cầm cập lên, một mặt sợ hãi cùng cầu xin nhìn Lý Vân Tiêu. Thành Tây ký kết phần hiệp nghị kia, trên căn bản là bán đi lợi ích của Thiên Nhất Các, nhưng khi đó là tình thế bức bách, không ký cơ bản là một con đường chết. Tứ đại thương hội tất cả đều ký rồi, cũng không oán được nàng. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu đơn độc nói ra, nếu như lại thêm mắm thêm muối nói một phen, sợ là Thanh La sẽ tại chỗ giết chết mình. Thanh La lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Thỏa thuận gì? Lý Vân Tiêu giả vờ giả vịt vuốt ve nhẫn chứa đồ nói. Ta tìm xem, đúng rồi, Thẩm A Di, người mới vừa nói ta thật sự cái gì? Trên mặt Thẩm Ly không có chút hồng hào, run cầm cập nói. Thật sự là chưa từng va chạm xã hội, hơn 20 vũ ý đạo quả mà thôi, Thiên Nhất Các chúng ta tùy tiện cũng có thể lấy ra, ăn cũng đã ăn, trả lại tiền làm gì? Thanh La nghe được hơn 20 vũ ý đạo quả, trái tim đột nhiên co giật một thoáng, miễn cưỡng cười nói. Chính phải. Vân Tiêu thành chủ tuổi nhỏ tài cao, những đạo quả kia coi như là lễ ra mắt. Mọi người Thánh Hỏa Điện vừa nghe đều ngất xỉu, hơn 20 vũ ý đạo quả làm lễ ra mắt, nội tâm bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, Thanh La kia rõ ràng là lên cơn giận dữ, cơ hồ muốn không khống chế được, làm sao còn có thể mạnh mẽ nhịn xuống, lẽ nào vì truy người của Khô Lâu Dòng binh đoàn. Theo lý mà nói rất không cần a, lấy thủ đoạn của những người này, trực tiếp bắt những người mình, luôn có thể hỏi ra tin tức. Quả nhiên, Thanh La rất nhanh liền cẩn thận thử hỏi. Thành chủ ở Viêm Vũ Thành biểu hiện kinh người, có thể nói là khiếp sợ thiên hạ. Ngay cả Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Chỉ cũng đi ra cho ngươi chỗ dựa, không biết thành chủ cùng Lệ Hoa Chỉ đại nhân là quan hệ gì. Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện đều đổi sắc mặt, từng cái kinh hãi không ngớt. Mặc dù bọn họ là môn phái lánh đời, nhưng tên tuổi của thập đại vũ đế, đầu đường cuối ngõ, coi như là tiểu hài 3 tuổi cũng nghe qua. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu, lại là một loại vẻ mặt khác. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cười gằn, thầm nói, hóa ra là việc này, ta nói sao nàng có thể nhịn được chứ? Hắn lộ ra dáng dấp vô cùng sùng bái, thổi phồng nói. Lệ Hoa Trì là đại biểu ca của ta. Cái gì? Thanh La mắt choáng váng, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, tràn đầy không thể tin nói. Đại biểu ca, thành chủ không tới 20. Lệ Hoa Chỉ đại nhân thành danh cũng có mấy chục năm, niên linh chênh lệch. Huống hồ xưa nay chưa từng nghe tới Lệ Hoa Chỉ có biểu đệ gì a. Lý Vân Tiêu mất hứng, nói lầm bầm. Lẽ nào đại biểu ca ta có thân thích gì, còn phải hồi báo với ngươi sao? Thanh La một trận mê muội, cũng không biết là thật hay giả. Ngành tình báo của Thương Minh bọn họ có thể nói là cao cấp nhất thiên hạ, các đường cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đều có ghi chép tỉ mỉ. Bao quát tình huống một số nhân mạch kết giao. Thập đại vũ đế cùng trưởng môn của 7 đại thế lực,
các loại tư liệu của những nhân vật phong vân này càng là hội tụ ở trong đầu, có thể bất cứ lúc nào nói ra, nhưng chưa từng nghe qua Lệ Hoa Chỉ có biểu đệ. Nàng thử dò xét nói. Lệ Hoa Chỉ tính tình quái đản quái gở, ít cùng người vãng lai, chẳng lẽ ngươi là thân thuộc của cố tình nhân Tuyết Thần Hề của hắn? Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, sợ hãi nói. Cái gì, cố tình nhân, Tuyết Thần Hề chết rồi, chết như thế nào? Trong lòng hắn hoảng hốt không ngớt, Tuyết Thần Hề là nữ thần mà Lệ Hoa Chỉ thầm mến đã lâu, đồng thời cũng là thánh nữ của Phong Bạo Thánh Cung. Đáng tiếc Lệ Hoa Chỉ có tình, Tuyết Thần Hề lại một lòng theo đuổi vũ đạo trung cực. Vì thế Lệ Hoa Chỉ đã từng một lần ở ngoài Thiên Diệp đảo xây nhà tranh, mỗi ngày đánh đàn, ngâm thơ, một khúc là 10 năm, vẫn như cũ không cách nào đánh động Tuyết Thần Hề. Mãi đến khi thiên địa phong vân bảng bài vị chiến, mới côi cút mà đi. Tuyết Thần Hề cũng thu được danh hiệu băng tâm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Có người nói Lệ Hoa Chỉ đi tham gia thiên địa phong vân bảng tụ hội, cũng là bị Tuyết Thần Hề kích thích, muốn cướp đoạt tên gọi đệ nhất thiên hạ, ôm mỹ nhân quy. Nhưng không như mong muốn, những cường giả trong ngày thường từng cái tự cho là vô địch thiên hạ, ở trong trận chiến xếp hạng thánh vực ấy, mới biết thiên ngoại hữu thiên, lấy tu vi cửu thiên đỉnh cao của hắn, dĩ nhiên cũng chỉ đoạt được thứ năm. Cho tới rất nhiều thế lực cường giả, trưởng môn các đại phái, còn có vô số ẩn sĩ đếm không hết, càng là mất hết mặt mũi, xa xa xếp hạng mấy chục tên, may là trưởng môn của bảy đại siêu cấp thế lực không có tham gia, loại cuộc chiến xếp hạng này, thiên hạ đều biết, thật không ném nổi mặt mũi. Tương truyền Lệ Hoa Chỉ ở sau khi xếp hạng, tự giác không mặt mũi nào trở về Thiên Diệp đảo, từ đây liền biến mất ở trên đại lục, mãi đến tận tin tức Tuyết Thần Hề bỏ mình truyền ra, mới lại gây ra một phen gió tanh mưa máu. Hắn không nghĩ ra, thánh nữ Phong Bạo Thánh Cung, nữ nhân Lệ Hoa Chỉ yêu nhất, trên đời này còn có ai có thể giết nàng. Khắp khuôn mặt Thanh La là vẻ ngạc nhiên nói. Ngươi dĩ nhiên không biết Tuyết Thần Hề chết rồi. Nàng nhíu mày, tựa hồ đối với thân phận của Lý Vân Tiêu vô cùng hoài nghi, nhưng Tuyết Thần Hề chết, thiên hạ đều biết, đối với vũ giả bình thường cũng không tính là bí mật gì, đối phương làm sao sẽ không biết. Hơn nữa trên Viêm Vũ Thành, Lệ Hoa Chỉ xác thực là tuyên bố muốn bảo vệ hắn. Còn nguyên nhân cái chết, Thiên Nhất các bọn họ xác thực cũng nắm giữ một chút tình huống, chỉ bất quá đều là tuyệt đối cơ mật. Tuyết Thần Hề chết đã sắp 10 năm rồi. 10 năm. Lý Vân Tiêu một trận ngạc nhiên, 10 năm trước hắn vẫn là tiểu hài tử, ở thủ đô Thiên Thủy Quốc hung hăng càn quấy, nơi nào sẽ biết thiên hạ đại sự, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, bùi ngùi thở dài nói. Chẳng trách hắn sẽ ẩn cư ở Nam vực Thiên Hương Quốc, ta nhớ Tuyết Thần Hề thật giống như là người của Thiên Hương Quốc. Trong lòng Thanh La hơi động, vẻ cô đơn trên mặt Lý Vân Tiêu tận nhập đáy mắt của nàng, này tuyệt đối không phải giả vờ ra thất vọng, mà là tâm ý phiền muộn cùng cô quạnh xuất phát từ nội tâm. Xem ra tiểu tử này cùng Lệ Hoa Chỉ thật có một ít quan hệ, nhưng không biết Tuyết Thần Hề bỏ mình đúng là kỳ quái, nàng cười nói. Không đàm luận những chuyện không vui này, từ khi Tuyết Thần Hề chết rồi, Lệ Hoa Chỉ liền không còn ra mặt, 10 năm này lần thứ nhất chính là ở Viêm Vũ Thành. Không biết hắn có từ trong đau buồn khôi phục như cũ hay không? Thanh La chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt của Lý Vân Tiêu, muốn từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối, nhưng kinh ngạc phát hiện là hoàn toàn vô công. Bất luận thần trí của mình cường đại làm sao, cũng không thể tìm được tâm tình chập chờn của đối phương. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Tình trạng gần đây của đại biểu ca, ta vẫn là hết sức hiểu rõ. Thanh La sững sờ, Lý Vân Tiêu ý tứ nàng cũng nghe được, ý tứ chính là tình huống Lệ Hoa Chỉ ta biết, nhưng tại sao phải nói cho ngươi biết. Nàng đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này tuyệt không phải là nàng lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ đến ban đầu Thẩm Ly nói hắn tâm cơ thâm trầm, thật là có mấy phần bộ dáng này. Bất quá nàng vẫn như cũ không để ý lắm, thầm nghĩ một tiểu tử còn có thể lật trời sao, cười nói. Thiên Nhất các chúng ta có một việc muốn Lệ Hoa Chỉ đại nhân đứng ra giúp đỡ, còn thù lao, chỉ cần Lệ Hoa Chỉ đại nhân đi ra, chúng ta liền có thể chi trả. Lời nói lớn lối như thế, cũng chỉ có tứ minh hạt nhân trong thất đại thương minh. Thiên hạ thù lao nếu ngay cả bọn họ cũng cho không nổi, thì sẽ không có những thế lực khác cho nổi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hiểu rõ, hóa ra là có việc cầu lão tử, chẳng trách thái độ có thể tốt như vậy, để ta kỳ quái một hồi lâu đây này. Hắn nhất thời kiêu căng hừ nói. Thù lao, thời điểm ở Khinh Ca Xâm Lâm, giúp các người đối phó tứ cực môn, nói thù lao,
vậy chư thiên cửu sát hoàng tuyền chi thủy đâu? Thanh La sững sờ, lập tức cười nói. Chuyện này Thẩm Ly cũng cùng ta nói rồi, nhưng chúng ta nói chính là bắt giữ đường kiếp, tựa hồ thành chủ không có làm được a. Lý Vân Tiêu chừng con ngươi, cả giận nói. Vì giúp các ngươi, ta là triệt để cùng tứ cực môn cắt đứt, đến thời điểm chân trời góc biển đều phải tránh né bọn họ truy sát. Cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Chư thiên cửu sát hoàng tuyền chi thủy cho dù không cho ta một hồ, cho một hai bình cũng được a. Một hai bình. Thanh La lúng túng cười nói. Thành chủ đang nói đùa a, hoàng tuyền chi thủy này chính là vạn thủy chi nguyên diễn biến đến, bất kỳ một giọt đều là đồ vật giá trên trời. Một hai bình đừng nói thiên nhất các ta, coi như là toàn bộ thương minh cũng chưa chắc lấy ra được. Còn cắt đứt với tứ cực môn, kia càng không cần nói, ở trong tu di sơn, người giết đường nguyên cũng đã cắt đứt. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Thù lao của đại biểu ca ta làm việc, chính là một hai bình hoàng tuyền chi thủy, nếu như không có liền không bàn nữa. Thanh La. Nàng kiềm chế lại lửa giận trong nội tâm, ngữ khí bình tĩnh nói. Vân Tiêu thành chủ, kính xin không nên đùa giỡn. Chuyện này vô cùng trọng đại, bất kể là đối với thiên nhất các ta hay là lệ hoa chỉ đại nhân mà nói, đều là chỗ tốt rất lớn. Còn phiền các hạ truyền đạt ý tốt của thiên nhất các ta một thoáng. Lý Vân Tiêu biết không có thể đùa giỡn, điểm mấu chốt của đối phương tựa hồ đã đến, lại chơi tiếp không nể mặt mũi, đối với người nào cũng không tốt, ở trên yêu nguyên này, hắn còn phải dựa vào cây đại thụ này a. Lý Vân Tiêu thấy tốt thì thôi, nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ truyền đạt cho đại biểu ca. Thanh La đại nhân còn có chuyện khác hay không? Nếu như không có, chúng ta cũng không quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Thanh La lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu nói. Nơi này là ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch, làm thù lao truyền lời cho thành chủ, nếu như sự tình có thể thành công, tất nhiên còn có thâm tạ. Nàng cũng phát hiện người này chính là tên Du Côn, không cho chỗ tốt, sợ là sẽ không dụng tâm làm việc. Chỉ có Thẩm Ly mí mắt giật lên, nàng biết ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch này tuyệt đối là trôi theo nước, nhưng mà không dám nhiều lời. Dáng vẻ Lý Vân Tiêu thụ sủng nhược kinh, lộ ra vẻ tham lam. Xem ở trong mắt Thanh La, là một trận cười gằn. Thẩm Ly hơi lắc đầu thở dài, tiểu tử này quá có thể diễn trò, nếu như không phải mình trải qua việc ở thành Tây, cũng tuyệt sẽ không tin tưởng thiếu niên này sẽ có tâm cơ thâm trầm như thế. Thanh La rất hài lòng vẻ mặt của Lý Vân Tiêu, cười nói. Phía dưới chúng ta nói chuyện chính sự đi, người của Khô Lâu Dòng binh đoàn hướng về phương hướng nào đi tới. Lý Vân Tiêu lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy nguyên thạch, lúc này mới nói. Phương vị chúng ta có thể cung cấp, đồng thời bảo đảm có thể tìm tới. Nếu thật xuất hiện cửu thiên đỉnh, đến thời điểm phân phối thế nào đây? Thanh La bật cười khanh khách. Cửu thiên đỉnh phân phối thế nào? Ha ha, thành chủ thật nói giỡn, không nói cửu thiên đỉnh xuất hiện xác suất gần như bằng không, cho dù thật sự xuất hiện. Nàng khinh bỉ liếc mắt nhìn mọi người thánh hỏa điện nói. Chỉ bằng chư vị, tự nhận là có thể đạt được sao? Lý Vân Tiêu bùi ngùi thở dài nói. Phải a, vì lẽ đó cửu thiên đỉnh này dòng binh đoàn chúng ta liền không dự định tranh cướp. Thế nhưng giúp quý phái tìm kiếm, thu lấy điểm chỗ tốt cũng có thể a. Hắn lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết một tờ khai đưa cho Thanh La nói. Những tài liệu này, coi như làm thù lao đi. Thanh La liếc một cái, liền sợ hết hồn, hất bay tờ khai cả giận nói. Thành chủ, ngươi là thành tâm gây sự đúng không? Đừng tưởng rằng lệ hoa trì là biểu ca của ngươi, ngươi liền có thể sằng bậy. Trong này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, còn có 30 trái vũ ý đạo quả cấp thấp. Khinh người quá đáng rồi. Nàng tức giận hầu như hai mắt phun lửa, triệt để thất thố. Người của Thánh Hỏa Điện cũng sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn nhau. Lại không nói thiên tài địa bảo khác, 30 viên vũ ý đạo quả, thực sự là. Lý Vân Tiêu không để ý lắm, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này, cười nói. Thanh La đại nhân, đừng kích động, những vũ ý đạo quả cấp thấp kia tuy rằng khó cầu, nhưng quý phái khẳng định là có không ít chữ hàng. Những thứ đồ này cùng cửu thiên đỉnh so sánh, cái nào quý giá hơn? Thanh La giận dữ cười nói. Nếu như ngươi hai tay dâng cửu thiên đỉnh, những tài liệu này dù tăng gấp trăm lần ta cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng chỉ là chỉ đường, liền mở ra loại vui đùa này, ngươi cho rằng có đại biểu ca lợi hại,
liền có thể hoành hành vô kỵ. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói. Thanh La đại nhân, lời này ngươi có thể chính mồm cùng đại biểu ca của ta nói. Thanh La chau mày nói. Có ý gì? Nàng bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất thanh nói. Cái gì, ngươi ý là nói Lệ Hoa Chỉ đại nhân sẽ đến Yêu Nguyên? Lần này kêu gào, làm tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình, từng cái khiếp sợ không thôi. Lý Vân Tiêu nhún vai một cái, vuốt hai tay nói. Ta cũng không biết, ta chỉ là cùng đại biểu ca nói nơi này có thể có Cửu Thiên Đỉnh xuất thế, đại biểu ca nói hắn rảnh rỗi sẽ tới xem một chút. Sắc mặt Thanh La trở nên cực kỳ khó coi, lời nói này của Lý Vân Tiêu mơ hồ, thật giả không rõ, nhưng cũng trọng yếu đến cực điểm, làm cho nàng cực kỳ khó làm. Nhưng nội tâm Lý Vân Tiêu cười gần một trận, cho các nàng suy đoán lung tung đi, ngược lại mình đã nói viên mãn, đến thời điểm Lệ Hoa Chỉ không đến liền chứng minh hắn không rảnh. Thanh La ở trong phòng qua lại vài bước, trầm tư bất định. Thẩm Ly nhẹ nhàng thở dài không ngớt, nàng có 99% nắm chặt là giả, nhưng mà không dám nói ra, lại không nói có nhược điểm ở trong tay Lý Vân Tiêu, huống hồ vạn nhất Lệ Hoa Chỉ thật sự tới, ảnh hưởng đến đại cục, trách nhiệm này nàng là không gánh nổi. Thanh La ngồi trở lại trước bàn, thận trọng nói. Vân Tiêu thành chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn ngồi xuống, hảo hảo nói một chút. Lý Vân Tiêu chỉ vào tờ khai vật liệu nói. Thành ý phải biểu hiện ra, lời nói chỉ là hư vô. Thanh La có một luồng tức giận xông thẳng lên đầu, nàng sợ mình không khống chế được đập chết đối phương, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự quá phận rồi, cho dù Lệ Hoa Chỉ thật sự tới, cũng không thể cho ngươi nhiều đồ vật như vậy. Trên danh sách của Lý Vân Tiêu, tất cả đều là thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cường nguyên khí. Hắn chính là không bao giờ thiếu vũ đạo lĩnh ngộ, chỉ cần nguyên khí tích lũy đầy đủ, là có thể trực tiếp thăng cấp. Vừa nãy nuốt vào hơn 20 viên vũ ý đạo quả là tình huống như thế. Những thứ liệt kê ra kia, đều là một ít thiên tài địa bảo tương đối dễ dàng tìm được, đồng thời biết thiên nhất các nhất định lấy ra được, nhưng bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ vượt qua điểm mấu chốt của đối phương rất nhiều. Xa xa xa, hắn cầm bút lên suy nghĩ một thoáng, xóa mất một ít, giao cho Thanh La. Thanh La xem qua, trực tiếp cầm lấy xé đi hơn một nửa, vứt về cho Lý Vân Tiêu nói. Chỉ có thể cho những thứ này, nhiều hơn một cọng cỏ, một chiếc lá cũng không được. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chút ấy còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, xung kích nhất tinh cũng không đủ. Thanh La cười lạnh nói. Ngươi bất quá là nhị tinh vũ tông mà thôi, những thứ này ngươi ăn vào, chỉ là nguyên khí, chỉ ít có thể để cho ngươi lên cấp đến ngũ tinh. Trong lúc đó ngươi chỉ cần tận lực cảm ngộ vũ đạo ý cảnh liền có thể. Người của Thánh Hỏa Điện cùng Thẩm Ly đều choáng váng, xé mất hơn một nửa, lại vẫn có thể để cho vũ tông lên ba cấp độ, có thể tưởng tượng được lúc trước liệt ra tờ khai kia nghịch thiên cỡ nào. Thanh La dĩ nhiên không một trưởng vỗ chết hắn, xem ra nữ nhân này tính khí rất ôn hòa a. Nhưng mà nội tâm Lý Vân Tiêu phát khổ, hắn thăng cấp cần nguyên khí so với vũ giả bình thường nhiều quá nhiều, những thiên tài địa bảo kia nuốt xuống. Phỏng chừng chỉ đủ hắn từ nhị tinh đỉnh cao lên cấp đến tam tinh mà thôi. Hơn nữa hiện tại dựa vào nuốt thiên tài địa bảo còn có thể hữu hiệu, chờ tiến vào vũ hoàng, những nguyên khí này căn bản không đủ nhét kẽ răng. Sau đó con đường thăng cấp nên đi như thế nào, trong lòng hắn cũng không rõ a. Được rồi, chân muối cũng là thịt, thành giao. Hắn biết lại cò kè cũng không kiếm nổi càng nhiều chỗ tốt rồi, điểm mấu chốt của Thanh La sớm đã bị hắn xuyên thủng. Còn chân muối. Thanh La thật sự rất muốn đập chết hắn, đem danh sách ném cho Thẩm Ly phụ trách, cả giận nói. Hiện tại có thể nói đi, bị trễ nải thời gian dài như vậy, nếu không có đuổi tới đường kiếp, một cọng cỏ ngươi cũng đừng muốn bắt được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đừng nôn nóng như thế, hiện tại đường kiếp là mục tiêu trong mắt tất cả mọi người, cho dù yêu nguyên to lớn hơn nữa cũng sẽ không nhảy ra. Ngoại trừ thiên nhất các, ta nghĩ những thế lực khác của thương minh cũng đi vào a. Chúng ta chậm một chút không hẳn không phải chuyện tốt, ngươi xem người của Phi Xương Tông, chính là hung hăng quá sớm, vì lẽ đó hạm hủy người vong. Sau đó hắn chỉ rõ phương hướng Diệp Phàm cảm ứng được Cửu Thiên Đỉnh nói. Ta kiến nghị Thanh La đại nhân, đem chiến hạm này ẩn nấp ở trong hư không, chậm rãi tiến lên. Trên mặt Thanh La cũng mang theo vẻ do dự nói. Nếu như ẩn nấp ở trong hư không, không chỉ có tiêu hao nguyên thạch đến gấp trăm lần. Hơn nữa tốc độ cũng sẽ thả thật chậm xuống,
nếu như bị trễ nải sự tình, trách nhiệm quá to lớn. Lý Vân Tiêu nhìn nàng cười nói. Nhưng trời mới biết phía sau bọ ngựa còn có bao nhiêu con chim sẻ. Then chốt là phải cười đến cuối cùng. Đương nhiên, ta chỉ là thiện ý kiến nghị mà thôi. Ý nghĩ chân thực cẩu hắn là không hy vọng Thiên Nhất Các sớm bỏ mạng như thế. Hiện tại đường kiếp chính là ve, ai biết ngưng tụ bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Nếu như lúc này liền nhảy vào trung tâm vòng xoáy, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Thanh La cũng không phải người ngu, nghĩ đến liền hạ lệnh cả chiến hạm ẩn vào trong hư không tiến lên. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng so với nhiệm vụ lần này, cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nàng nhìn đám người Lý Vân Tiêu một chút, cười nói. Hiện tại trên yêu nguyên quá mức nguy hiểm, chư vị liền an tâm chờ ở trên chiến hạm này đi, Thiên Nhất Các ta đủ để bảo đảm chư vị an toàn. Thẩm Ly, dẫn bọn họ đi phòng trọ. Mục đích của Thanh La là đem mấy người giam lỏng, có thể có tác dụng lớn. Dù sao dòng binh đoàn cũng là một luồng thế lực không nhỏ, còn có chính là vạn nhất Lệ Hoa Trì thật sự giáng lâm yêu nguyên, cũng là một tấm lá bài tẩy giao hảo. Mọi người Thánh Hỏa Điện đều câu nệ đứng dậy, tựa hồ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Nếu như ở dưới Thiên Nhất Các khống chế, bọn họ nơi nào còn có cơ hội. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu, lúc này mới để mọi người thoáng an tâm. Rất nhanh Thẩm Ly mang mấy người tới một gian phòng khách to lớn, là cung cấp cho vũ giả chuyên dụng, không có loại hình gia cụ như giường, mà là không gian quảng trường đầy đủ dùng để tu luyện. Đến tầng thứ như bọn họ, đã sớm không cần ngủ. Hơn nữa trên chỗ tu luyện, còn có trang bị điều tiết trọng lực, mạnh nhất dĩ nhiên có thể chịu đựng gấp 1 vạn lần. Hai bên tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch chất đống, có tới hơn 1 vạn khối, tỏa ra nguyên khí nồng đậm, cũng là dùng cho khách mời tu luyện. Mỗi một chiếc u minh chiến hạm tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố, bên trong các loại trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Vì lẽ đó mặc dù Tuyên Bình thân là tam tinh vũ tôn cường giả, sau khi tổn thất một chiếc, cũng không thể về tông môn báo cáo kết quả. Thẩm Ly đưa mọi người vào trong, đứng ở cửa tựa hồ rất có tâm tư, thấp thỏm nói. Thành chủ, hiệp ước kia có thể trả lại cho ta hay không? Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, lạnh giọng nói. Trả lại cho ngươi, Thẩm A Di, ngươi là muốn hại ta à, ta đầu óc vô nước sao, đem vật kia trả lại ngươi. Thẩm Ly cắn răng nói. Ta xin thề chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu không nên nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu tiến lên, cười nói. Không nên nói đương nhiên không thể nói, mặt sau khả năng còn có thể có không ít nên nói cần Thẩm A Di đi nói. Hắn thấp giọng ở bên tai Thẩm Ly khẽ nói, Thẩm Ly nhất thời thay đổi sắc mặt. Lắc đầu liên tục, hoảng sợ nói. Không, không được, như vậy ta thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Ta cũng không miễn cưỡng Thẩm A Di, chỉ bất quá hiệp ước này là đừng nghĩ lấy đi. Còn có, hiện tại thế cuộc trên yêu nguyên ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, đừng nói ngươi ta, Thanh La có thể sống ra ngoài hay không cũng là vấn đề. Ta có thể hứa hẹn, nếu như đại biểu ca của ta tới, nhất định sẽ để hắn bảo vệ ngươi một mạng. Thẩm Ly rất là choáng váng đầu, hoài nghi nói. Ngươi cũng đừng lừa ta, Lệ Hoa Trì có phải là biểu ca của ngươi hay không ta không dám nhận định, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đến yêu nguyên. Lý Vân Tiêu cười trêu nói. Thẩm A Di ngươi thông minh như vậy, Thanh La đại nhân biết không? Tô Tông Chủ biết không? Có muốn ta đi nói cho các nàng biết hay không? Sắc mặt Thẩm Ly khẽ thay đổi, cắn răng nói. Được, ta liền giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ ta chu toàn. Lý Vân Tiêu khôi phục vẻ hờ hững, vuốt cằm nói. Ngươi yên tâm đi, mình không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Thẩm Ly chỉ cảm thấy một loại cảm giác vô lực, ở trước mặt thiếu niên này, mình mới là tiểu hài tử, từ thành Tây lần thứ nhất gặp mặt liền bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hiện tại mới lần thứ hai gặp mặt, liền trở thành con rối của đối phương, ngay cả sức phản kháng cũng không có, tùy ý đối phương nắm. Thẩm Ly đi rồi, mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái nhìn hắn, ánh mắt dị thường. Đào Quán rốt cục trước tiên mở miệng hỏi. Lệ Hoa Trì đúng là đại biểu ca của ngươi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Kỳ thực từ bối phận tới nói, hắn là biểu đệ của ta, nhưng nói ra thân phận của ta cũng quá đáng sợ, vì lẽ đó vẫn là khiêm tốn một điểm, đối ngoại tuyên bố là biểu ca của ta. Đào Quán. Cái này cũng đã rất đáng sợ. Lý Vân Tiêu nhìn tất cả mọi người của Thánh Hỏa Điện nghiêm nghị cùng lo lắng,
cảm thấy âm thầm buồn cười, nghiêm nghị nói. Chư vị yên tâm, cùng các ngươi đàm tốt chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hắn đột nhiên hơi suy nghĩ, tựa hồ nhận ra được cái gì, quay về mọi người hơi liếc mắt ra hiệu. Đào Quán là người thông minh, lập tức liền hiểu ra, Thánh Hỏa Điện bọn họ trong lúc đó có phương thức liên lạc đặc biệt, rất nhanh mọi người liền rõ ràng tình hình. Ở trong một gian nhã phòng của U Minh Chiến Hạm, mặt đất do lê hoa cẩm thạch xây thành, còn có một tấm giường đá điêu kim nạm ngọc, chung quanh đều là mùi thơm ngát nước mũi. Trong phòng nho nhỏ bố trí xuân, hạ, thu, đông tứ cảnh, Thanh La một người ngồi trên bồ đoàn, trước người có một trận bản ánh sáng chuyển động, nàng đánh vào trong đó một đạo linh quyết, nhất thời bay lên một tia sáng trắng, ở bầu trời cấp tốc khuếch tán ra, thanh âm đám người Lý Vân Tiêu trò chuyện toàn bộ truyền tới. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu khắp khuôn mặt là nổi giận đùng đùng, hừ nói. Thiên Nhất Các thực sự là khinh người quá đáng rồi, dám giam lỏng chúng ta. Chờ đại biểu ca của ta tới nhất định phải cho nàng đẹp đẽ. Diệp Phàm là dáng dấp vạn phần kích động nói. Đại biểu ca Lệ Hoa Trì của ngươi thật sự sẽ đến Yêu Nguyên sao? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, một bộ kiêu căng khó thuần, ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ta cùng đại biểu ca trong lúc đó quan hệ rất tốt, chỉ cần ta truyền thư đi qua, đại biểu ca liền lập tức mở ra truyền tống đại trận, trực tiếp vượt không mà đến, đến thời điểm cái gì Thiên Nhất Các, đều là cho bụi. Phất tay liền diệt sạch. Hừ, Thanh La này đối với ta dĩ nhiên keo kiệt như vậy, đến thời điểm ta để đại biểu ca đem đồ vật trên chiến hạm này toàn bộ cướp đoạt đến cho ta, làm cho nàng táng ra bại sản. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói. Đúng, còn có chiếc U Minh chiến hạm này, cũng là đồ vật giá trên trời, đồng thời cướp đoạt. Đến thời điểm dòng binh đoàn ta cũng có chiến hạm cấp 8, hơn nữa người cùng Lệ Hoa chỉ có quan hệ thân thích. Đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ thăng ngươi làm phó đoàn trưởng. Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu chìm đắm ở trong tương lai mỹ hảo, cái gì sau khi làm phó đoàn trưởng, cưới bao nhiêu lão bà, nhà ai có con gái đẹp, tất cả đều nghĩ tới, còn có những nữ nhân Thiên Nhất Các này cũng không tồi, Thanh La cùng Thẩm Ly tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng phong vận dư âm. Càng ngày càng khó nghe. Thanh La tức giận đến thất khiếu bốc khói, giận dữ vung tay lên, khối trận bàn kia ầm ầm chấn động nát thành năm mảnh. Hình ảnh lập tức biến mất. Thẩm Ly, mấy cái chết tiệt này, dám ở trong lời nói mạo phạm ta, người nói có nên giết bọn họ hay không? Thẩm Ly từ từ tiến lên, nhìn Thanh La nổi trận lôi đình, trong lòng ngầm thở dài, cau mày nói. Thanh La đại nhân, nghe bọn họ nói chuyện, Lệ Hoa Trì này đúng là thân thích của Lý Vân Tiêu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể tới Yêu Nguyên, nếu như ngài giết bọn họ. Hừ, Thanh La tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Trên mặt âm trầm như nước. Cũng biết việc này rất lớn, không thể làm bậy. Nhưng nhiều năm qua quen sống trong nhung lụa, lúc nào bị người ta sỉ nhục qua như vậy, tức giận đến đầu óc một trận quay cuồng. Thẩm Ly xem mà âm thầm lắc đầu không ngớt, trình độ lợi hại của Lý Vân Tiêu trong lòng nàng lại gia tăng mấy phần. Bọn họ rõ ràng là cố ý chọc giận Thanh La, làm cho nàng đem tâm tình toàn bộ đặt ở trong những lời nói khó nghe kia, từ đó không chú ý phân tích phán đoán tới những tin tức lúc trước. Trực quan liền tiếp nhận kia là tin tức thật sự. Bởi vì lẽ thường suy đoán, bọn họ là không thể biết có người ở bên nghe trộm, nếu như biết mà nói chắc chắn sẽ không, cũng tuyệt không dám mạo phạm Thanh La. Hơn nữa mình vì hắn nói chuyện, hiện tại Thanh La cơ bản là 100% tin tưởng Lý Vân Tiêu là thân thích của Lệ Hoa Trì. Thẩm Ly, người nói hiện tại nên làm thế nào cho phải? Những người này giết cũng giết không xong, giữ lại ta lại nổi giận. Thanh La chỉ cảm thấy năng lực suy nghĩ của mình hoàn toàn bế tắc, trưng cầu nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly nói, ngài coi như không biết liền được, đồng thời giao hảo bọn họ. Ta kiến nghị Lý Vân Tiêu cần những tài liệu kia, hiện tại liền cho hắn, Cửu Thiên Đỉnh là đại sự, nhưng sự kiện này cũng không nhỏ a. Nếu như Lệ Hoa Trì thật sự chịu vì người nọ vượt qua mà đến, nói rõ người này ở trong lòng Lệ Hoa Trì phân lượng rất nặng, đến thời điểm có hắn nói chuyện. Nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thanh La trầm mặc một hồi, cắn răng nói. Liền theo ngươi nói làm, tạm thời làm lợi cho đám hỗn đản kia. So với Cửu Thiên Đỉnh hư vô phiêu miểu, sự kiện kia trái lại có vẻ trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể hoàn thành, đánh đổi to lớn hơn nữa không đáng kể, nhưng nếu như làm không xong, cho dù lần này không giết hắn, sau đó cũng muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ngươi hiện tại đem vật liệu Lý Vân Tiêu muốn toàn bộ đưa tới. Vâng, Thẩm Ly ứng tiến, ở tại chỗ chưa đi, mà là cau mày thăm dò hỏi.
Thanh La đại nhân, vì sao nói cửu thiên đỉnh kia hư vô phiêu miểu? Không phải thất đại thương minh cũng đã phát động rồi sao? Thanh La cười lạnh nói. Bảy đại thương minh điều động thì lại làm sao, nếu như không phải quá mức mờ ảo, người cho rằng trong môn phái sẽ phái loại tạp ngư như ta tới. Nếu như có niềm tin chắc chắn, chỉ ít là tông chủ sẽ đích thân tới, sợ là những trưởng lão lánh đời kia cũng sẽ xuất quan đến đây. Thẩm Ly càng thêm nghi hoặc nói. Dương Thược ở trên người Đường Kiếp, Âm Thược không phải cũng đã xuất thế sao? Thanh La lắc đầu than thở. Vấn đề ngay ở trên người Âm Thược, cũng không ai biết Âm Thược ở trên tay người nào, tục truyền là hậu nhân của tuyệt thế vũ đế Diệp Nam Thiên bảo đảm, nhưng trời mới biết hậu nhân của Diệp Nam Thiên ở đâu. Cho dù đạt được hai cái chìa khóa, cũng không biết làm sao đi tìm, cùng với mở ra cửu thiên đỉnh. Hiện tại hy vọng duy nhất ngay ở trên người Đường Kiếp. Tất cả mọi người cho rằng Đường Kiếp nhất định có thể thông qua Dương Thược mà tìm được Âm Thược, vì lẽ đó đầu mối duy nhất chính là theo sát Đường Kiếp. Nếu như đến lúc đó tình huống có biến, thật sự tìm tới manh mối cửu thiên đỉnh, không phải cấp bậc như ta có thể ứng phó. Thẩm Ly chợt nói. Rõ ràng, chúng ta chỉ là đội thăm dò mà thôi. Dù sao tin đồn về cửu thiên đỉnh quá nhiều, cuối cùng đều là công dã tràng. Vì lẽ đó các thế lực lớn đều là thái độ nửa tin nửa ngờ. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim đột nhiên co giật một thoáng. Đám người bên người Lý Vân Tiêu kia, nàng ở Khinh Ca Xâm Lâm kinh doanh nhiều năm như vậy, là tuyệt đối chưa từng thấy. Chẳng lẽ chính là hậu nhân của Diệp Nam Thiên? Nàng vừa nghĩ tới đáp án này, nhất thời càng ngày càng cảm thấy khả năng rồi. Lần này trừ khiếp sợ ra, còn có sợ hãi rất lớn. Lý Vân Tiêu này quá khủng bố, thời điểm tất cả mọi người vẫn là con ruồi không đầu đi loạn. Thứ then chốt nhất dĩ nhiên đã bị hắn nắm ở trong tay, hơn nữa giả heo ăn thịt hổ lèn vào trong thiên nhất các, theo thời mà động. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, Lý Vân Tiêu đây là đang đùa với lửa a. Vốn cho rằng hắn bất quá là tồn tại biên giới vòng xoáy, đột nhiên phát hiện hạt nhân chân chính không phải Đường Kiếp, mà chính là người này. Thanh La nói, rõ ràng liền được, chúng ta cũng không cần sốt sắng thái quá, vòng xoáy kia có thể lớn có thể nhỏ. Không muốn triệt để rơi vào trong đó mới được, người đi xuống đi. Nàng nói xong, liền nhắm mắt lại, tiến vào trong điều tức. Luân phiên tâm tình chập chờn, làm cho trong cơ thể nàng mơ hồ sinh ra một ít tiểu thương, cần điều tức một phen. Thẩm Ly một trận cay đắng, còn nói không muốn rơi vào trong đó. Thanh La đại nhân, trung tâm vòng xoáy to lớn nhất, giờ khắc này ngay trên chiến hạm của chúng ta a. Nàng cảm thấy cả người vô lực, khom người xin cáo lui xuống. Bên trong không gian hư vô đen kịt một màu, không có bất kỳ khái niệm thời không, đâu đâu cũng có các loại năng lượng tràn ngập, vũ giả bình thường đi vào không cẩn thận sẽ ngã xuống. Coi như là U Minh chiến hạm, cũng cẩn thận từng ly từng tí một, để tránh khỏi bị năng lượng cường đại xung kích đến. Ngoại trừ trốn vào hư không cần thiết tiêu hao năng lượng ra, càng nhiều nguyên thạch là tiêu hao ở mở ra kết giới, tránh khỏi hư không năng lượng xung kích. Ngay khi U Minh chiến hạm đi tới không biết bao lâu, phía trước đen kịt mơ hồ hiện ra một chùm ánh sáng màu xanh, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, dĩ nhiên là một đoàn năng lượng lớn, không ngừng lóe lên ánh chấp hồ quang, cường đại đến các loại năng lượng mặt trái quanh thân cũng không thể nhảy vào trong đó. Mà khiến người ta trợn mắt há hốc mồm chính là, ở trong chùm sáng lôi điện này, dĩ nhiên ngồi thẳng một thiếu niên áo xanh, thần thái an tường, mi thanh mục tú, hai tay ngắt một quyết ấn kỳ quái, cả người trầm tĩnh ở bên trong bế quan tu luyện. Đối với ngoại vật ngoảnh mặt làm ngơ. Các loại ánh chấp hồ điện ở quanh người hắn không ngừng lấp lóe xẹt qua, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn, trên da thiếu niên cũng hiện ra màu xanh nhàn nhạt, tựa hồ đang hấp thu những lôi điện chi lực này, khí tức trên người đã cùng hoàn cảnh quanh thân hòa làm nhất thể, thật giống như hắn chính là lôi điện kia biến thành, tuy hai mà một. Thiếu niên cùng dị tượng phía trước lập tức gây nên chiến hạm của thiên nhất các chú ý, lượng lớn cao thủ đồng thời lao ra chiến hạm quan sát. Từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh La cũng đứng thẳng ở trên hạm thủ, trong ánh mắt hàn băng như nước, toàn thân vạn phần cảnh giác. Có thể ở trong hư không giống như sân vắng bước chậm tu luyện, tuyệt không phải là hạng người phổ thông. Hơn nữa lôi đình bốn phía ngay cả loạn lưu trong hư không cũng có thể trực tiếp cô lập ra, loại thủ đoạn siêu tuyệt này, Thanh La cũng chưa từng nghe thấy. Thiếu niên kia tựa hồ nhận ra được chiến hạm tồn tại, trên trán thanh tú hơi nhíu. Chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi mí mắt phân hợp trong lúc đó, một tia chớp màu xanh ở trong đôi mắt không ngừng lấp lóe,
tựa hồ con mắt kia hoàn toàn là do lôi điện biến thành. Lôi điện chi ngục bốn phía vì đó biến đổi, bắt đầu cấp tốc co rút lại, hướng về thân thể hắn tuôn tới, trực tiếp hút vào trong cơ thể. Rất nhanh, lôi ngục màu xanh khủng bố, dĩ nhiên giống như kẹo đường, trong nháy mắt bị thân thể của hắn thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn dư lại một mảnh đen kịt. Ở trên thị giác, nếu không phải trong con người hắn lập lòe lôi điện màu xanh, hầu như rất khó thấy rõ phía trước có người. Thanh La xem mà hít vào ngụm khí lạnh, đứng ở đầu chiến hạm lớn tiếng quát. Phía trước là người phương nào? Lý Vân Tiêu cùng mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng vọt ra ngoài chiến hạm, giật mình nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên đối với Thanh La ngoảnh mặt làm ngơ, mà là ánh mắt vô cùng kinh ngạc ở trên người Lý Vân Tiêu hơi đảo qua một chút, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong mắt hồ quang lấp lóe, để lộ ra một loại tâm tình nào đó, nhưng bóng người ở trong hư không đen kịt lại càng ngày càng nhạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Thanh La lần thứ hai hét lớn một lần, trong hư không này, nguyên bản xuyên hành đã khá là phiền phức, không dám manh động, nhưng toàn bộ chiến hạm đều đi vào trạng thái chiến đấu, các loại trận pháp công kích toàn bộ kích hoạt, chỉ cần một đạo chỉ lệnh, tùy thời có thể oanh đối phương thành thoát tan tra. Thiếu niên vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm, dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói. Tiểu Côn. Sau đó hắn nhắm mắt, chậm rãi khép hai con mắt lại, tia chớp màu xanh nhất thời biến mất. Cả người thiếu niên trực tiếp từ trong hư không lùi ra, biến mất ở phía trước, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Sắc mặt Thanh La cực kỳ khó coi, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ngưng tiếng nói. Người biết người kia. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy không hiểu ra sao, mờ mịt lắc đầu. Thanh La tựa hồ hơi có không tin, ngờ vực quan sát hắn, nhưng loại mờ mịt kia không giống như là giả. Nàng đối với đông đảo cao thủ của Thiên Nhất Các nói. Tất cả mọi người tăng cao cảnh giác, trong hư không này tựa hồ cũng không quá an toàn. Mọi người lĩnh mệnh đồng thời lui ra, Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện cũng phẫn nộ mà quay về. Đặc biệt Lý Vân Tiêu, cảm giác vô cùng phiền muộn, tựa hồ thiếu niên kia nhận thức mình, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi có một người quen như thế. Đột nhiên tâm niệm hơi động, trong giới thần bi truyền tới một thanh âm cực kỳ non nớt, kêu lên. Tiểu Thanh. Linh hồn của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt huyễn ảnh vào giới thần bi, hiện lên ở trên bầu trời vực giới, nhìn một cây nhỏ phía dưới, giật mình nói. Là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi nhận thức người vừa nãy kia. Cây nhỏ này chính là bản thể của Côn Ngô thần thụ, ở dưới khí thức của đại địa tức nhưỡng tẩm bổ, đã so với cây non lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một linh hồn dáng dấp tiểu tử xuất hiện ở bên ngoài cây nhỏ, dĩ nhiên có thể thoát ly bản thể bắt đầu chạy. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Thật giống như là khí tức của Tiểu Thanh, có phải là hắn đang gọi ta hay không? Tiểu Thanh. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, thất thanh nói. Ngươi nói là vạn cổ trường thanh thụ. Ừ. Côn Ngô thần thụ không ngừng gật đầu, lộ ra vẻ hoài niệm nói. Bao nhiêu năm, lúc đó thiên địa sơ sinh, ta cùng hắn đều là linh thụ đồng thời sinh ra, bất quá một nam một bắc, thiên địa cách xa nhau. Ở trong năm tháng vô cùng vô tận không có sinh linh, chỉ có hai người chúng ta gắn bó làm bạn, tuy rằng lẫn nhau không thể gặp mặt, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau đó các loại sinh linh bắt đầu xuất hiện, không ít người đánh chủ ý chúng ta, dần dần mất đi liên hệ. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại cảm nhận được khí tức của hắn. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, cả giận nói. Ngươi có thể cảm nhận được khí tức của vạn cổ trường thanh thụ. Ngươi có biết ta vẫn đang tìm nó. Lại giả chết không nói. Đến hiện tại mới nói ra. Giờ khắc này dáng vẻ của Côn Ngô thần thụ vẫn là một tiểu hài đồng, vô cùng ủy khuất nói. Ta không phải cũng là vừa mới cảm ứng được sao? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu không vui đi tới, hừ nói. Một nam một bắc thiên địa cách xa nhau cũng có thể cảm ứng được, lần này đi tới Khinh Ca xâm lâm, mới bao xa, ngươi lại còn nói mới vừa cảm ứng được, ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Hắn lộ ra hung quang, đem mặt phủ xuống, nhìn chòng chọc vào hài đồng. Tiểu tử kia sợ hết hồn, vội vàng trốn đến mặt sau cây nhỏ, thấp thỏm nói. Lúc trước là có chút cảm ứng, nhưng ta không xác định có phải là hắn hay không. Dù sao ta đã niết bàn sống lại rất nhiều lần, hắn từ lâu tiến hóa ra hình người, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Quả nhiên, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới người dĩ nhiên thật sự gạt ta. Lý Vân Tiêu phẫn nộ xông lên, một phát bắt được tiểu hài tử, lộ ra vẻ dữ tợn nói.
dám lừa ta, cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Hắn vận chuyển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu hồn lực trên người tiểu hài tử, lực lượng linh hồn dâng trào trong nháy mắt tràn vào óc của hắn, làm dịu linh thức. Ngay cả yêu long trầm tích ở trong linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện cũng cảm nhận được cỗ sức mạnh thanh tân này rót vào, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, tràn đầy vui mừng. A, à, dừng tay a. À. Tiểu côn liều mạng giãy giụa, thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại, từ một hài đồng 8, 9 tuổi, chậm rãi nhỏ đi, lập tức liền biến thành 4, 5 tuổi, ánh sáng trên người cũng càng ngày càng yếu. Lý Vân Tiêu xem gần đủ rồi, lúc này mới vứt hắn đi, hài lòng nói. Lần này liền tha thứ ngươi, còn có lần sau, xem ta không đem ngươi hút sạch. Tiểu hài tử ngã xuống đất, nhìn thân thể của mình biến trở về tiểu hài 4, 5 tuổi, như phát điên xông lên, giận dữ hét. A, à, ta giết ngươi a, à, dám hấp đi một nửa hồn lực của ta, như vậy lúc nào ta mới có thể lớn thành đại nhân a, à, ta không muốn sống nữa. Nhưng thân thể của hắn ở đâu là đối thủ của Lý Vân Tiêu, huống hồ còn ở bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu một cái tát đập tới, trực tiếp đem hắn phiến bay. Lúc này hồn thể của yêu long cũng từ trên cánh tay phải của Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, một mặt hưng phấn cùng tham lam nhìn chằm chằm tiểu hài tử, chảy ngụm nước nói. Không hổ là côn ngô thần thụ, dưỡng hồn mộc cao cấp nhất thiên hạ a. Vừa nãy hấp thu một thoáng như vậy, dĩ nhiên bù đắp được ta mấy chục năm khổ tu. Nguyên bản thân thể hắn màu sắc lờ mờ, giờ khắc này cũng biến thành phong phú rất nhiều, tựa hồ được lợi rất lớn. Hút một ngụm nước, tham lam nói. Vân thiếu, tiểu tử này còn có 4, 5 tuổi, trực tiếp đem hắn hút tới 1-2 tháng đi, đừng hấp chết rồi là được. Ta phỏng chừng ngươi có thể vọt thẳng tới cấp 7. Lý Vân Tiêu nhìn tiểu côn như thế, sợ đến hắn vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, liều mạng chạy đi, rời xa hai đồ vật nguy hiểm này. Dáng vẻ của Lý Vân Tiêu cũng hết sức hài lòng, bổ ích rất lớn. Sau khi hắn cùng yêu long dung hợp linh hồn, trực tiếp đột phá đến cấp 6, hiện tại hấp thu một nửa sức mạnh của tiểu côn, đã xung kích đến cấp 6 trung cấp. Nhưng hồn lực tu luyện cũng là càng đi lên cần tích lũy càng nhiều, cho dù hiện tại đem tiểu côn hút sạch, cũng không cách nào đột phá cấp 7, nếu không thì hắn thật có khả năng thử một lần. Quên đi thôi, nuôi một thời gian lại hấp. Lý Vân Tiêu thỏa mãn cười nói. Ngươi khôi phục làm sao? Yêu Long nói. Nguyên bản chỉ có 2 phần 10 hồn thể, khoảng thời gian này tu luyện cũng khôi phục lại 3 phần, vừa nãy ngươi hút một cái, ta liền trực tiếp đạt đến khoảng 4 phần. Trong đôi mắt hắn bốc lên hung quang, nhìn chằm chằm côn ngô thần thụ ở xa xa, tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiểu côn sợ đến trực tiếp ẩn vào trong bản thể, không dám đi ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Yêu Long, đừng quá tham lam. Tiểu tử này đang không ngừng trưởng thành, những hồn lực đối với hắn mà nói cũng tích lũy không dễ. Nếu không phải nơi này có đại địa tức nhưỡng, hắn cũng đừng nghĩ nhanh như vậy trưởng thành. Yêu Long vô cùng tán thành, có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc đại địa tức nhưỡng này nguyên bản không nhiều, lại bị tiểu kim cương hấp thu nhỏ đi một vòng, sớm biết hẳn là dùng để toàn lực nuôi cây a. Lý Vân Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Xác thực, đại địa tức nhưỡng hao tổn quá nhiều, lực lượng vực giới cũng có chút bất ổn. Chờ chuyện nơi đây xong, liền đi huyết thần cung một chuyến, nhớ tới Tảo Á Tinh từng nói trong tông phái bọn họ có. Yêu Long hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh trở lại trong cánh tay Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu hướng về côn ngô thần thụ hừ nói. Nhớ bất cứ lúc nào phải đem tọa độ của vạn cổ trường thanh thụ nói cho ta, nếu không thì, 1-2 tháng, hừ hừ, ngươi hiểu được. Côn ngô thần thụ lay động kịch liệt, cành lá vang lên, tựa hồ đang kháng nghị, vừa giống như là sợ hãi. Linh hồn của Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi tán đi, trở lại bản thể. Người Thánh Hỏa Điện đều đàm luận việc thiếu niên kia, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc. Phùng Trư có chút cụt hứng thở dài nói. Thiên hạ to lớn, nhân sĩ xuất hiện lớp lớp, chúng ta vẫn bế quan tu luyện, thật có chút ếch ngồi đáy giếng. Thích Quang cũng tràn đầy đồng cảm nói. Thiếu niên kia tuổi hoàn toàn không thấy được, nhưng vừa nãy mảnh lôi điện chi ngục kia, ngay cả ta cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đặt vào trong đó, cho dù triển khai thánh kỹ cũng đừng muốn sống đi ra. Trên mặt hắn còn hiện ra vẻ khiếp đảm, tựa hồ đối với vừa nãy nhìn thấy còn có chút khó có thể tin. Đào Quán lắc đầu nói. Đừng nói thiếu niên kia, ngay cả Vân Thiếu cũng là cường giả nổi bật trong trẻ tuổi,
chúng ta những vũ hoàng này cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, hắn từ vừa nãy đi vào đến hiện tại liền không nói một lời, tựa hồ giống như đang đờ ra. Trong lòng Diệp Phàm hơi động, thử thăm dò vỗ nhẹ nhẹ Lý Vân Tiêu một thoáng, nhẹ giọng nói. Vân Thiếu, thấy Lý Vân Tiêu có phản ứng, mới hỏi. Vừa nãy thiếu niên kia ngươi thật sự không quen biết sao? Ta nhìn hắn thật giống như chuyên môn nhìn chằm chằm vào ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lộ ra dáng vẻ ngoài ta còn ai nói. Chúng ta đứng trên chiến hạm, ta lại anh tuấn như vậy, ngươi nói thiếu niên kia không nhìn ta thì nhìn ai? Hừ, tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện xem thường lộ ra vẻ khinh bỉ, từng cái vuốt tóc, cổ áo, vỗ cho bụi trên người, nhấc nhấc tinh thần, dùng dáng vẻ không phục lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Ở phía xa Thanh La dùng trận bàn nhìn lén mọi người đối thoại tức giận đến nổi giận mắng. Phi, ngay cả mặt heo như ngươi, cũng sẽ có người xem. Nàng lấy ra một chiếc gương, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ dung trang của mình. Phía sau Thẩm Ly xem mà một trận choáng váng đầu, nếu như thiếu niên kia thật sự nhận ra Lý Vân Tiêu này không khỏi quá đáng sợ đi. Lý Vân Tiêu ho khan mấy lần nói. Đừng không phục. Có vài thứ là từ lúc sinh ra đã mang theo, ngày sau không thay đổi được. Các ngươi cho rằng người ở trong hư không khác liền không nhìn thấy ta sao? Vô dụng, dù ta đã vô cùng biết điều, nhưng bất kể đi đến nơi nào, cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng lung linh chói mắt. Mặc kệ biết điều tới trình độ nào, cũng sẽ bị người phát hiện. Hắn lộ ra vẻ u buồn sâu sắc, tựa hồ vì thế nhức đầu không thôi, suy nghĩ lung tung. Chém gió. Mọi người Thánh Hỏa Điện đều lạnh lùng nói, lộ ra vẻ không phục. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ nói. Vân Thiếu, trở lại chuyện chính đi, thiếu niên kia ngươi thật sự không quen biết sao. Thanh La nghe trộm cũng thu hồi tấm gương, vểnh tai lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu trong hình ảnh. Lý Vân Tiêu chỉ là lạnh nhạt nói. Thiên vũ giới to lớn, kỳ nhân chuyện lạ không thể đếm. Thiếu niên kia không chừng là lão đầu hơn mấy trăm ngàn tuổi cũng có thể. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, thì không cần lưu ý quá nhiều. Đáp án này tuy rằng không thể để cho mọi người thỏa mãn, nhưng mà nói có lý. Thanh La cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là trên mặt vẻ nghiêm túc càng nặng. Rất nhanh, Thẩm Ly đem vật liệu trên danh sách đưa tới cho Lý Vân Tiêu, mọi người liền trực tiếp ở trong phòng đả tọa tu luyện. Lý Vân Tiêu đem vật liệu ném vào trong miệng nuốt xuống, không ngừng tích lũy nguyên khí xung kích bình cảnh nhị tinh vũ tông. Thượng phẩm nguyên thạch bốn phía hắn cũng không lãng phí, không lo có người ở đây, trực tiếp đánh ra ngoài từng quyền, đem những nguyên thạch kia đánh nát, lượng lớn nguyên khí lan tràn trong phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Người của Thánh Hỏa Điện đều bị động tác quá mức của hắn sợ hết hồn, đau lòng hô lãng phí. Lúc bọn họ tu luyện đều là từng khối cẩn thận sử dụng, tuy rằng Thánh Hỏa Điện đã từng vô cùng cường đại, nhưng qua nhiều năm như thế, tích trữ đã sớm tiêu hao hết sạch. Bình thường đều là bớt ăn bớt mặc sống qua ngày, nơi nào thấy qua loại không nháy mắt dùng nguyên thạch như Lý Vân Tiêu, còn là thượng phẩm. Tạo hóa nhất mạch, hấp. Lỗ chân lông toàn thân hắn đều thư giãn ra, thật giống như ngàn vạn cái hô hấp cùng mở ra, lượng lớn nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chung quanh hắn biến mất, toàn bộ hút vào trong thân thể, kinh mạch trong nháy mắt căng phồng đến to lớn nhất, khó có thể chịu đựng nguyên khí. Thân thể vào đúng lúc này biến thành bóng loáng như ngọc. Lập lòe hào quang nhàn nhạt, đem nguyên khí trong kinh mạch toàn bộ hấp thu, cả người nhìn qua so với bình thường muốn thô to hơn một nửa. Mọi người Thánh Hỏa Điện thấy mà choáng váng, ngay cả nguyên khí nồng nặc hầu như muốn hóa dịch cũng quên hấp thu, từng cái mở to hai mắt nhìn. Lượng lớn nguyên khí như vậy, coi như là vũ tôn hút vào, cũng muốn bạo thể mà chết a, tiểu tử này làm sao một chút việc cũng không có. Thân thể Lý Vân Tiêu mở ra đóng lại, tựa hồ đang hô hấp. Nguyên khí như giang hà ở trong kinh mạch xuyên hành, xung kích cửa ải. Ùng ục. Phùng Chư nuốt ngụm nước miếng, nhìn nguyên khí trong không gian càng ngày càng mỏng manh, vừa nãy tiểu tử kia hút vào nguyên khí, coi như là hắn phỏng chừng cũng có thể đột phá cấp 1 rồi. Thích Quang cũng sợ hãi nói. Hút nhiều nguyên khí như vậy, không chết hẳn là thăng cấp chứ? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ vũ ý không đủ, bị kẹt lại? Hẳn là vậy. Đào Quán giật mình nói. Hắn vừa đột phá đến nhị tinh vũ tông, mới bao lâu công phu, hiện tại mạnh mẽ đột phá tam tinh, sợ là sẽ tao ngộ phản phệ. Chỉ là ta không hiểu, những nguyên khí hút vào kia chạy đi đâu.
còn kém một chút xíu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dương đôi mắt ra, dọa đến mọi người nhảy một cái, hai mắt hắn như tinh mang lấp lóe nói. Nguyên khí không đủ, còn kém một chút xíu. Cái gì, nguyên khí còn chưa đủ. Mỗi một người đều mắt choáng váng, không biết vì lẽ gì. Giới chỉ trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, vừa nãy Thanh La cho hắn túi chứa đồ xuất hiện ở trong tay, bên trong là ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch, hắn không chút nào tiếc rẻ một chưởng vỗ nát tan. Nguyên khí như nước biển lan tràn ra, hướng về thân thể hắn dội rửa mà đi. Tạo hóa nhất mạch quyết vận chuyển, nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể, thân thể lần thứ hai bành trướng, cả người phình lớn, thật giống như vỡ ra. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tay trái đưa tới vùng đan điền, tay phải hơi giơ lên, lẫn nhau ngắt cái quyết ấn, nguyên khí quanh thân ở dưới ấn quyết bắt đầu lấy quy luật nhất định vận chuyển, ở bên cạnh người xoay tròn liên tục. Nhìn kỹ lại, thân thể càng là theo nghịch đại chu thiên vận hành. Người Thánh Hỏa Điện từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, loại phương pháp tu luyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà ở trong cơ thể Lý Vân Tiêu, nguyên khí dâng trào như sông lớn hồ hải, hóa thành dòng nước nhỏ róc rách, từng giọt nhỏ hội tụ, không ngừng dội rửa bình cảnh. Rất nhanh, một giai đoạn mới một bước mà lên cấp tam tinh vũ tông. Lý Vân Tiêu hơi mở hai mắt ra, ánh mắt mỉm cười. Hai tay biến đổi quyết ấn, linh khí quanh thân toàn bộ hóa thành quyên lưu, hòa vào thân thể của hắn, làm dịu toàn thân, cuối cùng chảy vào trong đan điền. Toàn bộ quá trình kéo dài tới 2-3 canh giờ, mà người của Thánh Hỏa Điện tất cả đều mở to hai mắt, há hốc mồm nhìn 2-3 canh giờ. Hả, các ngươi làm sao không tu luyện? Nơi này nhiều nguyên thạch miễn phí như vậy, đừng lãng phí a. Lý Vân Tiêu đứng dậy, hoạt động thân thể, cũng không hề vui sướng khi thăng cấp. Dưới cái nhìn của hắn, những thứ này đều là bé nhỏ không đáng kể, chân chính đau đầu chính là về sau tu luyện, đi nơi nào kiếm nguyên khí a. Giờ khắc này trong gian phòng nơi nào còn có nguyên thạch, lúc trước thượng phẩm nguyên thạch bày ra ở bốn phía đều bị hắn đánh nổ, một người hút sạch. Ùm ục. Diệp Phàm liên tiếp nuốt ba ngụm nước, mới gian nan nói ra lời. Vân thiếu, những nguyên khí kia ngươi hút sạch. Mọi người Thánh Hỏa Điện đột nhiên nhớ tới vừa nãy hắn cùng Thanh La có kè mặc cả, nói những thiên tài địa bảo kia còn chưa đủ hắn đột phá nhất tinh, hóa ra là thật sự a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tình huống của ta có chút đặc thù. Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, nhớ tới loại vũ khí khi Phùng Chư, Thích Quang cùng Tuyên Bình tranh đấu, mỗi chiêu đều hòa tan vào thiên địa quy tắc, vũ đế có thể cô đọng quy tắc, bên trong chiêu thức mang theo thiên địa oai, thế nhưng vũ tôn cấp vẻn vẹn là cảm ngộ thiên địa, không có thể sử dụng tới thiên uy. Diệp Nam Thiên đến cùng là làm sao? Hắn không khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhếch miệng cười nói. Đại biểu đệ của ta dạy ta không ít chiêu số lợi hại, không bằng mọi người luận bàn một chút, trao đổi một chút, cộng đồng tiến bộ. Người Thánh Hỏa Điện đều thay đổi sắc mặt không ngớt, nếu như Lệ Hoa chỉ dạy phương pháp cùng chiêu số, tất nhiên không tầm thường, từng cái lộ ra vẻ khát vọng. Diệp Phàm cũng cao hứng nói. Luận bàn coi như xong đi, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Toàn bộ nguyên thạch trong phòng đã không còn, mọi người cũng không còn tâm tư tu luyện, mà là vây quanh đồng thời thảo luận lên tu luyện cùng vũ kỹ. Bọn họ truyền thừa phân biệt là tuyệt thế vũ đế Diệp Nam Thiên cùng vũ đế Cổ Phi Dương, hai đại cao thủ đỉnh cao, ở trong các loại lĩnh vực đều có lĩnh ngộ cực cường, đối với võ đạo hầu như toàn bộ đạt đến cực hạn, khoảng cách thập phương thần cảnh cũng chỉ là một bước. Vừa thảo luận, nhất thời toàn bộ được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là mọi người của Thánh Hỏa Điện, càng là từng cái khiếp sợ, Lý Vân Tiêu ở trên nhiều vấn đề trình bày cùng lý giải, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều các loại lĩnh ngộ chiêu thức mà Diệp Nam Thiên lưu lại, khổ tư không được kỳ giải, sau khi Lý Vân Tiêu nghe xong, đều có thể thuận thế mở ra, lấy đạo lý đơn giản nhất trình bày, để mọi người sáng tỏ không thể lại sáng tỏ. Để mọi người Thánh Hỏa Điện được ích lợi không nhỏ, đồng thời cũng lòng sinh cụt hứng. Cho tới nay, lấy hậu nhân vũ đế tự xưng, tự cho rằng phương pháp tu luyện cùng vũ kỹ đều là thiên hạ vô song, mèo khen mèo dài đuôi, không nghĩ tới vừa xuất quan, ngay cả tông cấp đại biểu ca của thiên cầm vũ đế vũ cũng không bằng. Một phen tâm tình này, để toàn bộ người Thánh Hỏa Điện cúi đầu ủ rũ, nản lòng thoái chí. Cuối cùng dĩ nhiên ngồi yên một chỗ, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Cái gì vương bá hùng đồ thật giống trong nháy mắt hóa thành mây khói. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là hậu nhân vũ đế,
sở hữu tuyệt thế công pháp, còn có người mang âm đỉnh, hy vọng tìm về cửu thiên đỉnh. Hiện tại cửu thiên đỉnh mờ ảo vô vọng, cái gọi là tuyệt thế công pháp cũng chỉ như thế, chuyện này đối với niềm tin của bọn họ đả kích là vô cùng to lớn. Mà lần này giao lưu, thu hoạch to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Lý Vân Tiêu. Hắn vốn là vũ đế đỉnh cao, hiện tại lại từ chỗ Diệp Nam Thiên học tới không ít lĩnh ngộ, hai người kết hợp, tựa hồ nhìn thấy một con đường càng thêm rộng rãi. Bản chép tay của Diệp Nam Thiên nhất định phải xem qua a. Loại phương pháp thánh kỹ kia hắn cũng hiểu ra, dĩ nhiên là Diệp Nam Thiên sáng chế một bộ kỹ xảo hợp thiên địa quy tắc, thông qua thuận theo sức mạnh của tự nhiên, xúc động thiên địa oai. Có thể hòa vào từng chiêu từng thức, để võ giả dưới vũ đế, cũng có thể sử dụng tới loại sức mạnh quy tắc này, tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng đã là đột phá to lớn. Này không thể nghi ngờ là sự tình vô cùng kinh hãi, cửu thiên vũ đế, cường đại nhất ngoại trừ tu vi có ưu thế tuyệt đối ra, đó là cửu thiên đế khí cùng sức mạnh quy tắc. Lĩnh vực của vũ tôn đã tìm thấy biên giới quy tắc, nhưng này vẻn vẹn là mô phỏng theo cùng mượn dùng mà thôi. Vũ đế lại không giống. Trong từng chiêu từng thức đều ẩn chứa pháp tắc chí cao, thêm vào cửu thiên đế khí vô thượng, dưới vũ đế đều là run rế. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, từng chiêu vũ kỹ cơ sở kia ở trong đầu không ngừng diễn luyện, hắn lý giải so với mọi người thánh hỏa điện còn muốn sâu sắc nhiều lắm, đồng thời không ngừng hoàn thiện, rất nhanh liền rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn hơi giơ tay lên, hai ngón tay niêm cùng nhau, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chi? Mặc dù là động tác cực kỳ đơn giản, lại làm cho mọi người thánh hỏa điện thất kinh, trong mắt tất cả đều là cơn sóng thần. Tuy rằng Lý Vân Tiêu chỉ là nhẹ nhàng niêm hoa mà cười, nhưng hai ngón tay kia trong lúc đó, lại hài hòa tự nhiên khó có thể dùng lời diễn tả được, thật giống như hẳn là nên như vậy, tâm đầu ý hợp, tựa hồ từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại, không tăng không giảm, bất sinh bất diệt. Người thánh hỏa điện đều dại ra tại chỗ, từng cái hóa đá. Vì học một chiêu này, bọn họ là trải qua thiên truy bách luyện, gian nan khổ tu, mới có thể hơi có tiểu thành. Còn đối phương vẻn vẹn là một tịch trường đàm, cũng đã vượt xa bọn họ. Trên mặt Phùng Chư chấn động đã khó có thể dùng ngôn ngữ, gian nan phun ra hai chữ nói. Thánh kỹ. Lý Vân Tiêu đem hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra, loại sức mạnh quy tắc kia đột nhiên tiêu tan, chính hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Niêm hoa chỉ kia hắn cũng từng dùng vô số lần. Nhưng loại cảm giác vừa nãy đó, chỉ có thời điểm sử dụng kiếm quyết cùng phong vân trưởng mới có thể có, chính là sức mạnh quy tắc lưu chuyển. Lần này hắn cũng lâm vào trong suy nghĩ hết sức sâu sắc, tam thức kiếm quyết cùng phong vân trưởng vốn là ngưng tụ thiên địa quy tắc cùng vũ ý của mình mới sáng tạo ra, nhưng những vũ kỹ cấp thấp này, dựa vào vẻn vẹn là chiêu thức bản thân cùng lĩnh ngộ nhất định của vũ giả, uy lực có hạn, Diệp Nam Thiên dĩ nhiên có thể ở trong mỗi loại vũ kỹ đều hòa vào quy tắc, lĩnh ngộ của hắn ở võ đạo. So với mình đã từng là cổ phi dương đi còn xa hơn. Người của Thánh Hỏa Điện đã không biết nói gì cho phải, tất cả đều hóa đá, hơn nữa trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nguyên bản đều cho rằng mình thu được chỗ tốt to lớn, không nghĩ tới đối phương ở lúc giải thích nghi hoặc cho mình, dĩ nhiên đem tất cả kỹ xảo của Diệp Nam Thiên đều lĩnh ngộ đi qua, đáng sợ nhất chính là trong nháy mắt liền diễn luyện ra, này đã không phải thiên tài, chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung. Lý Vân Tiêu cảm giác thu hoạch rất nhiều, tâm tình thật tốt, nhìn dáng vẻ của mọi người, cười nói. Không nên nhìn ta như vậy, vừa nãy bất quá là vận may mà thôi. Sắc mặt Phùng Chư so với gan heo còn khó xem hơn nói. Có vận may như thế này sao? Bọn họ ngược lại cũng không phải quá cay cú, dù sao mình cũng thu hoạch rất lớn, ở tương lai trong một khoảng thời gian có thể thuận lợi đột phá không ít. Phiền muộn chính là đối phương thiên phú như thế. Để bọn họ có một loại ý nghĩ không muốn sống nữa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, tựa hồ lại xảy ra chuyện. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, trong hư không này tựa hồ so với bên ngoài còn muốn không bình tĩnh. Mọi người cũng đồng thời ra khỏi phòng, chạy đến trên bong thuyền chiến hạm quan sát, nơi này đã sớm hội tụ mấy chục người, tất cả đều ngưng mắt nhìn phía trước. Ở dưới ánh sáng phòng hộ màu xanh của U Minh chiến hạm, có thể nhìn thấy phía trước thỉnh thoảng tuôn ra điểm điểm bạch quang, hơn nữa có lượng lớn các loại mảnh vỡ ở trong không gian loạn lưu qua lại, hướng về bọn họ va chạm mà đến. Chuyện như vậy là vô cùng bình thường, hư không bất ổn liền dễ dàng có loại hiện tượng này, nhưng làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, một chiếc U Minh chiến hạm đồng dạng to lớn, phá nát không thể tả ở trên không trung bồng bềnh,
chịu đến các loại sức mạnh quấy phá, cũng nhanh chóng hướng về bọn họ xông lại. Thanh La đứng ở phía trước nhất, sắc mặt âm trầm như nước, tỏa ra hàn khí. Đột nhiên con người của Thẩm Ly co rụt lại, thất thanh kêu lên. Thanh La đại nhân, chiến hạm này là... Theo U Minh chiến hạm phá nát kia vọt vào, tiêu chí to lớn mang tính biểu trưng cũng ánh vào mi mắt bọn họ, bên trong chiến hạm khắp nơi còn nổi thi thể, đều là vừa chết không lâu, dĩ nhiên không có một bộ hoàn chỉnh, tất cả đều là phá thành mảnh nhỏ. Con người của Lý Vân Tiêu cũng mở lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, tiêu chí chiếc chiến hạm này hắn cũng nhận ra. Thanh La dùng ngữ khí không chút biểu tình nói. Không sai, chính là chiến hạm của Mạn Thương Hội. Hơn nữa từ tình báo đến xem, lần này mang đội của Mạn Thương Hội hẳn là Dịch Khánh, thực lực bọn họ không kém chúng ta chút nào. Lời này của nàng như tiết xương giáng thế, để trong lòng mỗi người đều nổi lên một tầng hàn băng, nếu Mạn Thương Hội có thể bị diệt sạch, như vậy các nàng cũng không ngoại lệ. Thẩm Ly đầy mặt sợ hãi nói. Rốt cuộc là ai làm? Cả chiếc chiến hạm lại bị đánh vào hư không, Vũ Đế cũng không làm nổi a. Người của Thiên Các Thương Hội đều trầm mặc không nói, nhìn thi thể vô cùng thê thảm trên chiến hạm, từng cái có loại cảm giác mèo khóc chuột. Nếu như không phải mình tiềm hành ở trong hư không, mà là ở trên yêu nguyên chạy như bay, có thể những phần vụn thi thể phía trước kia chính là mình. Thanh La đại nhân, chiến hạm phía trước muốn va phải chúng ta, kính xin hạ lệnh đi. Là nổ nát nó, hay là từ trong hư không bước vào yêu nguyên? Một lão giả áo xám tiến lên trưng cầu nói. Trên mặt Thanh La vẻ do dự không quyết định, trầm tư nói. Chiến hạm của Mạn Thương Hội hẳn ở phía trước không xa bị hủy, nếu như hiện tại lẻn vào yêu nguyên, sợ là chúng ta cũng phải tao ngộ những kẻ địch kia. Dùng U Minh nhất kích nổ nát nó đi. Vâng. Lão giả kia lĩnh mệnh lui xuống, trong mắt xẹt qua vẻ chút được gánh nặng. Nhìn những thi thể vô cùng thê thảm trên chiến hạm của Mạn Đa Thương Hội kia, người người đều tâm tình trầm trọng, nàng thật sợ Thanh La hạ lệnh đi vào yêu nguyên. Diệp Phàm tới gần Lý Vân Tiêu, nhẹ giọng nói. Tựa hồ cùng giết chết người Phi Xương Tông là một nhóm, tất cả đều là loại thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm này. Tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng ở đây cái nào không phải cao thủ, nhất thời hết thảy ánh mắt đồng loạt lạc ở trên người hắn, tuôn ra hàn quang. Thanh La cũng là trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn, hai mắt đe dọa nhìn, lạnh lùng nói. Ngươi biết người nào làm? Diệp Phàm bị khí thế của nàng dọa sợ hết hồn, liền lùi mấy bước. Mọi người Thánh Hỏa Điện vội vã tiến lên, đem hắn bảo vệ ở phía sau. Lý Vân Tiêu làm cái thủ thế bình tĩnh nói. Không dám xác định, nhưng cái chết của những thi thể này cùng người Phi Xương Tông cực kỳ tương tự, những thi thể này Thanh La đại nhân ngươi cũng đã gặp. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Khô Lâu Dòng binh đoàn làm, Mạn Đa Thương Hội này cũng là vì truy đường kiếp, vì lẽ đó bị Khô Lâu Dòng binh đoàn diệt sát. Khô Lâu Dòng binh đoàn. Đông đảo cao thủ của Thiên Các Thương Hội đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc không dám tin. Tuy rằng Khô Lâu Dòng binh đoàn ở Khinh Ca Xâm Lâm hô mưa gọi gió, nhưng mà bất quá là thổ phỉ đoàn mà thôi, muốn nói bọn họ có thể chém giết cao thủ Phi Xương Tông cùng cao thủ Mạn Đa Thương Hội, vẫn là không thể tin. Thanh La cũng không tin, hừ nói. Một đoàn lính đánh thuê, làm sao có khả năng sẽ có năng lực lớn như vậy? Phi Xương Tông không phải là môn phái tốt lành gì, Mạn Đa Thương Hội càng không phải bọn họ trêu chọc được. Lại không nói bọn họ có thực lực này hay không, liền chỉ nói bọn họ dám sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu như thế lực phía sau Khô Lâu Dòng binh đoàn là Tinh Nguyệt Ảo Cảnh thì sao? Thanh La thay đổi sắc mặt, lập tức vạn phần khó coi. Ánh mắt như đao bắn vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem hắn xem thông thấu, phán đoán lời của hắn thật giả, nhưng rất nhanh liền xẹt qua vẻ thất vọng, thiếu niên này bất luận nàng nghĩ biện pháp làm sao, tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Vẻ mặt nàng cả kinh nói, nơi yêu tộc tụ cư Tinh Nguyệt Ảo Cảnh, yêu tộc cùng nhân loại luôn luôn ít có vãng lai, làm sao sẽ cùng Khô Lâu Dòng binh đoàn có lui tới. Ngươi nói có chắc chắn hay không? Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói. Đương nhiên, đừng quên ta là đội trưởng Dòng binh đoàn, ở Khinh Ca Xâm Lâm có tình báo gì có thể so với ta rõ ràng hơn. Thanh La xoay người nhìn Thẩm Ly nói. Là như vậy. Trong lòng Thẩm Ly cả kinh, vội vàng nói. Xác thực như vậy. Nàng thấp thỏm trong lòng không ngớt, cũng không hiểu Khô Lâu Dòng binh đoàn làm sao sẽ cùng yêu tộc kéo lên liên hệ, cũng không biết Lý Vân Tiêu có bằng cớ cụ thể hay là nói bậy.
nếu như cái sau, vậy cũng là hại chết nàng. Khí thế trên người Thanh La lạnh lẽo, lạnh giọng cả giận nói. Tin tức trọng yếu như vậy, làm sao không thấy ngươi báo lên? Thẩm Ly vội vàng nói. Cái này cũng là gần đây mới dò ra một điểm manh mối, ta thật không dám xác định, cảm thấy có chút hoang đường, vì lẽ đó dự định biết rõ một ít lại báo. Bây giờ nghe Vân Tiêu thành chủ nói như vậy, ta liền chắc chắn có thể xác định. Nhưng nội tâm nàng là cay đắng không ngớt, kêu rên nói, Lý Vân Tiêu ngươi cũng không thể hại chết ta a. Trên mặt Thanh La âm trầm bất định, chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, hiện tại ngay cả yêu tộc cũng nhảy vào. Công kích trên chiến hạm đã chuẩn bị kỹ càng, phát sinh ánh sáng mãnh liệt, một chùm sáng màu xanh to lớn hướng về phía trước oanh kích, toàn bộ hư không đều chiếu lên một mảnh chói mắt. Ầm ầm ầm, U Minh chiến hạm ở dưới một đòn kia trực tiếp vỡ vụn ra, bạo thành vô số mảnh vỡ ở trong hư không tung bay. Từ trên đỉnh đầu của mọi người phi tán, còn có từng đoạn tứ chi ở dưới oanh kích không có tan nát, cũng ở bên trong loạn lưu hóa thành bụi trần. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đều nhìn mà trong lòng nặng trịch. Bởi vì nổ tung sản sinh chấn động to lớn, toàn bộ hư không cũng biến thành cực kỳ bất ổn. U Minh chiến hạm ở bên trong qua lại bắt đầu sản sinh sóc này, vòng năng lượng bảo vệ cũng biến thành đen tối chập chờn. Trong hư không phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu hấp xả năng lượng tàn dư bốn phía, các loại không gian loạn lưu đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về vòng xoáy kia xa vào, chiến hạm cũng chịu đến lực lượng lôi kéo rất lớn, tựa hồ muốn thay đổi tuyến đường. Người thiên nhất các mỗi cái sợ hãi nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia, kích phát trận pháp trên chiến hạm đến trạng thái to lớn nhất, toàn lực hướng về tuyến đường trước kia nỗ lực tiến lên. Loại vòng xoáy màu đen này nếu bị hút vào, trời mới biết dẫn tới đâu. Trong óc Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiêu Côn nói. Ta cảm nhận được khí tức của Tiểu Thanh, ở cách đó không xa, vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ đang chiến đấu. Vạn cổ trường thanh thụ ư. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, xem ra đã có người tìm tới hắn, đồng thời xuất thủ rồi. Mục đích hắn đến yêu nguyên, ngoại trừ muốn tra tìm cấu tạo của Cửu Thiên Đỉnh. Còn có một mục đích to lớn nhất chính là thông qua vạn cổ trường thanh thụ, đi về vực ngoại tinh không thu lấy thái cổ cương phong. Lực lượng lôi kéo kia quá to lớn, Thanh La đại nhân, chúng ta trốn vào yêu nguyên đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, trong con ngươi lập lòe tinh mang. U Minh chiến hạm ở dưới vòng xoáy màu đen kia, tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ khó có thể chống đỡ. Người trên chiến hạm đều vạn phần căng thẳng, nếu như không thể vượt qua, cũng chỉ có tiến vào yêu nguyên. Bằng không liền sinh tử do trời. Thanh La lạnh lùng nhìn trung tâm vòng xoáy, biết là không cách nào thông qua, cắn răng nói. Tiến vào yêu nguyên. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, ánh sáng trên chiến hạm từ hôn ám đột nhiên trở nên sáng ngời, đồng thời cực kỳ ác liệt, tựa hồ tia sáng này đem đen kịt bốn phía cô lập ra, soi sáng chiến hạm giống như ban ngày. Mà thân chiến hạm ở bên trong loại ánh sáng này dần dần phiêu hốt bất định, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Chỉ để lại màu đen vô tận. Cùng thời khắc đó, bầu trời nơi nào đó trên yêu nguyên, một điểm sáng nổi lên, đột nhiên biến lớn, dần dần xuất hiện cái bóng của chiến hạm, mãi đến khi thân hạm to lớn che kín bầu trời xuất hiện, ánh sáng mới dần dần biến mất. Thiên Nhất Thương Hội cùng đám người Lý Vân Tiêu, đã trở lại trên bầu trời yêu nguyên. Ở nơi nào đó trên bầu trời yêu nguyên, cả người Dịch Khánh máu me đầm đìa, trong đôi mắt một mảnh trống rỗng, chỉ là miệng lớn thở hổn hển. Ngơ ngác nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Người kia một thân giáp vàng, hai mắt dài đến có chút quái dị, làm cho người ta có một loại cảm giác dữ tợn. Nhưng vóc người cực kỳ khôi ngô, trên mặt không chút biểu tình, vác chiến phủ cán dài trên vai, uy phong lẫm lẫm, thô bạo mười phần. Cách đó không xa Thương Lộ ra hiểu ý mỉm cười, nói. Dáng vẻ của phù có mấy phần mùi vị đại yêu. Lê Lộ ra vẻ tiếc hận, than thở. Đáng tiếc bốn người chúng ta thực lực đều hao tổn quá lợi hại, hiện tại hầu như chỉ có thể dựa vào huyền khí trong tay chiến đấu, bằng không ở đâu là đối thủ của những vũ tôn này. Thương nhẹ nhàng cười nói. Đầy đủ, những huyền binh cấp 9 này từ lâu cùng các ngươi liền làm nhất thể, tâm thần liên kết. Trừ khi gặp phải cửu thiên cảnh cường giả, bằng không chỉ là bát hoang cảnh, căn bản không gì địch nổi. Dịch Khánh đem lời đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sợ sệt nhìn chiến phủ cán dài trên bả vai phù, trong đầu trống rỗng. Tay phải của phù nắm chặt chiến phủ, nhấc lên thật cao,
vẻ mặt dị thường lãnh đạm, loại sự tình một búa đánh nát đối phương này, đã không nhớ ra làm qua bao nhiêu lần, còn loại ánh mắt tuyệt vọng kia của đối phương, hắn từ lâu nhìn mà chán ghét. Tuyên Hoa Phủ. Ba chữ như bùa đòi mạng nhàn nhạt từ trong miệng phun ra, phù không chút lưu tình chém xuống một búa, toàn bộ bầu trời đều theo đó nặng nề chấn động một thoáng, thật giống như đại địa sụt lún. Dịch Khánh đem toàn bộ nguyên khí rót vào trong trường kiếm, giống to chém ra ngoài, ánh mắt vào đúng lúc này trở nên giác ngộ, cũng không còn cầu sinh cơ, chỉ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngu xuẩn. Phù nhàn nhạt phun ra hai chữ này, phù quang phách đến. Ánh kiếm của Dịch Khánh hoàn toàn nhấn chìm ở dưới một búa oai kia, cả người cũng bị ánh sáng soi trong suốt, theo cường quang này dần dần biến mất, thân thể biến thành cho bụi. Chuôi bảo kiếm kia đúng là cực phẩm, cũng không hề vỡ vụn ra, chỉ đứt đoạn, nứt thành hai đoạn rớt xuống. Phù thu hồi chiến phủ, xoay người ở trong hư không đạp bước tiến lên, đi tới phía sau thương, vẫn như cũ nghiêm mặt, không nói một lời, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Thương khẽ vuốt cằm, vẫn như cũ đạp ở trên thanh lang chiến xa, không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Rốt cục, hắn mở miệng cười nói. Đi ra đi, ta biết ngươi ở bên cạnh, bao nhiêu năm tháng, ngươi còn nhận được ta không? Mộc Không cùng Đường Kiếp đều lấy làm kinh hãi, dưới thần thức của bọn họ nhận biết, bốn phía căn bản không có người. Trong con ngươi của Vũ Văn Cao cũng lướt qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ cả lơ phất phơ. Mấy hơi thở công phu, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện dị động, giống như gợn nước cuộn sóng dập dờn, một đạo ánh sáng màu xanh càng lúc càng lớn, lấp lóe không yên, từ bên trong hào quang màu xanh kia, chậm rãi đi ra một thiếu niên khuôn mặt gầy gò. Chính là Tiểu Thanh. Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm thương, nghĩ nghĩ nói. Ngươi làm ta nhìn rất quen mắt, thật giống như chúng ta ở nơi nào đó từng thấy, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Bọn người Mộc Không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tu vi thiếu niên này bọn họ không cảm giác được. Ngay cả tuổi cũng nhìn không ra, tựa hồ chính là một đoàn sương mù, từ thân thể cùng bên ngoài không thu được bất kỳ tin tức gì. Thương nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức nói. Ngươi còn nhớ tới tiểu yêu mỗi ngày ở trên thân thể ngươi chơi đùa. Thương không? Tiểu Thanh trở nên trầm tư, tuổi tác của hắn vô cùng cửu viễn, ở trên người hắn phát sinh quá nhiều sự tình mà từ lâu đã dập tắt ở trong sông dài lịch sử. Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, kinh dị nói. Ngươi, là Thương, tiểu tử của họa đấu tộc kia. Thương gật đầu cười, cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, cố nhân sợ là đã một cái không còn nữa. Tiểu Thanh thất sắc, cả kinh nói. Ta nhớ đó là chuyện mấy vạn năm trước, lúc đó họa đấu tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất trong yêu tộc, hiện tại đã có mấy vạn năm chưa từng thấy họa đấu tộc. Ngươi tại sao có thể sống mấy vạn năm? Thương cười nói. Nói rất dài dòng, lần này ta đến yêu nguyên, chính là cố ý tìm ngươi. Tìm ta. Tiểu Thanh một mặt cảnh giác, trầm giọng nói. Tìm ta có chuyện gì? Thương biến mất ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nói. Yêu tộc có một kiện chí bảo, vẫn do họa đấu tộc ta bảo quản, gọi là Thái Vi Hỗn Thiên Nghi, ngươi có nghe qua không? Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, kiên quyết lắc đầu, lạnh lùng nói. Chưa từng nghe tới, chí bảo này của ngươi, liên quan gì tới ta? Thương nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Ba người Mộc Không khiếp sợ đến tột đỉnh, nội tâm đều dâng lên cơn sóng thần, thiếu niên thần bí màu xanh kia, dĩ nhiên chính là truyền thuyết trên yêu nguyên, vạn cổ trường thanh thụ. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy không có ai có thể tìm được nó, nguyên lai hắn dĩ nhiên hóa hình, có thể tùy ý di động. Khuôn mặt Tiểu Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng. Từng tia lôi điện chi lực từ trên người phóng ra, rất nhanh giữa bầu trời liền hiện ra một phương lôi ngục, hắn đặt mình trong đó, lão khí hoành thu sao như ông cụ non cười lạnh nói. Thương, ngươi có thể nói là ta nhìn lớn lên, tuy rằng không biết ngươi làm sao trải qua mấy chục ngàn năm chưa chết, nhưng nhìn ra ngươi rất suy yếu. Muốn cướp đoạt bản thể của ta, còn thiếu rất nhiều. Thương gật gật đầu, cười nói. Hiện tại ta xác thực phi thường suy yếu. Vì lẽ đó ta hy vọng Tiểu Thanh ngươi có thể thành toàn ta. Ngươi từ lâu hóa hình thành người, có thể rời đi bản thể tồn tại. Cần gì phải không muốn xa rời thể xác đây? Huống hồ ở trong Thái Vi Hỗn Thiên Nghi của ta, mặc dù là thể xác của ngươi cũng có thể sống vui vẻ. Phí lời thật nhiều. Ánh sáng lôi điện bên người Tiểu Thanh càng tăng lên, lãnh đạm nói.
tiến vào trong thái vi hỗn thiên nghi của ngươi, liền hoàn toàn trở thành con rối cho ngươi. Tuy rằng hiện tại ta cùng bản thể liên quan không lớn, nhưng có bản thể, tu luyện của ta có thể tiến triển cực nhanh, bằng không toàn bộ yêu nguyên này đều sẽ khô héo, mà ta cũng mất đi chỗ an thân. Thương cười nói, cõi đời này không có vạn cổ trường thanh vĩnh viễn, mặc dù là ngươi, cũng chung quy chạy không thoát thọ suy chi mệnh. Không bằng đem bản thể hiến cho ta, mà ngươi cũng trở thành bộ hạ trung thành của ta, chúng ta cùng đi truy tìm vinh quang, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Thanh cười càng yêu dị nói, đi theo ngươi, ngươi nghĩ ngươi là cái gì, cửu thiên đỉnh cao vũ đế. Như vậy ta còn có thể suy tính, tu vi của ngươi bây giờ bất quá là lục hợp cảnh vũ tông mà thôi. Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn bốn tên đại yêu bên cạnh Thương nói. Còn có các ngươi, cũng chỉ là ỷ vào huyền binh lợi hại. Tu vi bản thân kém rối tinh rối mù, ở trước mặt ta, không có tư cách ngang ngược. Nói đến mấy chữ cuối cùng, âm thanh của hắn bắt đầu trở nên ác liệt, đưa tay phải ra, một chùm quang mang ở đầu ngón tay hội tụ, càng có hồ quang kinh người đùng đùng vang động, chỉ cần điểm một chút, toàn bộ không gian đều sẽ hóa thành lôi điện chi ngục. Tựa hồ bốn tên đại yêu cảm nhận được lôi ngục này cường đại, tất cả đều thay đổi sắc mặt, đồng thời lấy ra binh khí mà mình mang mấy chục ngàn năm, đem Thương bảo vệ ở chính giữa. Phú tiên sinh cũng bắt đầu biến hóa, thân thể nở lớn hơn hai lần, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nắm chặt vĩ quang kiếm, dự định bất cứ lúc nào động thủ. Ba người Mộc Không Lái Thanh Lang Chiến xa trốn đến rất xa, hiện tại tu vi bọn họ bị phong ấn, cũng không muốn tai vạ tới cá trong chậu. Thanh Lang Chiến xa phòng ngự tuyệt đối không thể bảo vệ bọn họ. Trong mắt Thương tràn đầy vẻ hoài niệm, theo ý cười nói. Tiểu Thanh, hà tất huyên náo cương như thế? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Những năm tháng kia, ta mỗi ngày đều ở bên người ngươi tu luyện, có tâm sự cũng sẽ nói với ngươi. Hơn nữa mấy chục ngàn năm đến nay, cũng chỉ có ngươi còn sống. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Nguyên bản là có thể làm bằng hữu, nhưng ngươi muốn bắt bản thể của ta, chính là kẻ địch rồi. Sắc mặt hắn chìm xuống, tựa hồ cả người cùng lôi điện dung hợp, chỉ tay không chút do dự hướng phía trước điểm xuống. Chi 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 chi, đầy trời đều là lôi điện đùng đùng lấp lóe, thật giống như tận thế, giáng lâm ở trên bầu trời đám người Thương, chậm rãi rơi xuống. Tiểu Thanh lạnh giọng nói. Thương, hiện tại ngươi thay đổi chủ ý, rời đi yêu nguyên. Ta có thể nể tình cảm năm đó, tha các ngươi một mạng. Thương thản nhiên cười nói. Đa tạ, ta vẫn là muốn thử một chút. Lúc này bóng người của Lê đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở bên cạnh người Mộc Không cùng Vũ Văn Cao, đánh ra mấy cái phù ấn, vỗ vào trên bả vai bọn họ, trầm giọng nói. Tạm thời mở ra cho các ngươi một canh giờ phong ấn, giúp chúng ta đánh đuổi người này, liền cho hai người các ngươi tự do. Mộc Không cùng Vũ Văn Cao đều là sắc mặt âm trầm bất định, hiện tại chính là cơ hội thoát thân tốt nhất, nhưng loại phong ấn này trời mới biết là chuyện gì xảy ra, nếu thật sự chỉ có thể mở ra một canh giờ, mà những người này bị vạn cổ trường thanh thụ giết chết. Vậy thì thật thảm. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Trên mặt Tiểu Thanh bắt đầu trở nên ác liệt, không còn vẻ lưu luyến, chỉ ngón trỏ mà xuống. Lôi ngục màu xanh trong nháy mắt trở nên cáu kỉnh, ầm ầm hạ xuống, thật giống như thiên đình thần lôi, ở trong đất trời tàn phá bừa bãi, đem đám người Thương toàn bộ đặt ở bên trong, không thể tránh khỏi. Sóng gợn đi nhanh, không gian chuyển đổi. Trên mặt Vũ tất cả đều là vẻ dữ tợn. Lực lượng tinh thần của hắn tuôn ra, chỉ bất quá đối tượng công kích cũng không phải lôi đình, mà là mấy người Thương. Ở dưới tinh thần lực của hắn, không gian bốn phía năm người Thương trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp từ tại chỗ truyền tống đến xa xa mấy trăm mét. Toàn bộ lôi điện chi ngục đánh vào trên người Vũ, hắn hét lớn một tiếng, da thịt trên người lần thứ hai nở lớn mấy phần, trên da hiện ra một tầng quang mang màu nhũ bạch, dĩ nhiên miễn cưỡng kháng trụ lôi đình. Tiểu Thanh hơi thay đổi sắc mặt, ngón tay nhẹ nhàng cuốn lên, một đạo tử thanh sắc ở trên đầu ngón tay lấp lóe, lần thứ hai dùng tới mấy phần khí lực, lôi ngục màu xanh trở nên đậm hơn mấy phần, tựa hồ muốn chuyển thành màu tím. Không chỉ là màu sắc biến hóa, tính chất lôi đình cũng mạnh hơn rất nhiều, thân thể Vũ rốt cục gánh không được, bắt đầu bị từng đạo lôi đình đánh đến máu thịt tung tóe, mỗi một đạo thanh lôi hạ xuống, đều sẽ ở trên người hắn mở một cái miệng máu, hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ở trong đó khổ sở chống đỡ. Vèo. Giữa bầu trời có mấy bóng người lấp lóe, bốn tên đại yêu trong nháy mắt ngang qua trời cao,
đem Tiểu Thanh vây lại, đồng thời xuất thủ công kích. Tuyên Hoa phủ của Phù chém xuống, cũng không còn loại ung dung như thời điểm đánh giết Dịch Khánh kia, mà là khuôn mặt lộ ra dữ tợn, hai tay vung vẩy, hét lớn một tiếng. Dực mở ra hai cánh, ở phía trước năm ngón tay, sinh ra một đoạn dao sắc nhỏ, hàn quang lập lòe xông lên, một tay chảo cổ họng, một tay hướng về trái tim đâm tới. Hai bàn tay của Mâu thì như bồ đoàn, giơ lên một cái cối xay thật cao, giống to đập tới. Bốn phía cối xay lập lòe ánh sáng màu xanh, ầm 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 lăn qua hư không, dĩ nhiên ép tới không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo. Cách xa nhất là Lê, nàng dĩ nhiên từ trên đai lưng gỡ xuống một trang sức hoa cổ, ở trong tay đột nhiên lớn lên, đình trệ trên không trung bất động, một chưởng vỗ xuống, tiếng trống rung trời. Bốn tên đại yêu, thực lực mỗi người đều không mạnh, nhưng binh khí trong tay là bọn họ ở mấy vạn năm trước cũng đã 100% luyện hóa, huyền khí cấp 9, coi như là vũ đế cũng không dám khinh thường. Tiểu Thanh cũng hơi thay đổi sắc mặt, hắn thu lại ngón tay, khóe miệng lộ ra một tia ý lạnh, không né không tránh. Trong nháy mắt hắn đem thân thể hóa thành ánh sáng lôi điện, ngoại trừ đầu lâu ra, mỗi một vị trí đều biến mất, toàn bộ do lôi điện chi lực tạo thành, công kích của bốn người trong nháy mắt mà tới, lại đột nhiên mất đi mục tiêu, nhảy vào trong thân thể do sấm sét biến hóa kia. Chỉ có thanh âm nổi trống vô hình của Lê, mới chấn động đến Tiểu Thanh, mắt hắn lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Không được, dĩ nhiên là thân hóa lôi đình. Ba người khác một chiêu thất bại. Lập tức phát hiện không đúng, muốn rút người ra, nhưng lôi điện kia dĩ nhiên sản sinh sức hấp dẫn cường đại, đem ba người bọn họ chậm rãi kéo vào trong đó, không có cách nào thoát thân. Nếu tới, liền hào hào hưởng thụ một chút đi. Đầu lâu của Tiểu Thanh ở trong lôi ngục lạnh lùng nói, biến ảo ra một bàn tay lớn, đem ba người toàn bộ bao lấy, lạnh giọng nói. Thiếu Âm Ất Mộc Huyền Thanh Lôi. Ánh sáng màu xanh lấp lóe. Bàn tay lớn có lôi điện đan sen ở trên không trung nắm chặt, lôi điện chi lực nhất thời nhảy vào trong cơ thể ba người, trực tiếp xuyên thủng thân thể bọn họ, lôi điện bắn phá, làm ba người kêu thảm thiết không ngớt. Xa xa vẻ mặt của Thương cũng thay đổi, cả kinh nói. Người dĩ nhiên luyện thành thân hóa lôi đình. Lê thay đổi sắc mặt, khí tức ba người kia bị lôi điện che lấp hoàn toàn, nếu không phải vẫn còn kêu thảm thiết, liền không biết sinh tử. Khí tức trên người nàng tăng vọt. Điên cuồng đánh trên chống trận, từng âm thanh kinh thiên động địa ở trên trời cao vang vọng, hóa thành lực công kích ác liệt, nhảy vào trong lôi điện chi ngục khuếch tán ra. Sắc mặt Tiểu Thanh lãnh đạm nói. Vô dụng, ta thân hóa lôi đình, cho dù các ngươi là huyền khí cấp 9, cũng không làm gì được mảy may. Trừ khi là cửu thiên đế khí, mới có thể cùng ta chống lại. Nếu mạo phạm ta, liền làm tốt chuẩn bị vẫn lạc đi. Phù, Dực, Mâu trước đây thân là đại yêu. Nhưng ở dưới loại lôi đình này, cũng bị điện giật đến thân thể từ từ tan vỡ. Đột nhiên không trung có một cái huyền khí nổi lên, hướng về trong lôi điện chi ngục rơi đi, huyền khí này hình tròn, không ngừng xoay tròn, bốn phía hiện ra từng vòng lực lượng, còn có điểm điểm tinh quang không ngừng lấp lóe, khí tức lan tràn ra, dĩ nhiên như màn trời hạ xuống, biến ảo ra vũ trụ hằng hà, khiến người như có cảm giác đặt mình trong cửu trọng thiên. Theo ngân hà kia trải rộng ra, mạn thiên tinh thần ở trong đó lấp lóe, lôi điện chi ngục dĩ nhiên ở dưới lực lượng của chu thiên tinh đấu, từng chút tiêu tan, cấp tốc hướng về trên thân thể Tiểu Thanh hội tụ đi. Tiểu Thanh thân hóa lôi điện biến mất, cả người nổi lên, hai con người đột nhiên co rút, trợn mắt lên, thất thanh nói. Thái vi hỗn thiên nghi, ngươi không phải nói đã chết rồi sao? Ở trong chu thiên tinh đấu, vũ trụ hằng hà, hiện ra bóng người của Thương, đau lòng thở dài nói. Linh tính xác thực sắp dập tắt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng a. Tiểu Thanh, có thể cứu hắn cũng chỉ có ngươi, theo ta đi. Sắc mặt Tiểu Thanh cực kỳ khó coi, hai người ở trong trời cao đối lập, một bên là vũ trụ sông Hằng, một bên là lôi đình ngục hải, đem bầu trời chiếu thành hai loại màu sắc tuyệt nhiên không giống. Đi theo ngươi, chuyện cười, ta chính là thiên địa đồng sinh vạn cổ chi thân, chỉ cần không ngừng đi tiếp. Cuối cùng cũng có một ngày có thể lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc, bước vào thập phương thần cảnh, mà ngươi thì sao? Tiểu Thanh khinh bỉ cười nhạo nói. Bất quá là ngàn tỷ năm đến, một thành viên trong vô số cường giả nhiều như sao trời mà thôi, sớm muộn cũng sẽ dập tắt. Ngươi có tư cách gì để ta đi theo ngươi? Thương hơi giơ mi mắt lên, ánh mắt nhìn chăm chú nói. Bởi vì ta so với ngươi trước tiên bước vào thập phương cảnh giới.
Cả người Tiểu Thanh chấn động, ở dưới ánh mắt dường như ngôi sao của Thương, hắn dĩ nhiên có loại cảm giác tin tưởng, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, cười lạnh nói. Câu nói này, ngàn tỷ năm qua vô số cường giả đã nói vô số lần. Hắn xem thường hừ nói. Ngươi đã có thể sử dụng thái vi hỗn thiên nghi, ta muốn giết những lâu la này sẽ có chút phiền phức, chuyện hôm nay liền coi như thôi, chính ngươi tự lo lấy đi. Hắn thu hồi lôi ngục, cả người hóa thành một đạo lôi điện, liền muốn phá không mà đi. Thương lạnh nhạt nói. Hiện tại ta vận dụng thái vi hỗn thiên nghi một lần liền tiêu hao một lần, nếu ta xuất thủ rồi, nhất định phải giữ ngươi lại, bằng không lần sau cơ hội sẽ càng xa vời. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng hướng về những phù hiệu yêu tộc quái lạ trên thái vi hỗn thiên nghi điểm đi, từng cái văn tự màu vàng từ trong phù hiệu kia tràn ra, không ngừng hiện lên trên không trung, từng cái huyễn diệt. Nếu như Lý Vân Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Những khoa đầu văn màu vàng kia, cùng đại giới thần quyết, đại diễn thần quyết của hắn, cộng với bản thân ở bên trong Tu Di Sơn nhìn thấy không khác nhau chút nào, chỉ bất quá còn có lượng lớn ký tự lạ ở trong đó, chưa từng gặp mà thôi. Tử vi thuật, đấu chuyển tinh di. Thương nhẹ nhàng thì thầm, một cái ngân hà ở trong hai tay hắn kéo dài ra, phô thiên cái địa che đậy toàn bộ bầu trời yêu nguyên, trước kia bầu trời vẫn là ban ngày, lập tức đã biến thành buổi tối, ngân hà lưu chuyển, ánh sao đầy trời. Ánh sáng lôi điện của Tiểu Thanh dĩ nhiên bị trở ngại, ở dưới chu thiên tinh đấu không cách nào phá vòng vây mà đi, bóng người hắn hiển hóa ra, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nơi này là kết giới do thái vi hỗn thiên nghi diễn sinh, dưới chu thiên tinh đấu, coi như là cửu thiên đế khí cũng khó có thể phá tan, ngươi còn muốn trốn sao? Thương nhàn nhạt nhìn Tiểu Thanh, chỉ bất quá ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trên mặt Tiểu Thanh hiện ra vẻ giận dữ nói. Hừ, nếu ngươi có tu vi cửu thiên đỉnh cao, đem chu thiên tinh thần này diễn biến đến mức tận cùng, coi như là thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá tan. Thế nhưng hiện tại, ngươi trước xem tu vi của mình một chút rồi hãy nói. Tiểu Thanh gầm lên một tiếng, thân thể hóa ra một đạo lôi ngục, không ngừng bành trướng ra, cao giọng quát lên. Huống hồ ta có thể cảm nhận được hỗn thiên nghi này đã là cung dương hết đà, ngươi đã một lòng tìm chết. Ta liền để ngươi cùng yêu tộc chí bảo này đồng thời chôn thây ở trên yêu nguyên. Hắn giơ tay lên thật cao, hét lớn một tiếng nói. Thiên chi quy tắc, lôi. Ầm ầm ầm. Ở trong trời đêm, vang lên một tiếng sấm rền, sát theo đó một vệt sáng phá tan đêm tối, rơi vào trên người Tiểu Thanh, đem thân thể lôi điện của hắn soi sáng cực kỳ yêu dị, dần dần hiện ra trong đêm tối. Lúc này, ở trong địa huyệt nào đó trên yêu nguyên, hai tên nam tử áo bào đen đang cất bước đột nhiên dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đây là, lực lượng quy tắc. Hừm, thật giống như là thiên chi quy tắc, thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Khí tức trên người thật yêu dị, hoàn toàn cảm thụ không ra cảnh giới gì, nhưng dĩ nhiên có thể ngưng tụ quy tắc, tất nhiên là cửu thiên vũ đế rồi. Vũ đế sao, nhưng vì sao chỉ có lực lượng quy tắc, mà không cảm giác được nửa phần đế khí gợn sóng? Ân, có chút kỳ quái. Thiên hạ này nhân sĩ quá nhiều, huyền khí trong tay tiểu tử yêu tộc kia là cái gì? Ngươi có thể nhận ra không? Trời mới biết là đồ vật gì, ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia rung động, hẳn là tồn tại cực phẩm trong cấp 9A. Cấp 9 sao, có khả năng là siêu phẩm huyền khí hay không? Thiết, ngươi coi siêu phẩm huyền khí là cải trắng sao? Thiên hạ ngoại trừ cửu thiên đỉnh, liền không nghe qua có kiện siêu phẩm huyền khí thứ hai. Năm đó kiếm trảm tinh thần của Cổ Phi Dương, được xưng siêu phẩm, kỳ thực cũng chỉ là cấp 9 cực phẩm mà thôi. Huyền khí trong tay tiểu tử yêu tộc kia, hẳn là cùng kiếm trảm tinh thần đồng cấp. Thế nhưng, chỉ là ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Mặc kệ nó, không cần nghĩ loạn, chính sự quan trọng hơn. Yêu tộc sừng sững ở thiên vũ giới so với nhân loại tồn tại thời gian còn dài hơn, có vài món chí bảo cũng là chuyện đương nhiên. Tinh nguyệt ảo cảnh không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đi thôi, thử vương hệ hỏa kia tựa hồ nhận ra được chúng ta. Cũng không thấy dưới chân hai người di động, nhưng cả người liền dần dần qua lại trong huyệt động. Bầu trời yêu nguyên, sắc mặt của Thương cũng cực kỳ nghiêm nghị, tuy rằng có thái vi hỗn thiên nghi, hắn tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng muốn thu phục Tiểu Thanh, sợ là hỗn thiên nghi sẽ hao tổn cực kỳ to lớn, thậm chí là hắn khó có thể chịu đựng. Làm sao? Muốn thu phục ta, lại không dám động thủ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng miệng lưỡi thu phục ta?
Trong tay Tiểu Thanh biến ảo ra một đạo thanh lôi, hình thành một thanh lôi kiếm, nắm ở trong tay, Lâm Không ngạo nhiên mà đứng. Cũng được, bắt ngươi, sau đó tìm tới bản thể, hết thảy hao tổn đều đáng giá. Ánh mắt của Thương chìm xuống, rốt cục hạ quyết tâm, Mạn Thiên tinh thần ở dưới quyết tâm của hắn, tựa hồ cũng hứng chịu ảnh hưởng, từng viên trở nên sáng ngời, bầu trời đêm tựa hồ cũng càng thêm đen kịt, lôi điện chi ngục phảng phất chịu đến áp chế, dần dần ảm đạm xuống. Thái Vi Hỗn Thiên Nghi chính là báu vật tương truyền từ xưa tới nay của yêu tộc, như thần vật bị thờ phụng, có người nói bên trong ẩn chứa bí mật thập phương thành thần, phẩm chất thậm chí còn ở trên cửu thiên đỉnh của nhân loại, nhưng chỉ có một ít yêu tộc cực kỳ cổ lão mới biết. Sắc mặt Tiểu Thanh rốt cục thay đổi, hắn tự nhiên cũng biết uy lực của huyền khí này, chỉ là không biết hiện tại Thương có thể đem uy lực của Hỗn Thiên Nghi phát huy tới trình độ nào, dù cho chỉ có thể phát huy 1/10 sức mạnh, hắn cũng không có phần thắng. Bất quá may là Thương chỉ có thực lực vũ tông, khí tức của Hỗn Thiên Nghi yếu ớt, hắn hẳn là có cơ hội phá vòng vây. Trước tiên có thể bắt ta rồi hãy nói, điện trảm. Trường kiếm trong tay Tiểu Thanh quát tháo mà xuống, ở trong trời cao càng tụ càng lớn, lôi đình ngục hải cũng diễn sinh ra, lôi điện chi lực màu xanh đem toàn bộ đêm tối cắt vỡ thành hai mảnh, chém về phía Thương. Từ tuyên cổ tới nay, tinh thần vĩnh hằng bất diệt, từ trong vạn cổ Thương khung rớt xuống đi. Trong đôi mắt Thương lập lòe một mảnh ngân huy, ngưỡng vọng ngôi sao, chỉ tay hướng lôi điện phía trước điểm tới, khẽ nói. Tinh toái. Giữa bầu trời, từng viên ngôi sao run rẩy, hóa thành vạn ngàn lưu tinh lao xuống, quét ngang trời cao, rơi vào trong lôi ngục nổ tung. Lực lượng loại sao băng kia, hủy thiên diệt địa, lôi chảm của Tiểu Thanh ở dưới lưu tinh tan vỡ ra, bầu trời đêm bị chém nứt lần thứ hai tụ hợp. Băng phong vạn lý ngọc tiêu lôi, phá ra cho ta. Tiểu Thanh biến sắc, hai tay bắt quyết, lôi đình quanh thân táo bạo, dần dần biến thành vẻ tử sắc, ra sức chống cự lực lượng sao băng ở bên ngoài, từng đạo tử lôi trước người hắn bắt đầu ngưng tụ, trong tròng mắt một mảnh lôi đình lấp lóe, càng ngày càng lạnh lẽo. Ánh mắt Thương ngưng lại, nhìn lôi điện màu tím bên trong lôi ngục, lộ ra vẻ khó tin, trầm giọng nói. Tiểu Thanh, ngươi lại muốn ngưng luyện tử lôi, muốn đạo tiêu bỏ mình sao? Hai mắt Tiểu Thanh băng hàn. Lạnh lùng nói, ta vốn dĩ là ất mộc khí trong thiên địa biến thành, mặc dù là tử lôi, cũng chỉ là một tia diễn biến của ta mà thôi. Mà ngươi, tu vi bỏ đi cùng Hỗn Thiên Nghi kia, có thể gánh vác được Thái Hư Ngọc Thanh Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế Thần Lôi của ta sao? Ta là rất chờ mong đây này Thương. Trong ngũ hành, lôi đình vốn là trúc mộc, thái ất mộc khí chính là vạn mộc chi nguyên, có thể diễn biến lôi đình. Thái Hư Ngọc Thanh Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế Thần Lôi. Hàng thế cho ta. Tử lôi trước người Tiểu Thanh đột nhiên tản ra, trên bầu trời ngưng tụ ra một đoàn màu tím, điên cuồng hấp thu lực lượng bốn phía, đem đêm tối xua tan. Bên trong màu tím này, một đạo lôi điện thô to lấp lóe, đột nhiên rơi rụng xuống, chỗ đi qua toàn bộ rơi vào hư vô, kết giới của Hỗn Thiên Nghi đột nhiên vỡ tan, vạn cổ tinh không từng tấc phá nát ra, trên Hỗn Thiên Nghi phát sinh run rẩy kịch liệt, văn tự màu vàng thoáng hiện càng nhanh hơn. Sắc mặt Thương một mảnh xám trắng, trong tròng mắt lạnh lẽo, sát khí như là thật. Tử Thanh thần lôi hạ xuống kia, cũng không phải là Thái Hư Ngọc Thanh Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế thần lôi thuần túy, nếu không thì coi như là thần cảnh cường giả cũng không ngăn được. Hẳn là tu vi của Tiểu Thanh có hạn, chỉ có thể làm tới trình độ này, nhưng dù vậy, cũng ẩn chứa một tia uy lực chân chính của Thái Hư Ngọc Thanh Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế thần lôi, kia là diệt thế oai a. Giờ khắc này trên yêu nguyên, tất cả thế lực tất cả võ giả, tất cả yêu thú, đều kinh hãi nhìn trời cao xa xa, thế giới như tới hồi tận thế. Mặc dù là Tiểu Thanh, giờ khắc này bóng người cũng càng ngày càng nhạt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, một kích lôi đỉnh kia, đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của hắn. Thương trong nháy mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, hai tay nhanh chóng bấm quyết, từng đạo văn tự màu vàng như điêu luyện, ở quanh người hắn xoay tròn, mỗi một chữ hiện lên, cũng làm cho khí thế trên người hắn yếu đi một phần. Hỗn Thiên Nghi ở dưới sự thao túng của hắn, dần dần vững vàng, mặt trên vẫn là tinh huy lấp lóe, ngân hà lưu chuyển. Mạn Thiên tinh thần vào đúng lúc này diễn biến, như hỗn độn mở ra, thiên địa sơ sinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vũ đạo diễn biến, con người Tiểu Thanh đột nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn lực lượng của đất trời lưu chuyển, thật giống như không gian vô tận, năm tháng vô tận vào đúng lúc này thu hết vào đáy mắt.
lực lượng thần lôi của mình có thể phá diệt vạn thế, nhưng chung quy là sức mạnh quy tắc của thiên địa. Mà giờ khắc này hỗn thiên nghi hiện ra, là thôi diễn võ đạo, hướng về cực hạn diễn biến đi. Xa xa bên trong đại yêu, đột nhiên tâm thần Lê hơi động, cả kinh nói. Mâu, người đang làm gì? Sắc mặt Mâu lãnh đạm, hướng về phía trước nhảy ra một bước, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, liền xuất hiện ở dưới chu thiên tinh đấu. Thương biến sắc, kinh nộ hỏi. Mâu, người đang làm gì? Mâu lạnh nhạt nói. Thương đại nhân, lấy thực lực trước mắt của ngươi cùng trạng thái của hỗn thiên nghi, là không cách nào diễn hóa ra vũ đạo cực hạn. Diệt thế thần lôi kia, ngươi không đón được. Khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên, trên bàn tay hiện ra một cái cối xay, phát sinh kim quang lấp lóe. Tựa hồ thương rõ ràng hắn muốn làm gì, cả giận nói. Mâu, lập tức cút ra ngoài. Mâu không chút phật lòng, mà là xoay người hướng Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi vượt qua thời không mà đến, yêu thương liếc mắt nhìn cối xay màu vàng trong tay, thở dài nói. Thương đại nhân, chư vị, ta đi trước một bước. Nguyện sau khi chết ta hóa thành một ngôi sao trong vũ trụ, bảo vệ yêu tộc ta vạn vạn thế. Không muốn a, Mâu. Lê Bì thống lớn tiếng hô, trên gương mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Mấy người còn lại cũng nhẫn đến cả người run rẩy, Vũ thì một mặt âm trầm, trong cơn mông lung không thấy rõ dáng dấp của hắn. Tinh thiết kim sát. Mâu đem nguyên khí toàn thân vận chuyển tới đỉnh cao, nhưng mà chỉ có bát tinh vũ tông, mấy chục ngàn năm đến nay sức mạnh trôi qua, để hắn đã từng đạp ở đại lục đỉnh cao, cũng biến thành suy yếu như vậy. Nhưng cối xay này là huyền khí cấp 9 hàng thật đúng giá, từ lâu cùng hắn tâm thần nhất thể, trong nháy mắt đem lực lượng huyền khí phát huy đến cực hạn, như một viên hằng tinh ở trong hư không muốn nổ tung lên, kim quang kia như đóa hoa trong nháy mắt tỏa ra, ở trong đêm tối soi sáng trời cao. Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi lao qua, trực tiếp đánh vào trên cối xay, không cần phải suy nghĩ nhiều cùng chống lại, thân thể Mâu cùng cối xay tinh thiết kim sát, trong nháy mắt tan thành cho bụi. Mặc dù là huyền khí cấp 9, ở dưới diệt thế thần lôi cũng không đỡ nổi một đòn. Ở trong ánh chấp tử thanh đan sen, tựa hồ có một tia linh hồn nhàn nhạt phiêu giật, chậm rãi bay lên, trôi về trong bầu trời đêm vô tận, ở trong chư thiên tinh thần dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một viên hằng tinh to lớn, dị thường sáng sủa. Hai gò má Lê nước mắt đình trệ chảy xuống, trong tròng mắt nước mắt óng ánh, đôi môi cắn ra máu tươi. Sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi. Diệt thế thần lôi bị Mâu liều mình chặn lại, màu sắc trong nháy mắt thay đổi, tử lôi khí hầu như biến mất không còn, hóa thành lôi điện màu xanh nhạt, uy lực giảm lớn. Vũ đạo thôi diễn, đạo hóa vạn vật. Hai mắt Thương lạnh lẽo thấu xương, từng vòng sức mạnh từ trong hỗn thiên nghi thôi diễn ra, lôi đình như chịu đến trở ngại to lớn, phảng phất có loại lực lượng vô hình nào chống lại nó, ánh chớp ở ngoài không gian không ngừng phá nát. Sắc mặt Tiểu Thanh khó coi đến cực điểm. Quyết ấn trong tay thay đổi, cả giận nói. Đừng tưởng rằng vũ đạo thôi diễn trình độ như thế, là có thể ngăn trở sức mạnh của ta. Lôi đình hóa long, mở cho ta. Tựa hồ là sức mạnh đạt đến một cân bằng, sau đó vỡ tan ra, lôi đình màu xanh ở dưới quyết ấn của Tiểu Thanh dẫn dắt, đột nhiên nổ tung, ở dưới bầu trời sao biến ảo ra vô số đạo lôi long, hướng về bốn phương tám hướng ngang trời qua lại, muốn nổ ra vùng thế giới này. Thương rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên hắn giơ tay lên, một cái phù hiệu quái lạ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng về hỗn thiên nghi vỗ tới. Mạn thiên tinh thần vào đúng lúc này ánh sao đại thịnh, lực lượng tinh huy soi sáng mà xuống, đem vô số lôi long gắt gao áp chế, dù điên cuồng giãy giụa làm sao, cũng không cách nào chạy trốn ra phạm vi hắc ám. Ánh sáng trên người Tiểu Thanh càng ngày càng nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất, hắn giận dữ hét. Lôi long bạo cho ta. Vô số đạo lôi đình hóa long trong nháy mắt từng cái ánh sáng tăng mạnh, ở dưới tinh huy nổ tung lên, dập tắt toàn bộ ánh sao đầy trời, bầu trời không còn bất kỳ ánh sáng, một hắc động lớn hình thành ở trên không trung, điên cuồng nuốt chửng tất cả. Hắc động kia không chỉ xuất hiện ở trên bầu trời yêu nguyên, hầu như vượt qua mấy giới, khủng bố khuếch tán. Tiểu Thanh, người còn có lá bài tẩy gì không? Nếu không có... liền ngoan ngoãn tiến vào hỗn thiên nghi của ta đi. Hiện tại ta không chỉ muốn thu bản thể của ngươi, còn muốn luyện hóa ngươi về thái ất mộc khí. Âm thanh của Thương đột nhiên vang lên ở trong đêm tối, không có chút tình cảm nào, băng lãnh như đá. Cả người Tiểu Thanh chấn động,
Trên người hắn bây giờ ánh sáng đen tối chập chờn, không nhấc lên được chút sức mạnh nào. Chỉ cảm thấy quanh thân bị một nguồn sức mạnh ràng buộc, cả người bắt đầu hướng về bầu trời bay đi, nơi mục đích dần dần trở nên sáng ngời, chính là Hỗn Thiên Nghi, phát sinh ánh sáng vi lượng, mà Thương thì một mặt lạnh lẽo đứng ở bên cạnh. Ánh sáng trên Hỗn Thiên Nghi kia cũng vô cùng yếu ớt, nhìn ra được đã đến cung dương hết đà. Nhưng dù vậy, Tiểu Thanh cũng không có biện pháp nào, chính hắn cũng tiêu hao hết khí lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Xa xa Mộc Không, Vũ Văn Cao cùng Đường Kiếp từng cái trợn mắt há hốc mồm, triệt để hóa đá. Vừa nãy trận chiến đấu kia, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết cùng nhận thức của bọn hắn, chỉ cảm thấy mình thật giống như là một chiếc thuyền con trong biển rộng, ở dưới những sức mạnh tuyệt cường kia nước chảy bèo trôi, tùy thời đều có thể lật úp. Theo Tiểu Thanh dần dần bị bắt đi, các loại sức mạnh giữa bầu trời cũng từ từ tản ra, một hồi chiến đấu khủng bố cuối cùng kết thúc. Sắc mặt Thương tái nhợt lợi hại, ánh mắt băng hàn như nước. Mà Tiểu Thanh là một mặt tuyệt vọng, ảm đạm phai mờ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên không gian rung động, trái tim tất cả mọi người nhảy vụt, tựa hồ lại tới nhân vật lợi hại nào rồi. Chỉ thấy trời cao như gợn sóng khuếch tán, một chiếc u minh chiến hạm chậm rãi lao ra, người trên chiến hạm đều là một mặt ngạc nhiên, hơn nữa lấy nữ tử chiếm đa số. Đây là Thiên Nhất Thương Hội. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, u minh chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội lóe sáng lên sàn. Lý Vân Tiêu trước tiên liền nhìn thấy Thương cùng Tiểu Thanh, giờ khắc này ánh sáng trên người Tiểu Thanh cực kỳ u ám, hơn nữa nổi bại không ngớt, Thương thì khuôn mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn chiến hạm của bọn họ. Không được, Tiểu Thanh sắp chết, khí tức suy nhược. Âm thanh Tiểu Côn truyền đến, vô cùng hấp tấp nói. Nhanh cứu hắn. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn thấy Thương, liền nhận ra hắn là nam tử ngày đó ở giữa yêu tộc tế tự đại trận, tuy rằng lúc đó không thấy rõ dáng vẻ, nhưng vừa nhìn cũng đã xác nhận. Hơn nữa rất nhanh phát hiện Vũ cùng mấy tên đại yêu khác, còn có bọn người Mộc Không, lúc này không thể nghi ngờ. Thanh La đại nhân, những người kia là người của Khô Lâu Dòng binh đoàn cùng yêu tộc. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, liền trực tiếp từ trên chiến hạm phóng lên trời, hướng Tiểu Thanh lao đi. Mấy người Thanh La cũng phát hiện Đường Kiếp tồn tại, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Mộc Không cùng Vũ Văn Cao nhìn thấy Lý Vân Tiêu, thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Thanh suy yếu liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói. Đúng là ngươi, Tiểu Côn. Ánh mắt Thương chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên Hỗn Thiên Nghi bắn ra, một đạo lực lượng tinh huy xẹt qua không gian, bắn rơi xuống. Ở trong mắt hắn, loại tu vi như Lý Vân Tiêu này còn không bằng hắn, trong nháy mắt liền có thể thuấn sát. Xa xa trong lòng Vũ chấn động mạnh, ngơ ngác giống to. Thương đại nhân, hắn chính là người kia. Thương hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình của Lý Vân Tiêu ở trên không trung uốn một cái, lấy một loại tư thế quái dị tránh khỏi một kích tất sát của hắn. Sát theo đó trong mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên kim quang, giới thần bi đột nhiên bay ra, hai đạo lực lượng vực giới khuếch tán ra, đem một phương bầu trời đè ép. Đối phương là yêu tộc trong tế tự đại trận, hơn nữa kết cục của Phi Xương Tông cùng Mạn Đa Thương Hội, hắn không dám có chút bất cẩn. Vừa xuất thủ chính là các loại lá bài tẩy. Ánh mắt của Thương rơi vào trên giới thần bi, lại cảm nhận được lực lượng vực giới khóa chặt không gian, nhất thời con ngươi đột nhiên áp xúc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vũ cùng hắn báo cáo qua tình huống của thiếu niên này, không chỉ có thực lực siêu tuyệt, hơn nữa nắm giữ huyền khí không thấp hơn Hỗn Thiên Nghi, vừa nãy Vũ hô to một tiếng hắn còn không phản ứng lại, hiện tại cảm nhận được lực lượng vực giới, lúc này mới sáng tỏ. Mà hấp lực của Hỗn Thiên Nghi cũng bị lực lượng vực giới đánh gãy, Tiểu Thanh đình trệ ở trên không trung. Trong lòng Thương sốt sắng, tiêu hao đánh đổi lớn như vậy, nếu như không thể bắt được Tiểu Thanh, liền dã tràng xe cát. Hắn cả giận nói, tiểu tử, cút ngay cho ta. Hắn vỗ một trường ở trên Hỗn Thiên Nghi, ở phía sau hắn hiện ra một mảnh ngôi sao, nhưng phạm vi quá có hạn, hướng về trên người Lý Vân Tiêu oanh tới. Lý Vân Tiêu cũng giật nảy cả mình. Huyền khí có thể sản sinh loại thiên địa dị tượng này tuyệt đối không phải phàm vật. Hắn nắm lấy giới thần bi, vận chuyển thần lực, dường như ném đĩa đập tới Hỗn Thiên Nghi. Hắn vốn là thuật luyện sư, chỉ thích nghiên cứu cùng luyện chế huyền khí, đối với bản thân huyền khí là không hề quý trọng gì, dù cho là siêu phẩm huyền khí giới thần bi, cũng ném như bóng. Trên giới thần bi ánh vàng rừng rực, các loại phù hiệu từng cái thoáng hiện, ở trên không trung vẽ ra một đường thẳng màu vàng,
hướng về tinh không dị tượng va chạm đi. Thương thay đổi sắc mặt, giờ khắc này hắn đã tiếp cận trạng thái đèn cạn dầu, miễn cưỡng sử dụng tới hỗn thiên nghi, nơi nào chống đỡ được hai đạo lực lượng vực giới của giới thần bi xung kích, dị tượng tinh không vào đúng lúc này tán loạn ra. Hơn nữa mục tiêu của giới thần bi chính là hỗn thiên nghi, trực tiếp đâm đến. Hai cái siêu phẩm huyền khí đánh vào nhau, bắn ra ánh sáng quỷ dị, từng vòng ở bốn phía khuếch tán, hai huyền khí thì lại giống như dính lại, không ngừng chèn ép đối phương. Hỗn thiên nghi đã là đèn cạn dầu, mà giới thần bi có thể phát huy uy lực lại phi thường có hạn, dĩ nhiên hình thành cân bằng vi diệu, rằng co không dứt. Ở bốn phía hai huyền khí bắt đầu hiện ra từng tia loạn lưu hướng ra ngoài lan tràn, hơn nữa từng cái văn tự màu vàng ở trên người chúng không ngừng dâng lên, thoáng hiện ở trong hắc khí, vô cùng chói mắt, cuối cùng huyễn diệt. Con người của Thương đột nhiên áp xúc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào văn tự màu vàng trên giới thần bi không chớp một cái, trong con người tất cả đều là kích động cùng hưng phấn, thân thể khẽ run rẩy, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm nghị, văn tự trên hỗn thiên nghi kia phần lớn hắn cũng chưa gặp, nguyên bản cũng không để ý, nhưng nhìn thấy Thương hưng phấn khó có thể ức chế, cũng bắt đầu lưu tâm nhớ lại. Ầm ầm ầm, bầu trời ở dưới hai huyền khí đè ép, phát sinh tiếng vang vọng nặng nề, bị bức chấn động phá nát. Đột nhiên, trên hỗn thiên nghi phát sinh một tiếng vỡ ra, trên trục chính dĩ nhiên mở ra một lỗ hổng. Tuy rằng thanh âm vỡ ra kia cực kỳ nhỏ, nhưng lại như kinh lôi ở trong đầu Thương vang vọng, hai mắt khiếp sợ, miệng trương đủ để nhét vào một cái chân, dáng vẻ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Chi? Trong nháy mắt hắn liền phục hồi tinh thần lại, rõ ràng sự tình nguy rồi. Chỉ là hỗn thiên nghi này truyền thừa vô số năm tháng, xưa nay chưa từng nghe nói tình huống bị hư hỏng xuất hiện. Mặc dù sinh cơ sắp tan hết, cũng nhiều lắm không chống đỡ nổi bị chấn động trở về mà thôi, không nghĩ tới lại bị huyền khí của đối phương đánh nứt. Kia là thánh vật yêu tộc từ xưa tương truyền A, dĩ nhiên sẽ hủy hoại. Lần này để hắn cả kinh đến rét run, cũng không kịp nhớ chào Tiểu Thanh. Vội vàng bấm quyết, thu lại hỗn thiên nghi. Sau khi giới thần bi chấn vỡ trục chính của hỗn thiên nghi, cũng tiêu hao hết sức lợi hại, ánh sáng mất hết, rất xa bay trở về, bắn vào trong mi tâm Lý Vân Tiêu, trôi nổi ở trên đan điền tựa hồ hôn mê. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng dị thường trắng xám, vừa nãy dưới một đòn, hắn vận chuyển thần lực toàn bộ hao không còn một mống. Nhưng tình huống của Thương càng thảm, hồn thiên nghi cùng hắn tâm thần liên kết. Trục chính hư hao không chỉ để một tia sinh cơ cuối cùng của hỗn thiên nghi tiêu hao hết, hơn nữa cũng để hắn chịu đến thương tích rất lớn, thân thể ở trên không trung đung đưa bất định, tựa hồ tùy thời rớt xuống. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy lực lượng ràng buộc toàn thân đột nhiên tiêu tan, trong nháy mắt khôi phục tự do. Hắn vui mừng khôn xiết, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, thân hóa lôi điện, liền muốn biến mất ở trên bầu trời. Vài tên đại yêu vừa giận vừa sợ. Đồng thời phóng lên trời, trùng giết tới. Nhưng ngoại trừ Lê Gia, ba người còn lại đều là vết thương đầy giấy, đặc biệt là Vũ, càng là toàn thân máu thịt be bét, còn cắn răng một chiêu kiếm chém tới. Người trên U Minh chiến hạm đều là một mặt hừ lạnh, mấy người này ngoại trừ Vũ là Vũ Hoàng gia, ba cái khác tất cả đều là Vũ Tông, bọn họ nơi nào sẽ để ở trong mắt, đồng thời lộ ra vẻ miệt thị, lớn mật xuất thủ. Nhưng vừa tiếp xúc, chiến công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vài tên vũ hoàng của thiên nhất các trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trong lòng Thanh La chấn động, ngơ ngác xông ra ngoài, lực lượng lĩnh vực lan ra, muốn nhốt lại ba người kia, nhưng kinh hãi phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là một luồng tử khí bao phủ lại đây. Lúc này bên trong chiến hạm vẫn như có như không ẩn giấu vài đạo khí tức cường đại, cũng đồng thời nổi lên, tổng cộng ba đạo ánh sáng, cũng hướng về mấy người vũ phóng đi. Lý Vân Tiêu biến sắc, ngơ ngác nhìn huyền khí trong tay mấy tên đại yêu kia, kia là lực lượng cấp 900%, hàng thật đúng giá A. Hắn lập tức phản ứng lại, Thanh La kể cả ba tên vũ tôn xuất thủ, tuyệt đối không ngăn được những đại yêu này, tuy rằng bọn họ từng cái thương thế nghiêm trọng, nhưng huyền khí trong tay tỏa ra khí tức chấn động hồn phách người. Hắn hướng Mộc Không cùng Vũ Văn Cao ở xa xa hô to một câu nói. Còn không mau xuất thủ. Mộc Không do dự một chút. Liền dứt khoát đạp không mà lên, hướng những yêu tộc kia xuất thủ. Nhưng ánh mắt của Vũ Văn Cao ngưng lại, còn đang đung đưa bất định. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, lạnh giọng nói. Người đời này còn muốn làm nữ nhân hay không? Cả người Vũ Văn Cao chấn động,
tựa hồ khuất phục, nhắm mắt hướng đám đại yêu phóng đi. Ở trong mắt hắn, biến thành nữ nhân chân chính so với cái gì đều trọng yếu. Vũ đầy mặt giận dữ, hét lớn. Các ngươi đối phó những lâu la kia, ta đi cứu thương đại nhân. Phù cũng máu me be bét khắp người, khuôn mặt đã thấy không rõ lắm, giơ cao chiến phủ, quát lên. Toàn bộ các ngươi đều qua, những phế vật này toàn bộ giao cho ta. Tuyên Hoa phủ. Hắn hét lớn một tiếng, chiến phủ hoành thân đảo qua, ánh sáng ngang qua trời cao, đem bốn người của Thiên Nhất Thương hội toàn bộ bọc lại, muốn một đòn giết chết. Mọi người cẩn thận. Một tên vũ tôn cường giả của Thiên Nhất Thương hội trong mắt bắn mạnh ra hàn mang, một cây cờ nhỏ màu xanh lục trong tay giơ lên thật cao, trong nháy mắt bốn phía hóa ra bốn cây đại kỳ, đón gió phấp phới, đem Thanh La cùng bốn người bọn họ phòng ngự ở trong đó. Tuyên Hoa phủ chém ở trên đại kỳ, ầm một tiếng vang thật lớn, bốn cây đại kỳ hóa ra kết giới nứt vỡ, cờ nhỏ màu xanh lục trong tay vũ tôn kia cũng ầm một thoáng liền bẻ gãy. Cấp 9 huyền khí oai, thế không thể đỡ. Nếu không phải tiểu thanh tu luyện thân hóa lôi đình, sợ là trận chiến này không cần thương xuất thủ, ở dưới vài tên đại yêu oanh kích cũng đã ngỏm rồi. Tuy rằng phù có thể phát huy ra 100% uy lực của Tuyên Hoa phủ, nhưng hao tổn cũng rất lớn, vừa nãy dưới một búa, liền đem nguyên khí toàn thân hắn hấp thụ hết sạch, cả người hoàn toàn không có màu máu, hầu như không đứng thẳng được. Sắc mặt bốn người Thanh La cũng trắng bệch, vừa nãy uy lực chiến kỳ kia mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ vạn phần rõ ràng, thậm chí ngay cả một đòn của đối phương cũng không ngăn nổi, nhất thời cả người rét run, chiến ý hoàn toàn không có, nhanh chóng hướng U Minh chiến hạm thối lui. Phú cùng Dực ở thời điểm phù xuất thủ, liền vọt qua mọi người Thiên Nhất Thương hội, hướng thương lao đi. Mộc Không ở trên không trung bước ra một bước, một cái huyền khí hàn khí bức người xuất hiện ở trong tay, nhắm đầu hai người nện xuống, quát lạnh. Dừng lại cho ta. Muốn chết. Dực phun ra hai chữ, một chảo vồ xuống, năm lưỡi dao sắc ở trên trời cao trực tiếp vẽ ra năm vết nứt không gian, huyền khí của Mộc Không ầm một thoáng liền báo hỏng, vết nứt không gian đóng lại, ba đạo trực tiếp biến mất, còn có hai đạo càng lúc càng lớn, hướng về trên người Mộc Không bắn đi. Muốn triệt để chém hắn thành mảnh vỡ. Xuân Tâm Linh Động. Một âm thanh tức giận vang lên, mấy đạo thanh khí ở trên không trung lấy quỹ tích kỳ quái qua lại mà đến, ở trước người Mộc Không ngưng tụ thành hai lưỡi đao, mạnh mẽ chém ra hai khe hở không gian. Ầm. Hai đạo năng lượng màu xanh cùng màu đen đụng vào nhau, triệt để biến mất, mà dư âm tản ra, cũng đem Mộc Không chấn đến mức bạch y nát tan, ở trong hư không liền lùi lại mấy bước, mới giữ vững thân thể. Nhưng trong mắt hắn không có một chút e ngại nào, trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn, chiến ý bành trướng mà lên. Vũ Văn Cao từ phía sau hắn xuất hiện, ôn nhu nói. May là nhân gia đúng lúc xuất thủ, bằng không ngươi liền trở thành cặn bã. Ánh mắt hắn tham lam ở trên người Mộc Không trên dưới đánh giá, bạch y của Mộc Không phá nát, một thân quần áo bó màu trắng, vóc người vô cùng tốt, rơi vào trong mắt Vũ Văn Cao, dị thải liên tục. Mộc Không phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản bị lực lượng dư âm vừa nãy chấn đến mức khí huyết trong cơ thể khuấy động, thật vất vả ổn định lại. Nghe được tên biến thái này nói chuyện, còn có ánh mắt xâm loạn kia, nhất thời không áp chế nổi nữa, phun ra tâm huyết, hắn sát khí bàng bạc, gằn từng chữ nói. Lại nhìn ta một chút, trước hết giết tên biến thái ngươi. Trong mắt Vũ Văn Cao lộ ra vẻ u oán, lẩm bẩm nói. Ta biết ngươi đối với ta có cái nhìn. Nhưng sau này ta biến thành nữ nhân chân chính, có thể thử gặp gỡ một thoáng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Biến thái, chết. Mộc Không không chịu nổi nữa, không lo đại địch ở trước mặt, một quyền hướng về Vũ Văn Cao đánh tới, kinh lực đem không khí tầng tầng đánh nổ. Cú đấm này của hắn dùng 10 phần công lực, so với thời điểm đối phó Dực còn tàn nhẫn, chính là muốn một quyền đánh nổ tên biến thái này. Ngươi cái hán tử phụ lòng này. Trong mắt Vũ Văn Cao lóe ra ý cười. Mộc Không vừa bước vào nhị tinh vũ tôn không lâu, so với hắn tam tinh đỉnh cao thực lực kém không phải nhỏ tí tẹo, nhẹ nhàng đẩy trưởng ra, liền đỡ quyền kình, sau đó đột nhiên chuyển hướng, phi thân hướng Dực xuất thủ, cười nói. Không cùng ngươi đấu, vạn nhất chọc giận tiểu tử kia, không cho sư phụ hắn biến thân cho ta, vậy ta liền tâm đau đến chết. Ánh mắt Dực phát lạnh, vốn là muốn bỏ qua hai người một bên, nhưng thấy Vũ đã đi đầu một bước, liền xoay người hướng Vũ Văn Cao chém tới. Nhưng trong tay lại lưu tình. Thể chất cẩu Vũ Văn Cao tựa hồ hết sức kỳ lạ, còn khả năng liên lụy đến cơ thể mẹ của yêu tộc bọn họ, không thể giết hắn.
Lần này liền để Vũ Văn Cao có cơ hội lợi dụng, tu vi của hắn nguyên bản liền muốn cao hơn Dực quá nhiều, đối phương vẻn vẹn là dựa vào lực lượng huyền khí cấp 9 mới có thể dễ dàng trấn áp bọn họ, hiện tại khắp nơi lưu thủ, trái lại vô cùng bị động. Thân thể Tiểu Thanh dần dần biến mất ở trên bầu trời, hóa thành một cái bóng cực kỳ nhạt, thần tình lạnh lùng nhìn tất cả, lạnh giọng nói. Hắn lạnh lẽo nói ra câu nói này xong, toàn bộ hình thái hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một tia khói xanh nhàn nhạt mịt mờ, tung bay trên không trung. Ngoá, thiếu gia ta cứu ngươi, ngay cả một lời cảm kích cũng chưa nói liền chạy. Tiểu Côn, bằng hữu của ngươi làm sao không có tố chất như thế? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt mắng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ mỉm cười, trong đôi mắt hắn tinh mang lấp lóe, cả người đứng trên không trung, trong đầu nhanh chóng suy tư. Sắc mặt thương tái nhợt, dị thường khó coi, giờ khắc này không chỉ có hỗn thiên nghi tổn hại, hắn cũng chịu đến thương tích rất lớn. Còn nữa, cho dù hắn không bị thương, mất đi hỗn thiên nghi dựa dẫm, hắn chỉ là một tên yêu tộc cấp bậc vũ tông, đã không dám vọng tưởng thu lấy vạn cổ trường thanh thụ. Con vịt đến miệng còn bay, còn dính đầy phân vịt, dã tràng xe cát. Phốc, thương lửa giận công tâm, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn đem hết lửa giận toàn bộ chút ở trên người Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt sát ý như thật, cắn hàm răng, phun ra hai chữ. Đáng chết! Hai tay hắn kết ra một cái văn tự to lớn, lâm không vào tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, tiến lên nghênh tiếp, tu vi của người trước mắt này cùng hắn không phân cao thấp. Trong đồng cấp, ngoại trừ đế giả bị trấn áp vô số năm tháng kia, ai có thể cùng hắn ngang hàng? Ngươi là cái thá gì? Dưới thiên vũ giới này, người có thể phán ta sinh tử chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Đại phong khởi hề vân phi dương. Hắn hướng phía trước hơi bước ra một bước, cảm ngộ đến nhịp điệu thiên địa, nhẹ nhàng nâng tay lên, triển khai ra mấy cái động tác cổ quái, sức mạnh quy tắc bắt đầu điểm điểm ngưng tụ, lực lượng phong vân thu hết vào trong lòng bàn tay, bầu trời vì đó biến sắc. Trên u minh chiến hạm quan chiến. Còn người đám người thánh hỏa điện rơi mất một chỗ, không nói ra muốn khóc. Mấy động tác quái lạ kia của Lý Vân Tiêu đúng là động tác cơ sở thánh kỹ của bọn họ, dùng để cảm thụ cùng nắm bắt sức mạnh quy tắc, hắn nước chảy mây trôi triển khai ra như vậy, so với bọn họ tu luyện mấy chục năm còn muốn thuận buồm xuôi gió. Thiên địa gió lên, phong vân do ta. Thân thể của thương bỗng nhiên ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, loại lực lượng phong vân kia rít gào mà đến. Bầu trời bốn phía dĩ nhiên hiện ra đám mây, đem không gian quanh thân hắn khóa lại. Ở dưới một trường phong vân này, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại tâm không thể chống cự, đây là chuyện mấy chục ngàn năm đến nay chưa bao giờ có. Cẩn thận! Vũ hét lớn một tiếng, điên cuồng xông lên trên. Hắn cũng cảm nhận được một trường kiêu ai, lấy tu vi cùng thương thế bây giờ của thương, căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước. Yêu văn trước người thương như trang giấy biến thành cho bụi, cả người càng là xa xa bay ra ngoài, ở trên bầu trời tung xuống máu tươi thật dài. Thương đại nhân, bốn người Lê, Phù, Dực, Vũ đều hét lớn một tiếng, trong đó thực lực Lê là bảo tồn đầy đủ nhất, nàng hóa thành một ánh hào quang liền hướng thương đuổi theo. Phù mắt thấy thương bị đánh bay, rất là kích thích, nguyên bản trong cơ thể trống rỗng, nguyên khí hoàn toàn không có, không biết từ đâu sinh ra một cơn lửa giận. Đem cảnh giới mạnh mẽ nâng lên, giống to hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Thanh La ở trên chiến hạm con ngươi co rụt lại, vội vàng hạ lệnh. Quay về phía yêu tộc kia, đánh chết hắn. Ba vị đại nhân, theo ta đồng loạt xuất thủ, vây giết người này. Lúc trước một búa của Phù làm các nàng sợ đến hồn phi phách tán, sau đó mới phát hiện đối phương đã là cung dương hết đà. Bây giờ nhìn Lý Vân Tiêu ở phía trên đại phát thần uy, cũng lần thứ hai nhấc lên dũng khí. Nội tâm nàng cũng vô cùng rõ ràng, nếu không có Lý Vân Tiêu hấp dẫn chú ý của mọi người, chờ những yêu tộc này giết Lý Vân Tiêu lại chuyển đến giết các nàng, ai cũng trốn không thoát. Diệp Phàm cũng hướng hai người Phùng, Chư nói. Hai vị trưởng lão cũng xuất thủ đi. Hiện tại bọn họ cùng Lý Vân Tiêu là đứng trên một chiếc thuyền, lúc này quan chiến là thoải mái, nhưng đợi lát nữa chiến đấu kết thúc, những người mình một thoáng không nhúc nhích, sợ là không còn gì để nói, với ai cũng không cách nào bàn giao. Phùng, Chư lập tức hiểu ý, đồng thời vọt ra, hướng về Dực bắn đi. Nguyên bản Vũ Văn Cao cùng Mộc không còn có thể kiềm chế lại Dực, sau khi thương bị đánh bay, cũng nổi khùng, đẩy hai người vào tuyệt cảnh. Trên U Minh chiến hạm phát sinh tia sáng chói mắt,
U Minh Nhất Kích đột nhiên nổ ra, đồng thời bốn tên vũ tôn đồng loạt xuất thủ, hướng phù công kích. Phù một lòng muốn giết Lý Vân Tiêu, nhìn sức mạnh tuyệt cường vào tới, không cam lòng hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ chót hướng về chiến hạm chém đi. Vũ tiên sinh cách Lý Vân Tiêu gần nhất, cũng là dị thường nổi giận, ngửa mặt lên trời gào to, thân thể vào đúng lúc này yêu hóa dị thường lợi hại, đã dần dần thoát ly hình người, bắt đầu diễn sinh ra yêu thể. Thân thể của hắn ở trong tiểu thanh lôi ngục bị trọng thương, trong ngày thường dựa vào bí pháp áp chế mầm hỏa toàn bộ bạo lộ ra, bắt đầu không khống chế được thân thể của mình, không ngừng biến hóa yêu thể, rất nhanh hóa thành một yêu quái khổng lồ, cả người đều là lông dài màu xám, hai cánh tay giống như ngọn núi thô to, trong tiếng gầm giống tức giận hướng Lý Vân Tiêu oanh tới. Ồ, lại phản tổ. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại dần dần băng lạnh xuống, sát khí trên người tản ra, lạnh giọng nói. Vũ, hai lần đều thua dưới tay ngươi, lần này ta chính là muốn tìm về chuyện cũ, ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi có thương tích trên người. Sau khi Vũ yêu hóa, sức mạnh thậm chí đã vượt qua trạng thái hình người, chỉ là thần trí rơi vào trong cơn điên cuồng, hai mắt hoàn toàn mờ mịt, chỉ có sát khí. Nắm đấm giống như núi nện xuống, hoàn toàn là lực lượng thân thể, có loại cảm giác rung chuyển trời đất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, chiến ý trong cơ thể vào đúng lúc này tăng lên tới đỉnh cao. Cuộc chiến thân thể, bất diệt kim thân hắn cũng từng đánh qua, nhưng chưa bao giờ lui một bước. Hắn hơi giơ cánh tay lên, một đạo long văn màu xanh dần hiện ra, yêu khí khủng bố tản ra. Sau khi yêu long ở trong linh hồn của Lý Vân Tiêu tẩm bổ, lại chiếm được hồn lực của Côn Ngô thần thụ, đã khôi phục 4/10, giờ khắc này sức mạnh của hai người dung hợp, đủ để phá thiên liệt địa. Hồn chiến kỹ pháp, phá long quyền. Toàn bộ trời cao, tất cả đều là yêu khí tràn ngập, không chỉ có Vũ, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng tựa hồ bị yêu hóa, khí tức quanh thân ở dưới yêu long ảnh hưởng trở nên quỷ dị, một đạo long ảnh khủng bố ở sau người hắn hiện lên, mở ra miệng lớn rít gào. Long ngâm động thiên, vang vọng cửu tiêu. Cả người Vũ chấn động, không chỉ có hắn, còn có Dực cùng Phù cũng là trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, một loại cảm giác run rẩy đến từ huyết mạch dâng lên trái tim. Yêu long chính là thượng cổ chân long cùng đại yêu kết hợp sinh ra hậu duệ, tuy rằng chỉ còn dư lại hồn thể, nhưng trong linh hồn vẫn có long khí cao ngạo cùng uy thế đại yêu, đối với những người yêu tộc có lực uy hiếp cực cường. Trừ khi bước vào cửu thiên cảnh giới, ngưng tụ đế khí, thành tựu cửu thiên vũ đế, mới có thể không nhìn loại uy thế truyền thừa trong huyết mạch kia. Hai đạo quyền phong đánh vào nhau, sức mạnh kinh khủng ở trên hai nắm đấm đè ép ra, không gian bốn phía không ngừng phá nát, hiện ra vết nứt không gian. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nhưng dưới giằng co, yêu khuyết lập tức hiển lộ ra. Thân thể Vũ dần dần không chống đỡ nổi, có dấu hiệu hỏng mất. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cũng cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, nhưng càng đánh càng hăng, bá thiên luyện thể quyết của hắn trực tiếp hấp thu một bộ phận lực công kích của đối phương chuyển hóa thành sức mạnh của mình, càng kéo dài, lập tức phân cao thấp. Nắm đấm của Vũ tiên sinh phá nát ra, cả người thống khổ hét lớn một tiếng, toàn bộ cánh tay từng tấc nổ tung, máu tươi tung tóe. Tùng tùng tùng. Đột nhiên tiếng nổ liên tiếp bài sơn đảo hải, chống trận kinh thiên động địa, mỗi một tiếng đều chấn động trái tim tất cả mọi người, như búa lớn đánh ngực, khiến người ta khí huyết khuấy động, tựa hồ huyết dịch muốn phá thể mà ra. Trên U Minh chiến hạm, một ít võ giả tu vi thấp, ở trong tiếng chống trận trực tiếp chấn động đến mức ngất đi, còn có một chút miệng lớn phun ra huyết, cả người tiến vào trạng thái phát điên. Sau khi Lý Vân Tiêu một quyền đập vỡ tan cánh tay của Vũ, cũng cả người thoát lực, bóng yêu long trở nên cực kỳ ảm đạm, trở lại trên thân thể. Chống trận lôi động, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn phá nát, thân thể phảng phất muốn tan vỡ ra. Hắn ngưng mắt nhìn tới, xa xa khuôn mặt lê lạnh lẽo, một chống trận to lớn hiện lên ở giữa không trung, tay phải nàng không ngừng đánh ra, mỗi một tiếng đều dẫn tới thiên địa rung động. Mà thương thì bị nàng ôm bên người, không biết sống chết. Nhưng có lẽ không chết à, trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, nếu như chết rồi, Lê chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Trong tay hắn hiện ra Hoàng Triều Trung, nhẹ nhàng đánh một cái, cô lập thanh âm chống trận ở bốn phía ra. Trở về, Lê nhẹ giọng quát lên, theo tiếng chống này truyền ra, vẫn là rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người. Phù cùng Dực biến sắc, lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng, nhưng mấy người đều sẽ không đi cãi lời Lê, Vũ thống khổ kêu rên, đồng thời thần trí yêu hóa cũng dần dần khôi phục,
lạnh lẽo nhìn Lý Vân Tiêu, kéo yêu thể to lớn bắt đầu không ngừng hướng về Lê bay đi. Lý Vân Tiêu ở dưới sóng âm kết giới của Hoàng Triều Trung, không chút nào bị chống trận ảnh hưởng, chỉ là lạnh lùng nhìn. Tuy rằng hắn một quyền sụp đổ cánh tay của Vũ, nhưng muốn triệt để giết chết hắn, lấy tình huống bây giờ vẫn là tuyệt đối không thể. Phù ra sức bổ mọi người của Thiên Nhất Các vây công hắn, nổi giận đùng đùng lui về, đồng thời nắm lên đường kiếp xa xa quan chiến dẫn tới. Dực trong nháy mắt nhốt Vũ Văn Cao lại, cũng đồng thời lao đi. Vũ Văn Cao thay đổi sắc mặt, không ngừng kêu cứu, nhưng không người nào để ý hắn, Mộc Không càng là lộ ra vẻ dễ dàng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Thanh La thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Đường kiếp lưu lại. Nàng mang theo ba tên vũ tôn cao thủ muốn xung phong đi tới, ánh mắt lê lạnh như băng xẹt qua, chống trận trong tay đánh mạnh một thoáng, một đạo sóng âm công kích mà mắt thường có thể thấy đẩy ra không khí, rất xa kinh sợ mà đến, hướng về ba người xung kích. Ba người đều là cả người chấn động, khí huyết hỗn loạn, lại cảm nhận được ánh mắt vài tên đại yêu hàn khí bức người, lập tức đình trệ trên không trung, không còn dám tiến lên một bước. Sắc mặt đường kiếp trắng bệch, thoáng tới gần bên người Lê. Cùng những yêu tộc này đi, hắn ngược lại an toàn hơn, nếu như rơi vào trong tay Thiên Nhất Các, liền thật sự phiền phức. Tuy rằng Thương Minh ở bề ngoài là một chỉnh thể, nhưng bên trong tranh đấu, so với bang phái khác còn muốn kịch liệt. Đùng! Theo Lê gõ xuống một đòn tối hậu, không gian ở bốn phía bọn hắn chấn động đến mức tầng tầng cong lên, liền muốn phá không mà đi. Ánh mắt Lê lạnh như băng rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Vững vàng ghi khắc ở trong cốt tủy. Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không sợ hãi ánh mắt của nàng, nhưng trong con ngươi lại hơi co rụt lại, tựa hồ nhận ra được cái gì, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhẹ giọng nói. Lẽ nào là... Hết thảy yêu tộc toàn bộ trầm mặc không nói, trên mặt khôi phục vẻ yên tĩnh, dần dần theo không gian vặn vẹo chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lặng lẽ không nói, mỗi người có đăm chiêu. Ánh mắt Thanh La nhìn Lý Vân Tiêu cũng rất chuyển biến, nói. Không hổ là biểu đệ của Phong Hào Vũ Đế, thực lực viễn siêu ta tưởng tượng. Lúc này mọi người mới trở lại trên chiến hạm, Thanh La đầy mặt nặng nề dò hỏi. Chư vị, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Những người yêu tộc kia thực lực không mạnh, nhưng huyền khí cấp 9 lại khó có thể đối phó. Lần này để bọn họ chạy trốn, lần sau muốn bắt đường kiếp, sẽ càng thêm khó khăn. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ cũng không có một chút biện pháp nào. Lúc trước có tâm ý xem thường, kết quả hơn 10 vũ hoàng cường giả trong nháy mắt biến thành cho bụi, cũng là tổn thất thật lớn. Sau đó chống trận của Lê nổ vang, ở trên chiến hạm còn té xỉu một mảnh không tỉnh lại. Tất cả mọi người là ngươi xem ta nhìn ngươi, không quyết định chắc chắn được, cuối cùng bất chi bất giác hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, bao quát mọi người Thánh Hỏa Điện cùng Mộc Không. Tất cả đều là vẻ dò hỏi. Lý Vân Tiêu nói. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta sợ là đã trở thành bia ngắm của mọi người. Đường kiếp phải tiếp tục truy, nhưng không thể cùng những thế lực khác va chạm, tận lực biết điều làm việc. Trong mắt Thanh La sáng ngời nói. Không sai, chính là như vậy. Nếu không tiếp tục lẻn vào trong hư không đi. Lý Vân Tiêu có chút không nói gì, thực lực Thanh La này là không tệ, nhưng lãnh tụ còn lâu mới bằng Thẩm Ly. Hắn nói. Không cần, hiện tại toàn bộ võ giả trên yêu nguyên cơ bản đã biết chúng ta tồn tại, cứ đi tới như vậy đi. Trong hư không sợ sẽ mất dấu những yêu tộc kia, huống hồ phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người dám chọc chúng ta. Thanh La nhất thời truyền lệnh xuống, lần theo khí tức yêu tộc lưu lại đi qua. Hiện tại tất cả vũ giả trên yêu nguyên đều là sắc mặt nghiêm túc, vừa nãy loại diệt thế oai kia rung động tâm linh của mỗi người thật sâu. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ bắt đầu hội tụ. Khang lão quái, vừa nãy uy thế kia quá dọa người, hiện tại chúng ta đi qua, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, Vương Luyện Kiếm phái Châu Thần nhìn một phương hướng, nghi ngờ không thôi nói. Loại diệt thế oai kia coi như là vũ đế cũng chưa chắc có. Lôi Hỏa Cung Khang Một cũng là sắc mặt âm trầm bất định, vừa nãy dưới cỗ uy thế này, đừng nói chiến một trận. Có thể chạy thoát hay không cũng là một chuyện, nhưng hắn vẫn hử lạnh nói. Vũ đế oai, há là người ta có thể phỏng đoán. Ngươi không cảm thấy đến nhân vật càng lợi hại, liền chứng minh cửu thiên đỉnh xuất hiện độ khả thi lại càng lớn sao? Châu Thần cười nhạo nói. Vậy cũng phải có mệnh thủ mới được,
tình huống trước mắt đã vượt qua dự tính của ta. Chúc các người chơi vui vẻ, ta đi về trước. Thân thể Khang Ngột ngừng lại, đứng trên không trung, nhìn chằm chằm Châu Thần nói. Ngươi là nói, ngươi muốn lui ra. Châu Thần cảm nhận được trên người đối phương có ý không vui, sắc mặt cũng chìm xuống, hừ nói. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho? Hai người có chút cảm giác dương cung bạt kiếm, lúc này đồng thời theo đi ra hơn 100 tên vũ giả, tất cả cũng đều ngừng lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lúc trước bọn họ là đi tham gia trò vui, không ít người đều không hiểu là muốn làm gì, nhưng một đường lại đây mỗi cái đều rõ ràng, dĩ nhiên là vì cửu thiên đỉnh trong truyền thuyết, trong lúc nhất thời mỗi người có tâm tư riêng. Vừa nãy Diệt Thế Oai bọn họ cũng nhận ra được, mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Rất đơn giản, người có chí riêng, đồng ý đi thì đi, đồng ý lưu thì lưu. Một gã vũ tôn cường giả gia nhập vào khác vuốt râu nói. Dưa hái xanh không ngọt. Đồng ý tiếp tục đi, liền đứng ở bên Khang Ngột, muốn trở về, cùng Châu Thần đi. Hắn nói xong, mình một bước liền đứng ở phía sau Khang Ngột, cười nói. Nếu đã đi ra, không làm rõ, ta là làm sao cũng sẽ không trở lại. Dù cho thật đem mệnh bỏ trên yêu nguyên này, chí ít cũng là vì cửu thiên đỉnh mà chết, chết có ý nghĩa. Lời này của hắn lập tức dẫn tới không ít người tán thành, phản đối cũng rất nhiều, rất nhanh đoàn người liền chia thành hai nửa. Còn có một chút do dự không quyết định. Châu Thần lạnh lùng nhìn những người do dự không quyết kia một chút, trong đó cũng không có thiếu Vũ Vương Vũ Quân, nhất thời không nhịn được cười nhạo nói. Nếu như hiện tại không đi, đợi lát nữa sợ là thực lực đơn độc đi ra yêu nguyên cũng không có, người như vậy còn muốn nhòm ngó cửu thiên đình. Người con mẹ nó sao không đi nhòm ngó thiên địa phong vân bảng, không đi nhòm ngó thập đại vũ đế phong hào. Lần này lập tức đánh thức tất cả mọi người. Những người còn lại kia tất cả đều thay đổi sắc mặt, giận dữ và xấu hổ, cơ bản là toàn bộ chạy đến phía sau Châu Thần. Còn có một chút định ở lại cũng đồng thời ra khỏi hàng, chạy đến phía sau Châu Thần. Sắc mặt Khang Ngột âm trầm khó coi, hắn đối với tình huống không biết phía trước cũng là vô cùng thấp thỏm, hy vọng bia đỡ đàn có thể nhiều hơn một chút, hiện tại một thoáng liền chạy hơn nửa. Châu Thần lộ ra vẻ mặt cười gằn, nhìn có chút hả hê nói. Khang Ngột. Liền như vậy cáo từ, chúc ngươi tìm tới cửu thiên đỉnh, xưng bá thiên vũ giới, đến thời điểm đó đừng coi như không quen biết ta, ha ha ha. Khang một buồn bực cả giận nói. Nếu có thể đạt được cửu thiên đỉnh, lão tử cái thứ nhất liền giết ngươi. Hừ, Châu Thần lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không để ý lắm, mang theo rất nhiều người liền muốn trở về Khinh Ca xâm lâm. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng không biết từ đâu truyền đến. Ở trên yêu nguyên vang vọng nói. Chư vị, nếu tới, liền ra chút lực đi, cửu thiên đỉnh thật là có thể sẽ xuất hiện a. Ai? Trong lòng Châu Thần kinh hãi, vội vàng nhìn tới bốn phía. Khang Ngột cũng biến sắc, ở đây hơn 100 người, dĩ nhiên không có phát hiện trong hư không ẩn giấu người, mặc dù bây giờ nghe âm thanh, cũng nắm bắt không tới vị trí của đối phương, từng cái toàn bộ cảnh giác. Ha ha, thực lực chư vị đều không tầm thường. Không cần trông trước trông sau, mấy chúng ta còn định tìm chư vị giúp chút việc nhỏ đây này. Ngay trên yêu nguyên, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện năm bóng người, trang phục có chút quái dị, áo giáp màu lam nhạt khoác lên người. Năm người là khi nào xuất hiện, dĩ nhiên không có người nào biết, hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được tu vi của bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Châu Thần lạnh lùng quát hỏi, trong lòng vạn phần cảnh giác, càng là người không hiểu ra sao như vậy. Càng sẽ vô cùng khó chơi. Mà hai con ngươi của Khang Ngột lại lớn lên, tựa hồ nhận ra trang phục kỳ lạ trên người năm người này, sắc mặt muốn nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, trên trán càng là tuôn ra mồ hôi lạnh. Tên Vũ Tôn cường giả khác cả kinh nói. Khang Ngột, ngươi nhận thức năm người này. Năm người kia ánh mắt mỉm cười nhìn Khang Ngột, khẽ cười nói. Lôi Hỏa Cung Khang Ngột. Khang Ngột lau mồ hôi lạnh trên trán, hàm nhiên nở nụ cười mấy lần, một mặt lấy lòng nói. Không nghĩ tới năm vị đại nhân cũng tới, sớm biết ta sẽ không chạy tới mất mặt xấu hổ, không bằng theo Châu Thần trở về a. Tất cả mọi người phát ngất, bọn họ là vũ tôn cường giả, hầu như chính là lãnh tụ của tất cả mọi người, bây giờ lại ăn nói khép nép lấy lòng người trước mắt này như vậy, nơi nào có nửa điểm cốt khí, không khỏi từng cái khinh bỉ. Mà Châu Thần cùng tên Vũ Tôn cường giả kia thì trong lòng chấn động mạnh, Khang Ngột làm người bọn họ vô cùng rõ ràng,
không phải là thiện nam tín nữ gì, năm người này đến cùng lai lịch gì, dĩ nhiên để hắn khúm núm như vậy. Trong năm người kia có một người cười nói. Nếu tới, liền vì cửu thiên đỉnh xuất thế làm chút cống hiến đi. Nguyên bản cũng không dùng được các ngươi, thế nhưng vừa nãy diệt thế oai kia quá mức dọa người, sư huynh đệ chúng ta thương lượng, liền tìm các ngươi ra điểm lực càng thỏa đáng một ít. Khang một ngượng ngùng cười nói. Chúng ta những phế vật này có thể có ích lợi gì, mấy đại nhân quá đề cao chúng ta. Người kia khẽ cười nói. Yên tâm đi, coi như là giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó. Còn nữa, sử dụng rác rưởi cũng là sự tình chúng ta am hiểu nhất. Mọi người vừa nghe, tất cả đều lửa giận dâng lên, năm người này cũng quá đem mình coi là chuyện to tát rồi. Cho dù bọn họ có lai lịch gì đặc biệt hơn người, mình nơi này hơn 100 người, vũ tôn cường giả cũng có 3 người, thực lực mạnh đã không ở dưới một bang phái. Chẳng lẽ năm người này cho rằng mình là vũ đế sao, lại dám miệt thị mọi người như vậy? Trong năm người này có một người lấy ra một lá cờ màu đen, hướng về trời cao ném đi, đón gió phấp phới, ở trên bầu trời triển khai, che kín thương khung. Trên mặt cờ vẽ rất nhiều phù hiệu quái lạ, ở trung gian những phù hiệu quái lạ kia có một khuôn mặt quái dị khủng bố, khuôn mặt do văn chương màu vàng phác họa ra, tươi đẹp bức người, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động hồn phách. Chi? Lần này tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác trợn to mắt. Bức đồ án này vừa ra, trái tim tất cả mọi người đều không ngừng chìm xuống, lập tức rõ ràng thân phận năm người này. Ở toàn bộ Tây Vực, thậm chí Thiên Vũ Giới, không ai không biết bộ đồ án này. Chính là Phệ Hồn Tộc, một trong 7 đại siêu cấp thế lực. Năm người này càng là cường giả của Phệ Hồn Tộc. Hơn 100 tên vũ giả từng cái sắc mặt trắng bệch. Oán khí lúc trước toàn bộ quét đi sạch sành xanh, còn lại chỉ có vô tận khủng bố ở trong nội tâm lan tràn ra, phảng phất tử thần hàng lâm. Phệ Hồn Tộc ở trong 7 đại siêu cấp thế lực là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, cũng là thần bí nhất, bọn họ cùng ngoại giới giao lưu vô cùng ít, có chút cảm giác lánh đời, nhưng uy chấn một phương, cùng vạn tinh cốc đồng thời quân lâm Tây Vực. Nếu bàn về thế lực thẩm thấu rộng rãi, số lượng cao thủ, có thể vạn tinh cốc càng chiếm thượng phong, nhưng nếu là trình độ kinh khủng. Vũ giả Thiên Vũ Giới tình nguyện đối đầu 10 cao thủ vạn tinh cốc, cũng không muốn chạm một tộc nhân Phệ Hồn Tộc. Bởi vì chủng tộc biến thái này tu luyện bí pháp dĩ nhiên là lấy ra hồn phách. Hơn nữa làm cho người sợ hãi nhất chính là, bọn họ cũng không phải hấp thu hồn phách người chết, mà là sống sờ sờ lấy ra sinh hồn, bất kể là yêu thú hay nhân loại, con số bị bọn họ rút đi hồn phách là hàng trăm triệu. Nguyên bản một môn phái tà ác như vậy, đã sớm gây nên công phẫn bị diệt mới đúng. Hơn nữa thánh vực ở mấy chục ngàn năm qua xác thực nhằm vào Phệ Hồn Tộc tiến hành không ít đả kích, đặc biệt mấy ngàn năm trước có một lần quy mô chinh phạt lớn, đem toàn bộ Phệ Hồn Tộc chém tận giết tuyệt, sau đó lại bốc lên một tên cường giả Phệ Hồn Tộc, dẫn lực lượng còn sót lại phản công, đem toàn bộ đại lục khuấy cho gió tanh mưa máu. Đặc biệt là thánh vực chi chủ, vị trí tông môn bị đồ diệt sạch, triệt để từ trên đại lục biến mất. Mà hiện tại nơi Phệ Hồn Tộc cư ngụ, chính là Linh Sơn Đại Xuyên của tông môn năm đó kia. Cũng ở sau lần sự kiện kia, Phệ Hồn Tộc bắt đầu kiềm chế hành vi của mình, dù cho thu hồn phách người cũng sẽ vừa phải mà đi, để tránh khỏi gây ra phẫn nộ quá độ. Hơn nữa làm việc cũng biến thành biết điều, cùng tông môn bên ngoài tiếp xúc phi thường ít ỏi. Đại nhân, chúng ta không thù không oán, vạn sự dĩ hòa vi quý a. Khang một sợ hãi nhìn Hắc Phiên ở trên không trung phấp phới. Trực tiếp cải thiên hoán địa đem toàn bộ bầu trời biến thành màu đen, khí tức kinh khủng ở trên mặt đất tràn ngập ra, ngay cả lĩnh vực của hắn mở ra, cũng không thể ngăn cản sức mạnh kia rót vào. Những vũ giả khác thì càng không nói, từng cái cả người rét run, run cầm cập liên tục. Ở dưới tên tuổi của Phệ Hồn Tộc, cũng đã bất chiến trước tiên lạnh lẽo. Khang một người đừng nằm mộng ban ngày, còn không mau xuất thủ. Châu thần trái lại là trước hết tỉnh ngộ lại. Hắn giận dữ hét. Bọn họ là muốn bắt chúng ta tế luyện Phệ Hồn Phiên a. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ta không tin hơn 100 người lại làm không xong 5 tên khốn kiếp này. Người ở thời điểm sắp chết tiềm lực là vô cùng, Châu Thần dẫn đầu, nhất thời tất cả mọi người đều giác ngộ, đồng thời lấy ra binh khí giống giận xông lên. Phệ Hồn Tộc khốn kiếp, lão tử giết toàn ra ngươi. Cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Chỉ cần còn có một hơi, liền muốn giết tới Phệ Hồn Tộc các ngươi, đem bọn ngươi triệt để san bằng. Khang một cũng phẫn nộ đến khuôn mặt âm trầm,
phóng lên trời mở ra lĩnh vực, trong hai tay lôi hỏa lấp lóe, nổi lên chiêu thức cực cường. Tên vũ tôn cường giả khác cũng rít gào một tiếng, trong tay hiện ra một cái đại bổng, từng vòng sức mạnh năm màu tản ra, hướng về phía năm người kia đập tới. Tất cả mọi người đều biết đây là tử chiến đến cùng, nếu không thể thắng, chờ đợi bọn họ chính là sống không bằng chết, bị tươi sống lấy ra hồn phách, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Kiệt Kiệt, rất tốt, đều phẫn nộ cho ta. Một người trong đó hài lòng cười nói. Chỉ có linh hồn phẫn nộ, mới là cường đại nhất. Chư vị sư đệ chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa sợ sức lực của một mình ta luyện bất động nhiều hồn phách hùng hổ như vậy, đồng loạt xuất thủ giúp ta luyện chế. Vâng, Trương Thiệu Thiên sư huynh. Bốn người khác lên tiếng trả lời, trong mắt tất cả đều là sát khí tàn nhẫn, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngũ sắc sơ vân bổng, lôi hỏa động thiên kiếp, vương luyện kiếm quyết. Ba tên vũ tôn trước tiên liền công kích tới, lúc này không người nào dám giấu giốt, tất cả đều là một đòn chí cường. Ba người liên thủ lại, giữa bầu trời trực tiếp bắn xuống ba cỗ sức mạnh bá đạo, ầm 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 muốn đánh văng phệ hồn phiên ra. Hơn trăm người còn lại ở dưới ba cỗ sức mạnh chấn động kia, tất cả đều lòng sinh cổ vũ, giống to sông lên theo, trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, uy lực bắn ra bốn phía. Trong mắt Trương Thiệu Thiên bắn ra ý cười kích động, cười to nói. Ha ha, không tệ, chính là muốn bộ tư thái này. Hắn một tay bấm quyết, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ, tựa hồ cùng phệ hồn phiên ở giữa bầu trời kia có cảm ứng, một nguồn sức mạnh ở trong hoàn cảnh quỷ dị này lan tràn. Đối với hết thảy vũ giả đều tạo thành ảnh hưởng mặt trái, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức một ngạt nặng nề, thật giống như ở trong lồng hấp. Phía sau bốn tên sư đệ phệ hồn tộc từng cái bay lên, hướng những vũ giả kia lao đi, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc đùa cợt. Trương Thiệu Thiên ở trong trời cao bắt quyết, một đạo ánh sáng hình cung từ giữa không trung lướt qua, theo tâm ý của hắn mà động, trong miệng thì thầm. Định, ba đạo công kích cường đại kia trở nên chậm chậm. Mà thân thể ba người châu thần thì hơi ngưng lại, bị lực lượng quỷ dị kia khóa chặt không cách nào nhúc nhích. Chi, chuyện gì xảy ra? Châu thần kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống ba chùm sáng màu xanh lục, đem ba người bọn họ bao phủ trong đó, loại cảm giác kia vô cùng quái dị, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút ảm đạm. Lúc này công kích của ba người cũng thuận theo hạ xuống, trong mắt Trương Thiệu Thiên xẹt qua một tia lệ mang, hai tay hắn hiện ra vẻ cổ quái. Không cách nào nghênh chiến, khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, quanh thân tạo ra một đạo phòng ngự tuyệt cường, đem mình bao ở trong đó. Này chính là thiếu hụt to lớn nhất của bí pháp phệ hồn tộc, thời điểm lấy ra sinh hồn nhất định phải tập trung tâm thần, không cách nào phân thân nghênh địch. Công kích của ba tên vũ tôn trực tiếp đánh vào trên phòng ngự của hắn, dung ra ánh sáng cường đại, trong đôi mắt Trương Thiệu Thiên tất cả đều là vẻ lạnh lùng, đứng thẳng ở đó. Một đòn toàn lực của ba người lại vẫn không phá ra được phòng ngự của hắn. Hừ, vũ tôn cấp thấp, cũng chỉ có trình độ như thế mà thôi. Hắn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo xuống, hai tay bắt đầu biến ảo pháp quyết, thì thầm. Triền ti hồn sợi, đánh. Ba người châu thần cả kinh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát, thật giống như có đồ vật gì bắt đầu rời xa mình mà đi, muốn trảo lại cũng không bắt được, hơn nữa biến mất theo, còn có ý thức. Không. Đột nhiên châu thần cắn đầu lưỡi, hai mắt đỏ chót, bùng nổ ra một tia sức mạnh cuối cùng, giận dữ hét. Lão tử coi như là hồn phi phách tán cũng quyết không cho ngươi thực hiện được. Hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cả người đột nhiên bắt đầu bành trướng, nguyên khí như biển rộng từ trong đan điền tuôn ra, rót đầy toàn thân, dĩ nhiên là muốn tự bảo. Trương Thiệu Thiên cả kinh, cả giận nói. Ngươi cái ngu xuẩn này, nếu bị ta bắt phải nhận mệnh. Sinh hồn khí, chân áp. Đạo ánh sáng nhốt lại châu thần kia đột nhiên biến lớn hơn hai lần, màu sắc cũng biến thành tươi đẹp. Ha ha, vô dụng, coi như là vũ đế tới, cũng không cách nào ngăn cản ta tự bảo. Xúc sinh phệ hồn tộc, kiếp sau tất đem bọn ngươi giết một quang hai tận. Châu thần tuyệt vọng hét lớn một tiếng, thân thể phát sinh một đạo cường quang, đột nhiên nổ tung lên. Vang vọng to lớn ở trên không trung nổ tung. Cột sáng màu xanh lục kia cũng thuận theo trở thành nhạt, biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt Trương Thiệu Thiên tràn ngập vẻ mù mịt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hồn phách của châu thần là mạnh nhất trong ba người, hiện tại tổn thất hết, để hắn đau lòng không ngớt. Khang một cùng tên vũ tôn khác lại không có lực lượng phản kháng,
hai con người từ từ tan rã, linh hồn trên người bị rút ra từng tia một, hút vào trong phệ hồn phiên. Lúc này bốn tên đệ tử phệ hồn tộc quỷ mị thoáng hiện ở trên không trung, phân biệt xuất hiện ở tứ phương, từng cái vẻ mặt lạnh lẽo nắm bắt quyết ấn, giữa bốn người rất nhanh hiện ra một phù văn to lớn, chậm rãi ép xuống. Hơn trăm tên vũ giả phía dưới từng cái kinh hãi, châu thần tự bạo để tâm tình của bọn họ chìm vào đáy cốc, nhưng mà không cam lòng bó tay chịu trói, đồng thời phóng lên trời, hướng về tứ phương trận tuyến giết tới. Bốn tên đệ tử kia tuy rằng một mặt ngạo nhiên, nhưng nhìn hơn trăm người chém giết tới, nội tâm vẫn là lướt qua vẻ sợ hãi, vội vàng đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong trận pháp. Chỉ cần bọn họ duy trì sức mạnh phù văn này, liền đủ để trấn áp tất cả mọi người. Mà bùa chú kia cũng là từ trong phệ hồn phiên lấy ra, không phải là lực lượng của bốn người bọn họ, vẻn vẹn là duy trì, coi như là vũ tôn cấp thấp, cũng rất khó phá tan. Không được, bọn họ muốn tự bạo huyền khí. Có vài tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả, ở trong tuyệt vọng đem huyền khí nổ tung, này sản sinh uy lực to lớn không kém gì một đòn của vũ tôn, đem phù văn ở trung ương chấn đến hoảng hốt bất định. Lần này cho tất cả mọi người hy vọng, đồng thời noi theo. Mặc dù huyền khí trọng yếu, nhưng trọng yếu qua tính mạng sao? Trong lúc nhất thời tất cả đều tự bạo huyền khí, sức mạnh kinh người từ phía dưới vọt lên, bốn người kết làm kết giới bắt đầu sụp đổ. Đại sư huynh, không tốt, kết giới muốn đổ nát rồi. Một tên sư đệ thất kinh, tuy rằng hắn cũng là nhất tinh vũ tôn, nhưng ở dưới hơn trăm tên vũ giả liều mạng, chỉ là vẻ quyết tâm tự bạo huyền khí, liền để hắn hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra hàn ý. Rác rưởi, các ngươi bốn tên vũ tôn, cho dù không có kết giới cũng có thể trấn áp bọn họ. Trương Thiệu Thiên giận không chỗ phát tiết, bốn tên sư đệ này tất cả đều là đệ tử tinh anh trong tông môn, phệ hồn tộc vốn là ít ra ngoài, bọn họ càng là lần thứ nhất ra ngoài, căn bản không có kinh nghiệm thực chiến gì, vừa nhìn đối phương liều mạng, liền chột dạ. Bốn tên sư đệ vừa nghe, lúc này mới ổn định khí thế, lực lượng lĩnh vực ở trên người mở ra, tầng tầng chồng chất lên nhau. Quả nhiên lần thứ hai trấn áp xuống. Lần này bốn người càng là cực kỳ cuồng ngạo, từng cái nhìn vũ giả ở trong đó giãy giụa, tàn nhẫn cười to. Bọn họ lần thứ nhất cùng vũ giả ở ngoài tông môn đối địch, loại vui vẻ đem đối phương áp chế ở trong lĩnh vực này, cảm thấy dị thường khoan khoái, đặc biệt là khuôn mặt những người kia nổi giận dữ tợn, còn có tuyệt vọng bi phẫn gào thét, đều như trước đây lấy ra linh hồn những yêu thú kia, cho bọn họ cảm giác kích thích rất lớn. Phệ hồn tộc tu luyện pháp môn, đã sớm để những người này trở nên hết sức lãnh huyết cùng ích kỷ. Rất nhanh, Trương Thiệu Thiên lấy ra hồn phách của hai người Khang Ngột, hút vào trong phệ hồn phiên, hai cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Một tên sư đệ nhìn hơn trăm tên vũ giả kia, cười lạnh nói. Đừng hô, đến phiên các ngươi, lấy tu vi kém cỏi của các ngươi, có thể tế luyện phệ hồn phiên của đại sư huynh, cũng coi như là một loại vinh dự, đáng giá đời sau các ngươi khoe khoang. Trương Thiệu Thiên lạnh nhạt nhìn mọi người một chút, ánh mắt kia như nhìn ra súc, âm lãnh nói. Tổn thất một tên vũ tôn, đem toàn bộ các người bù đắp cũng không đủ a. Hắn đánh ra một cái quyết ấn, khuôn mặt quỷ dị trên bầu trời kia bắt đầu sống động, thật giống như một tia khói xanh nhàn nhạt, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, mở ra miệng rộng, dĩ nhiên hướng về đám vũ giả ăn đi. Chi? Hết thảy vũ giả đều sợ đến hồn phi phách tán, tình huống như thế đừng nói thấy. Quả thực chính là chưa từng nghe nói. Nhưng ở dưới lĩnh vực của bốn tên vũ tôn, hơn nữa huyền khí cơ bản bạo hết, triển khai không ra nửa phần sức mạnh. Trơ mắt nhìn đồng bạn từng cái kêu thảm bị thôn phệ, kết cục là hài cốt không còn. Ha ha ha! Không chung tất cả đều là tiếng cười vui vẻ của bốn tên sư đệ, cười khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ở trong từng tiếng kêu thảm thiết cùng chửi bới, hơn trăm tên vũ giả không có lực lượng phản kháng. Bị khuôn mặt quỷ dị nuốt chửng hết sạch, xương cũng không có phun ra. Năm tên tộc nhân phệ hồn tộc thật giống như nhìn quen loại tình cảnh này, dĩ nhiên không có người nào thay đổi sắc mặt, tất cả đều là coi thường cười gằn. Cái khuôn mặt kia nuốt chửng xong tất cả mọi người, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ ăn no, không ngừng biến hóa hình dạng, cực kỳ quái lạ. Bốn tên sư đệ đều nhìn khuôn mặt giữa bầu trời biến hóa, vẻ phức tạp không nói ra được. Sốt cục. Sau khi khuôn mặt biến hóa hoàn thành, toàn bộ đêm tối co rút lại trong phiên, bay về trong tay Trương Thiệu Thiên. Nhìn phệ hồn phiên ánh sáng màu xanh lấp lóe, trong mắt Trương Thiệu Thiên đều là dị thải liên tục, kích động hưng phấn khó có thể ức chế,
hiển nhiên phệ hồn phiên này biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chúc mừng đại sư huynh một thoáng hấp thu nhiều vũ giả như vậy, trong đó còn có hai tên vũ tôn. Phệ hồn phiên này sợ là cách cấp 9 cũng không xa. Một tên sư đệ đầy vẻ hâm mộ, đập lên nịnh nọt. Mặc dù trên mặt Trương Thiệu Thiên ngạo nhiên không ngớt, nhưng nội tâm vẫn là đắc ý, hừ nói. Trên yêu nguyên này cũng không có thiếu cường giả, các ngươi cũng có thể tùy ý lấy ra một ít sinh hồn luyện chế phệ hồn phiên của mình. Một người sư đệ khác cười hì hì nói. Vẫn là theo đại sư huynh đi ra tốt, cả ngày ở trong tông môn, những yêu thú kia mấy quyền liền bị giết hết. Nơi nào có sảng khoái như bên ngoài, vừa ra liền có hồn phách liên miên dùng. Đó là đương nhiên. Trương Thiệu Thiên đắc ý, cười gằn nói. Cho dù tìm tới tin tức của Cửu Thiên Đỉnh, cũng phải đem phệ hồn phiên luyện chế đến cấp 9 lại trở về. Người sư đệ kia cũng kích động không thôi, hiến kế nói. Chung quanh đây có địa phương gọi là Khinh Ca Xâm Lâm, nơi đó hội tụ vô số ác nhân trong thiên hạ, tất cả đều là một ít tồn tại giết người không chớp mắt, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sư môn, không bằng đi một chuyến. Ồ, còn có nơi như thế. Trương Thiệu Thiên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Được rồi, phệ hồn tộc chúng ta thân là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, cũng có nghĩa vụ trừ gian diệt ác. 5 người đều là quang minh lẫm liệt, hận không thể hiện tại liền đi Khinh Ca Xâm Lâm. Có phệ hồn phiên này, tuy rằng còn chưa đủ chống đỡ diệt thế thần uy lúc nãy, nhưng ít ra có thêm vài phần bảo đảm. Hiện tại mau chóng tới đi, những người mà chúng ta đánh vào ấn ký kia, tựa hồ đã tìm tới địa phương. 5 người phệ hồn tộc đang muốn hướng về xa xa bay đi, đột nhiên dưới chân bắt đầu truyền đến các tiếng ầm ĩ, líu ra líu díu, chính là ngũ hành phệ linh thử, bắt đầu lít nha lít nhít từ trên mặt đất xông ra. Chuyện gì xảy ra? Một tên sư đệ khuôn mặt lộ ra vẻ buồn nôn, một cước đạp xuống, oanh một tiếng, một đạo uy thế ở dưới chân tản ra, nhất thời đánh chết một đám lớn. Hắn căm ghét hừ nói. Một đám đồ vật buồn nôn. Sư huynh ngươi mau nhìn. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều. Một người sư đệ khác khiếp sợ nhìn ngũ hành phệ linh thử không ngừng từ dưới nền đất chui ra, không đầu không đuôi líu ra líu díu nhằm về phía bọn họ, cả người đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trương Thiệu Thiên cũng không biết làm sao, tuy rằng loại chuột này nhiều hơn nữa hắn cũng không sợ, nhưng nhìn xác thực vô cùng buồn nôn. Trời mới biết những con chuột này làm gì, đừng để ý tới chúng. Hắn lâm không một thoáng liền bay lên. Muốn hướng xa xa mà đi. Nhưng đột nhiên một tên sư đệ kinh hãi kêu lên. Trời ạ, dĩ nhiên bay lên. Chỉ thấy phần lưng của những ngũ hành phệ linh thử kia dĩ nhiên sinh ra 4 mảnh quang xí bé nhỏ, từng cái bay lên trời, rất nhanh tảng lớn chuột bay lên không trung, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, để 5 người trong nháy mắt lỗ chân lông mở ra, toàn thân tê dại. Này, chuột có thể bay. Trương Thiệu Thiên đầu óc phát mộng. Nhưng rất nhanh nhận ra vẻ nghiêm trọng của sự việc, cả giận nói. Mau mau giết ra một con đường. Hắn đầu tiên mở ra lĩnh vực vũ tôn, hết thảy linh thử nhất thời bị áp chế ở giữa không trung, líu ra líu díu kêu thảm thiết liên tục, sau đó một quyền ngang trời đánh ra, ánh sáng màu đen nổ ra một con đường, lượng lớn linh thử trực tiếp hóa thành bụi phấn. 5 người hóa thành 5 đạo ánh sáng, trong nháy mắt xông ra những linh thử kia vây quanh, hướng về phương xa mà đi. Nhưng còn không ung dung bao lâu, để bọn họ sởn cả tóc gáy chính là, ở trên đại địa yêu nguyên, không ngừng tuôn ra lượng lớn linh thử, toàn bộ đều kích động quang xí lâm không bay lên, đuổi theo bọn họ, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng càng tụ càng nhiều, như sóng biển hình thành một bức tường linh thử, bài sơn đảo hải đè ép lại đây. Chi, đến cùng xảy ra chuyện gì? 5 người tất cả đều bối rối, sợ đến cả người run cầm cập, vội vàng hướng về phía trước cuồng phi mà đi. Lúc này, không chỉ là 5 người phệ hồn tộc, hết thảy thế lực khác ở trên yêu nguyên toàn bộ đụng phải ngũ hành phệ linh thử công kích, chỉ cần là nơi nhân loại, tất nhiên sẽ có linh thử xuất hiện tiến công. Ở ngoài u minh chiến hạm của thiên nhất các, cũng là lít nha lít nhít từng tầng linh thử, tuy rằng có kết giới cường đại bảo vệ chiến hạm, nhưng tất cả mọi người vẫn bị loại tình cảnh khủng bố kia chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Những linh thử này từng cái tựa như phát điên. Thanh La nhìn bên ngoài kết giới, nhìn ngũ hành phệ linh thử hung bạo gặm cắn kết giới, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Trên chiến hạm nhiều là nữ tử, đối với thứ này vốn là có trời sinh căm ghét cùng mâu thuẫn, huống hồ là cả chiếc chiến hạm lít nha lít nhít bị gói lại,
chỉ cần mở mắt ra liền nhìn thấy linh thử hung ác cắn xé, không thiếu nữ đệ tử đều che miệng buồn nôn ói ra. Thẩm Ly cũng cảm thấy buồn nôn, cả người đổ mồ hôi nói. Thanh La đại nhân, trên chiến hạm còn đủ nguyên thạch không? Nếu như kết giới này không thủ được. Cả người Thanh La cũng run run một cái, tuy rằng mình không sợ thứ này, thế nhưng số lượng. Linh thử lít nha lít nhít bao kín toàn bộ chiến hạm, vội vàng phái người xuống điều tra tình huống nguyên thạch còn lại, cũng đối với Thẩm Ly nói. Ngươi nhanh đi tìm Lý Vân Tiêu đến, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Thẩm Ly xoay người muốn rời đi, liền nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng Mộc Không đã đứng thẳng ở trên boong thuyền, sắc mặt nghiêm túc nhìn linh thử bốn phía. Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng đi tới. Làm sao? Lý Vân Tiêu nhăn hai hàng lông mày lại, lắc lắc đầu nói. Phong ấn đó hết sức kỳ lạ, ta cũng nhìn không ra đầu mối. Nếu như có cửu thiên đế khí, còn có thể đem phong ấn kia mạnh mẽ áp chế xuống, hiện tại là không có cách nào, xem ra nhất định phải tìm tới tên đại yêu gọi Lê kia. Hắn nói chính là phong ấn trên người Mộc Không, một canh giờ sắp đi qua, Mộc Không một mặt cay đắng, lại lập tức phải trở lại trạng thái không có một chút sức mạnh nào. Sắc mặt Thanh La cũng có chút âm trầm, thế cục bây giờ càng ngày càng phức tạp. Nhiều một tên vũ tôn cường giả liền thêm ra rất nhiều cơ hội. Mộc Không mạnh mẽ nàng cũng thấy qua, nếu như có thể mở ra phong ấn, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Những linh thử này ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Thanh La nhìn Lý Vân Tiêu hỏi, chẳng biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Lý Vân Tiêu có thể có chủ ý, có loại cảm giác vô cùng tín nhiệm. Lý Vân Tiêu ngóng nhìn một chút, cau mày nói. Nhìn dáng dấp thần thức đều vô cùng tỉnh táo. Thật giống như chúng ta giết toàn ra bọn nó vậy, trong tròng mắt đều là cừu hận cùng điên cuồng, muốn đem chúng ta xé thành mảnh vỡ. Lần này phiền phức, trên yêu nguyên này, đồ vật kinh khủng nhất không phải cấp 8 linh xà cửu xí điều cùng phá hồn mô, mà chính là những linh thử này. Thanh La nhìn hắn cũng không có chủ ý, có chút lo lắng nói. Lúc này nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu nói. Trước tiên xông tới đi, cũng không biết có bao nhiêu linh thử. Bết bát nhất chính là không biết căn nguyên bọn nó phát điên. Nếu như chỉ là một khoảng không gian này, vậy chúng ta xông qua liền an toàn. Đúng là như thế. Trong mắt Thanh La sáng ngời, có vẻ rất tán thành, hạ lệnh. Thẩm Ly, lập tức truyền lệnh, triển khai U Minh nhất kích, giết ra một con đường. Một tên nữ đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới, kinh hoàng nói. Thanh La đại nhân, không tốt rồi. Nguyên thạch còn lại duy trì kết giới này sợ là chỉ đủ nửa canh giờ. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc, toàn bộ trắng bệch không có chút máu. Thanh La nổi giận mắng. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, dĩ nhiên không mang theo đủ nguyên thạch. Người thân là tổng quản chiến hạm, thực sự là tội đáng muôn chết. Tên nữ đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Thanh La đại nhân, nguyên thạch của chiến hạm so với bình thường đều bố trí nhiều hơn một nửa. Chỉ là lúc trước ở trong hư không tiến lên tiêu hao rất lớn, hơn nữa những linh thử này công kích không lọt chỗ nào, đối với kết giới hao tổn cũng là rất lớn. Thanh La tức giận, chỉ muốn một trưởng vỗ chết tên đệ tử trước mắt này. Lý Vân Tiêu ngăn lại hỏi. Nếu như lại triển khai U Minh nhất kích mở đường, còn có thể duy trì bao lâu? Trong mắt tên nữ đệ tử kia lóe ra vẻ oan ức, cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại nhân. Nếu như triển khai U Minh nhất kích, sợ là thời gian duy trì kết giới còn muốn giảm phân nửa. Lý Vân Tiêu cũng có chút đau đầu nói. Đem hết thảy nguyên thạch trên chiến hạm thu sạch, còn có tất cả mọi người đem nguyên thạch của mình lấy ra, có thể chống nhiều một khắc liền tốt một khắc. Loại thử chiều này không thể không ngừng nghỉ, khẳng định có một loại nhân tố then chốt nào đó mà chúng ta không biết. Đúng, đúng, đúng là như thế. Thanh La vội nói. Mọi người lấy ra tất cả nguyên thạch của mình, hẳn liền đủ rồi. Nàng trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong dĩ nhiên có hơn 30 triệu khối trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu xoay người nói. Mộc Không. Mộc Không hơi động, nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu, gật đầu cười khổ nói. Ta rõ ràng. Cả người hắn trôi nổi lên, sau đó hướng ra ngoài chiến hạm vọt tới. Hắn muốn làm gì? Mọi người đều giật mình. Mộc Không vọt thẳng đến ngoài kết giới, triển khai một tầng phòng ngự ở quanh thân, ngăn cản linh thử cắn xé, sau đó hét lớn một tiếng, hào quang óng ánh ở trên người tụ tập, hội tụ thành một đạo quyền mang lấp lóe, mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới.
Ánh sáng màu trắng xẹt qua trời cao, đám linh thử lập tức tử thương một mảnh, nổ ra một đường nối thẳng tắp. Đồng thời lực lượng lĩnh vực trải ra, dường như cây chổi đem quần thử quét về bốn phương tám hướng, kết giới trên chiến hạm chịu đựng phá hoại nhất thời nhẹ đi. Sau khi Mộc Không làm xong, cả người quay trở về trên chiến hạm, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch, thở hổn hển cười nói. Ta đại khái còn có thời gian uống cạn chén trà liền mất đi sức mạnh, thừa lúc bây giờ thực lực vẫn còn, mở con đường đi ra cho mọi người, giảm thiểu kết giới hao tổn. Trong mắt Thanh La sáng ngời khen. Không sai, chỉ cần không ngừng phái cao thủ đi ra ngoài quét sạch linh thử, kết giới này nhất định có thể chống đỡ nhiều một chút. Ánh mắt nàng bắt đầu ở trên người mọi người Thánh Hỏa Điện đảo qua, ý đồ rất rõ ràng. Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện hơi thay đổi sắc mặt, từng cái nhẹ nhàng hừ lạnh, hiển nhiên không phục. Thanh La cũng hừ một tiếng nói. Loại nhiệm vụ này, những nam tử các ngươi không làm, chẳng lẽ muốn nữ tử chúng ta đi làm hay sao? Đừng quên chiến hạm này là của thương hội chúng ta, nếu như không phục tòng, liền kính xin mấy vị đi ra ngoài. Diệp Phàm đưa tay ngăn cản Phùng Chư muốn phát hỏa, quay về phía Thanh La cười nói. Thanh La đại nhân nói phải, loại linh thử buồn nôn này xác thực hẳn là nam nhân chúng ta đi làm. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn Diệp Phàm, nhiều thêm vài tia khen ngợi. Hiện tại chính là thời điểm đồng tâm hiệp lực, nội chiến chỉ làm cho mình chết nhanh hơn. Hắn lo lắng liếc mắt nhìn quần linh thử bên ngoài, phô thiên cái địa nhìn không thấy bờ, coi như là tâm lý tố chất của hắn, cũng hơi tê tê. Chiến hạm đem tốc độ mở ra tối đa, nhanh chóng ở trong quần linh thử qua lại, mãi đến tận lần sau lại bị thử quần vây quanh không cách nào tiến lên nửa phần. Lúc này sức mạnh của Mộc Không đã bị phong ấn, thích quang xông ra ngoài mở đường. Lý Vân Tiêu trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu chìm đắm tâm thần, kiểm tra giới thần bi trong đan điền. Sau khi đập vụn huyền khí của đối phương, giới thần bi cũng tựa hồ chịu đến thương tích rất lớn, vẫn trôi nổi ở trên đan điền như chết. Hắn linh hồn huyễn ảnh ở trong thế giới của bi, cũng cảm giác được linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, tựa hồ cùng hỗn thiên nghi va chạm một thoáng, hầu như tiêu hao hết sức mạnh của nó. Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Đoàn Việt xuất hiện ở bên người hắn, trầm trọng nói. Huyền khí của ngươi tựa hồ gặp phải đối thủ A, bị đánh xẹp. Lúc trước dưới một đòn kia, hầu như hết thảy linh khí đều bị giật đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đầy mặt lo lắng nhìn chung quanh một cái, một tay bấm quyết, trên đại địa dâng lên hai đạo sức mạnh, một đỏ một hoàng, hừng hực lên không, hiện lên ở bốn phía hai người, chính là lực lượng vực giới. Đoàn Việt ngơ ngác cả kinh nói. Lực lượng vực giới chỉ có trình độ này, ngươi gặp gỡ vũ đế. Lý Vân Tiêu cay đắng lắc đầu nói. Là siêu phẩm huyền khí. Đoàn Việt càng khiếp sợ hơn, khuôn mặt khuếch đại, há to mồm sợ hãi nói. Cửu Thiên Đỉnh, thật sự xuất hiện, hơn nữa ngươi còn chống lại. Lý Vân Tiêu khổ não đem sự tình đại khái nói một lần, nhìn trong giới thần bi linh khí nhàn nhạt, có loại cảm giác âm u đầy tử khí, tức giận nói. Thật vất vả làm ra một điểm sinh cơ, mới một thoáng liền bị đánh thành bộ dáng này. Ục. Đoàn Việt nuốt ngụm nước miếng, khó nhọc nói. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, ngươi đem siêu phẩm huyền khí của người ta đập vỡ tan, chuyện này. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, kêu rên nói. Trời ạ, siêu phẩm huyền khí, cũng có thể nát tan sao? Nhưng Lý Vân Tiêu lại không có tâm tư nghe hắn nói, cau mày nói. Xem ra còn phải về Viêm Vũ Thành một chuyến, hoặc là đi Vạn Tinh Cốc cùng Phệ Hồn Tộc, tìm tới linh tuyển chi nhãn của bọn họ tẩm bổ mới được. Cả người Đoàn Việt run cầm cập một thoáng, kinh hãi nói. Vạn Tinh Cốc cùng Phệ Hồn Tộc, Vân Thiếu, chúng ta vẫn là về Viêm Vũ Thành đi. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, liền biến mất ở bên trong giới thần bi, nhớ tới văn tự màu vàng trên hỗn thiên nghi, bắt đầu trở nên trầm tư. Những văn tự kia cùng trên đại giới thần quyết hiển nhiên là loại văn thể đồng nhất, lúc đó thường nhìn thấy đại giới thần quyết liền dị thường kích động, tất nhiên là biết chút ít gì. Mà mình cũng mạnh mẽ ghi nhớ không ít, chỉ là khó có thể lý giải được huyền ảo trong đó.